Huyền Hạo nhìn Tiểu Long rồi mỉm cười, vuốt ve mái tóc màu vàng của Tiểu Long. Phụ thân, sớm biết như vậy con tình nguyện không tới tìm người. Con cũng không muốn người làm như vậy. Tiểu Long hung hăng lắc đầu, vừa rồi còn đang chìm đắm trong sự hạnh phúc lại chuyển thành như vậy. Chuyện này khiến cho trong lòng Tiểu Long không có cách nào thừa nhận biến cố như thế. Nhị đệ, đệ đừng nói chuyện, ta mang đệ đi tìm phụ thân, để xem người có biện pháp nào không. Huyền Cốt tiến lên phía trước rồi nói. Lăn, các ngươi đều cút cho ta. Nhìn Huyền Cốt, Tiểu Long hét lớn một tiếng, lại quay đầu lại nhìn vô số trưởng lão, hộ pháp của Huyền Vũ nhất tộc trên không trung, nói. Đều tại các ngươi, đều tại các ngươi ép, nếu không phải do các ngươi thì làm sao cha ta có thể thành như vậy. Thanh âm quanh quẩn trên không trung, tràn ngập sự phẫn nộ. Nghe thấy lời Tiểu Long nói, sắc mặt vô số trưởng lão biến hóa, thế nhưng lại không có ai nói gì. Lão đại, giúp đệ trông chừng phụ thân. Thanh âm vừa dứt, Tiểu Long nhìn Lục Lâm Thiên, đem phụ thân giao vào trong tay người hắn tín nhiệm nhất. Tiểu Long, đệ cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nâng Huyền Hạo, người vừa rồi còn tiếp cận cường giả trong truyền thuyết thế nhưng lúc này lại suy yếu, được hắn đỡ lấy. Kết quả này khiến cho Lục Lâm Thiên cũng vô cùng giật mình. Lão đại, không cần phải lo cho đệ, giúp đệ trông chừng phụ thân là được rồi. Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt tràn ngập hàn ý. Khí tức lạnh lẽo của Tiểu Long lúc này cũng khiến cho Lục Lâm Thiên có chút run sợ. Đồng thời Lục Lâm Thiên còn có thể cảm giác được, trên khuôn mặt Tiểu Long lúc này đang có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn ra. Tiểu Long, con muốn làm gì? Huyền Hạo cảm nhận sự lạnh lẽo trên người Tiểu Long, ánh mắt có chút bất an. Phụ thân, con không muốn làm gì cả. Tiểu Long quay đầu nhìn Huyền Hạo rồi nói. Thân ảnh đạp lên không trung, ánh mắt quét qua chung quanh. Quang mang mang theo hỏa diễm màu vàng bắt đầu khởi động. Đột nhiên hóa thành bản thể khổng lồ xoay quanh trên không trung. Ngao! Tiếng long ngâm vang lên, tiếng gầm gừ khiến cho lòng người rung động, giống như bên trong ẩn chứa uy áp vô tận. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long, trên lưng mang Huyền Vũ thần sắc cửu giai, uy áp tản ra khiến cho huyết mạch và linh hồn của tất cả tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc sôi trào. Đám rùa đen các người nghe kỹ cho ta. Tất cả những chuyện này là do các người ép ta. Hiện tại các ngươi phải trả giá, hôm nay các ngươi phải trả giá gấp 10 lần. Ánh mắt dữ tợn của Tiểu Long quét qua chung quanh, hàn ý ngập trời. Hai mắt dữ tợn đỏ rực, ẩn chứa hàn ý vô cùng. Thanh âm cơ nơ quẩn, cảm nhận sát ý điên cuồng và yêu hoàng khí mạnh mẽ từ trong cơ thể Tiểu Long tuôn ra, vô số ánh mắt trên không trung run rẩy. Ngao ngao. Uy thế mạnh mẽ cùng với yêu hoàng khí thiên cấp phủ xuống khiến cho từng đạo yêu thú Huyền Vũ nhất tộc cấp thấp khôi phục thành bản thể, bắt đầu rít lên liên tục. Cơ hồ tất cả đám người có tu vi thất giai cũng không có cách nào ngăn chặn được sự sôi trào trong huyết mạch mà linh hồn, thậm chí là sôi trào trong xương cốt, nhanh chóng không thể khống chế được mà hóa thành bản thể. Ngao ngao! Một Huyền Vũ hoàng tộc rít gào khôi phục bản thể, thân thể khổng lồ hội tụ, khí thế ngập trời phóng lên cao. Cả không gian như sắp sụp đổ, khí thế che khuất cả không trung. Từng bản thể Huyền Vũ phủ phục, căn bản không dám nhìn thẳng vào Tiểu Long. Yêu hoàng khí thiên cấp, dường như so với lần trước còn mạnh hơn. Yêu hoàng khí thiên cấp thật mạnh, sao lại có thể mạnh như vậy được? Người có tu vi bát giai nhìn lên thân thể khổng lồ của Tiểu Long trên không trung, yêu hoàng khí khủng bố áp chế khiến cho bọn họ rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống lại. Khí thế bàng bạc trên người phóng lên cao. Lập tức hóa thành bản thể Huyền Vũ. Ngao! Từng bản thể Huyền Vũ bát giai xuất hiện, gợn sóng trong không gian cuồn cuộn, cả không gian trực tiếp run rẩy. Trên không gian, cả Huyền Vũ nhất tộc, trừ Hoa Vân Cốt, Huyền Vũ, Huyền Doanh, Huyền Kinh, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão và những lão giả có tu vi bát giai hậu kỳ có thực lực tuyệt đối ra, toàn bộ thành viên Huyền Vũ nhất tộc có mặt đều hóa thành bản thể. Căn bản không thể chống lại uy áp từ yêu hoàng khí trên người Tiểu Long. Đám người Huyền Vũ, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Huyền Kinh, Huyền Doanh kinh hãi. Cho dù là bọn họ lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại yêu hoàng khí của Tiểu Long. Chuyện này không có liên quan tới thực lực, yêu hoàng khí lúc này trên người Tiểu Long so với yêu hoàng khí một năm trước vô hình đã có sự khác biệt về chất. Tới lúc các ngươi nên trả giá rồi. Đôi mắt đỏ rực. Dữ tợn của Tiểu Long nhìn về phía đám người Huyền Vũ nhất tộc vừa mới gây khó dễ cho hắn. Ánh mắt giận dữ,
sát ý bắn ra, thanh âm bởi vì giận dữ mà đã chuyển thành khàn khàn. Thanh âm vừa dứt, hỏa diễm màu vàng trên người tràn ra. Năng lượng trong thiên địa chấn động kịch liệt. Tiếp đó, thân thể Tiểu Long trong nháy mắt từ trên cao đánh xuống, phá không mà xuất hiện trước đám bản thể khổng lồ của vô số trưởng lão. Xoẹt! Một cái đuôi lớn màu vàng trong nháy mắt hung hăng đánh vào trên bản thể của một người có tu vi bát giai trung kỳ đỉnh phong. Dưới khí tức mạnh mẽ của Tiểu Long, bản thể huyền vũ bát giai này căn bản không có cách nào nhúc nhích. Người này chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức khiến cho lòng hắn rung động, áp chế tới tử huyết mạch và linh hồn khiến cho hắn không có cách nào nhúc nhích. Khí tức này khiến cho hắn chỉ có thể đứng im, cực kỳ giống với yêu hoàng khí thiên cấp, thế nhưng lại có sự khác biệt. Giống như một con sông và một đại dương vậy, đều do nước tạo thành, thế nhưng khí thế của cả hai lại hoàn toàn không giống nhau. Khí tức lúc này giống như yêu hoàng khí thiên cấp, thế nhưng lại giống như dòng sông và đại dương. Nếu nói yêu hoàng khí thiên cấp là một con sông thì cỗ khí tức lúc này chính là một đại dương mênh mông. Người có tu vi bát giai trung kỳ đỉnh phong này không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cái đuôi lớn của Tiểu Long hung hăng đập vào trên mai rùa của hắn. Phanh! Cái đuôi lớn đập xuống, lực lượng mạnh mẽ cùng với năng lượng cường hãn rung động, trực tiếp chia năm xẻ bảy cái mai rùa của hắn. Thân thể khổng lồ nổ tung trên không trung, huyết phụ cùng với kình khí bạc bàng bắn tung tóe. Những ngọn núi trên sơn mạch phía dưới đều bị san bằng. Chỉ trong sát na đầu huyền vũ bát giai trung kỳ đỉnh phong này đã bị chia năm xẻ bảy hóa thành huyết vụ. Tiếp đó, cái đuôi lớn của Tiểu Long trực tiếp đập vào hai bản thể huyền vũ có tu vi bát giai sơ kỳ. Phanh phanh! Thanh âm trầm thấp như sấm rền quanh quẩn trên không trung. Kinh khí ngập trời khuếch tán. Lại có hai đầu huyền vũ bát giai sơ kỳ bị Tiểu Long trực tiếp xé rách, hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới. Hôm nay ta phải đại khai sát giới, giết sạch đám rùa đen các ngươi. Ngao! Tiểu Long rít gào, thân thể khổng lồ lần nữa mang theo cái đuôi lớn cùng với hỏa diễm màu vàng giống như thiên thạch trực tiếp đập vào trên mai rùa một đầu huyền vũ có tu vi bát giai hậu kỳ. Đầu huyền vũ có tu vi bát giai hậu kỳ này chính là huyền tích trưởng lão đang bị trọng thương. Lúc này huyền tích trưởng lão ở dưới cỗ khí tức quỷ dị kia không có cách nào nhúc nhích, cỗ khí tức kia khiến cho linh hồn hắn bỡ ngỡ. Huyết dịch sôi trào tới mức đông cứng lại. Phanh! Cái đuôi lớn của Tiểu Long quất xuống, một giây sau miệng huyền tích lập tức phun ra máu tươi. Thân thể hung hăng rơi xuống phía dưới, mà vừa vặn đập vào bản thể một người có tu vi bát giai sơ kỳ khác. Phanh! Hai cái mai rùa va chạm, thanh âm bạo liệt vang vọng. Tiếng ken két vang lên, mai rùa tức thì xuất hiện vết rách, hai đầu huyền vũ bị rơi xuống mặt đất. Sau khi kéo theo mấy đầu huyền vũ lục giai, ngũ giai theo mới dừng lại. Ầm ầm, động tĩnh như sơn băng địa liệt quanh quẩn, từng đầu huyền vũ bị huyền tích đập vào cũng không biết còn sống hay đã chết. Mà mai rùa của huyền tích cũng bị nghiền nát, máu tươi trong miệng điên cuồng phun ra. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, nên cũng không có ai kịp ngăn cản. Bởi vì cũng không có ai có thể nhúc nhích, phàm là người bị Tiểu Long áp chế hóa thành bản thể, đều không có cách nào nhúc nhích. Bao gồm là cả bát giai hậu kỳ đều bị một cỗ khí tức áp chế khiến cho huyết dịch trong cơ thể chúng nó cứng lại, linh hồn phủ phục. Giờ phút này toàn bộ các trưởng lão mới rung động, tất cả biến hóa khiến cho bọn họ kinh hãi tới giật mình. Sự sợ hãi cùng với kiêng kỵ thật sâu bắt đầu xuất hiện từ sâu trong linh hồn cùng nội tâm. Đám người nhị trưởng lão, tam trưởng lão, huyền doanh, huyền kình còn có thể duy trì hình người, thế nhưng dưới cỗ khí tức kia, huyết dịch cùng linh hồn bọn họ đều xuất hiện sự e ngại cùng đông cứng. Mà người còn có thể nhúc nhích là huyền cốt, huyền phạt, huyền vũ, còn có nhị trưởng lão, tam trưởng lão, huyền kình cùng huyền doanh không có cách nào nhúc nhích. Uy áp áp chế trong cơ thể bọn họ tùy thời có thể khiến cho bọn họ hóa thành bản thể. Lúc này hai người huyền kình, huyền doanh phải dựa vào yêu hoàng khí của bản thân để chống lại. Huyền phạt sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng lại. Cảnh tượng rung động trước mặt khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch, đồng thời cũng đau lòng tới cực điểm. Dừng tay! Tiểu Long, mau dừng tay! Huyền phạt, huyền cốt, còn có tam trưởng lão hét lớn một tiếng. Ba người lập tức lao thẳng về phía Tiểu Long, chỉ là khí tức quỷ dị trên người Tiểu Long lúc này khiến cho bọn họ bị ảnh hưởng. Huyền vũ cùng nhị trưởng lão run rẩy, tuy rằng có thể ra tay thế nhưng lại cắn răng không có động tác. Ngao! Trong lúc Tiểu Long nổi giận cũng không có mất đi lý trí. Thân thể khổng lồ trực tiếp đánh về phía ba người.
đồng thời cố ý va chạm vào đám bản thể huyền vũ bát giai đang bị áp chế không có cách nào nhúc nhích. Phanh phanh phanh, từng tiếng trầm thấp, bạo liệt vang lên, long chảo hoặc thân thể khổng lồ của tiểu long, hoặc là cái đuôi lớn quét qua. Một đường đi qua, những trưởng lão, hộ pháp có tu vi bát giai giống như đứa trẻ chờ tiểu long thu thập. Hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, dưới yêu hoàng khí quỷ dị, thực lực cho dù mạnh, thế nhưng yêu hoàng khí này có tác dụng áp chế vô cùng mạnh mẽ với tộc nhân huyền vũ hoàng tộc. Chỉ có một ít người có thể nhúc nhích một chút, thế nhưng cũng không thể bì kịp tốc độ của tiểu long. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ đánh xuống khiến cho đám người kia rơi xuống mặt đất. Từng ngọn núi bị va đập, mặt đất, hạp gốc, từng dòng suối phía dưới cùng với đám người vô tội bị liên lụy. Thân thể khổng lồ lăn một vòng dưới mặt đất, có đôi khi còn kéo theo không ít người vô tội. Thậm chí còn là đất đá văng tung tóe khiến cho không ít người có tu vi thấp phía xa bị lan tới. A! À, trong nháy mắt ngắn ngủi, hai mươi mấy người có tu vi bát giai bị đập xuống phía dưới làm liên lụy tới người vô tội. Phía dưới, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng bên tai. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng rung động, thực lực của Tiểu Long sau khi tiếp nhận truyền thừa đã mạnh hơn không ít. Thế nhưng cỗ yêu hoàng khí quỷ dị kia mới là nguyên nhân khiến cho cơ hồ tất cả tộc nhân huyền vũ hoàng tộc có mặt bị áp chế không thể nhúc nhích. Tiểu Long, mau dừng tay. Huyền Hạo quát to, gấp tới mức lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà lúc này thanh âm của hắn bị thanh âm bạo liệt bao phủ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên run rẩy, cố ý không nghe thấy những lời này. Đám huyền vũ nhất tộc này cũng nên giáo huấn một chút. Lúc này Tiểu Long đang chiếm thượng phong. Đương nhiên Lục Lâm Thiên không để ý tới lời của Huyền Hạo. Dừng tay. Chỉ trong nháy mắt, Huyền Cốt, Huyền Phạt, tam trưởng lão giống như đã có sự ăn ý với nhau, ba người hình thành thế tam giác giáp công Tiểu Long ở trên không trung. Khí tức ba người phong tỏa không trung khiến cho Tiểu Long khó có thể thoát khỏi vòng vây. Ba người Huyền Cốt, Huyền Phạt, tam trưởng lão nhìn Tiểu Long, lại nhìn cảnh tượng thê thảm dưới không trung, sắc mặt cả ba trắng bệch, cơ mặt run rẩy. Trong lòng đau đớn không thôi, đồng thời cũng vô cùng rung động, khí tức trên người Tiểu Long lúc này bọn họ cũng cảm giác được. Mà đối với bọn họ mà nói, khí tức này khiến cho bọn họ nghĩ đến thứ gì đó. Nhìn Tiểu Long bị bao vây, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thủ ấn lặng lẽ kết xuất. Tiểu Long, dừng tay, đủ rồi. Huyền Cốt quát một tiếng, ánh mắt rung động, tất cả chuyện này khiến cho hắn vô cùng bất đắc dĩ, đồng thời đau lòng tới cực điểm. Ngao! Tiểu Long nhìn ba người Huyền Cốt, Huyền Phạt, tam trưởng lão, càng thêm tức giận. Trong thanh âm tràn ngập hàn ý, miệng rít lên nói. Chính là các ngươi ép cha ta. Thanh âm vừa dứt, thân thể khổng lồ của Tiểu Long trực tiếp bắn về phía Huyền Phạt. Nhiệt xúc, ngươi quá độc ác. Ánh mắt đại trưởng lão biến đổi, trong khi nói chuyện, hàm răng bị Huyền Phạt đánh rụng hiện lên trước mắt mọi người. Một đạo quang mang màu xanh lam bắn về phía Tiểu Long. Hơi nước bao phủ không gian, ngăn cản thân ảnh của Tiểu Long. Tuy rằng Huyền Phạt bị Huyền Hạo đánh cho trọng thương, cũng không nhẹ. Thế nhưng cũng không phải hoàn toàn mất đi lực tái chiến. Huyền Hạo cũng không hạ sát thủ, cho nên giờ phút này vẫn mạnh mẽ như vậy. Phanh! Bản thể khổng lồ của Tiểu Long lập tức đụng vào trong không gian tràn ngập quang mang màu xanh lam. Không gian run lên. Gợn sóng bị nghiền nát từng khúc. Thế nhưng thân thể của hắn lại không có cách nào tiến lên nửa bước. Huyền Phạt tuy rằng đã bị trọng thương, thế nhưng dù sao cũng là cường giả tuyệt đối. Một chân đặt vào cường giả đế cấp cửu giai, tuy rằng không có cách nào chống lại Huyền Hạo, thế nhưng cửu giai đỉnh phong bình thường mà gặp phải hắn kết cục sẽ giống như hắn gặp phải Huyền Hạo vậy. Huyền Phạt tuyệt đối cường hãn vô cùng, hắn thua ở trong tay Huyền Hạo. Cũng không phải là bởi vì hắn yếu mà là Huyền Hạo quá mạnh mẽ mà thôi. Cho nên lúc này dưới yêu hoàng khí của Tiểu Long áp chế, tuy rằng có ảnh hưởng cực lớn với hắn, thế nhưng hắn vẫn có thể áp chế được Tiểu Long. Nhiệt xúc. Trong chớp mắt, tam trưởng lão đánh ra thủ ấn, một đạo quang mang màu xanh tức thì bắn về phía Tiểu Long. Tiểu Long, coi chừng. Đại hồn anh đột nhiên xuất hiện sau lưng tam trưởng lão, sát khí ngập trời trong nháy mắt lan tràn. Bí pháp cửu chuyển thiên linh, nhất chuyển, nhị chuyển, cửu chuyển. Đại hồn anh hiện thân, không chút do dự, một vòng quang cháo màu trắng bao phủ quanh thân, sát khí ngập trời quanh quẩn, chân động nhân tâm. Trong nháy mắt ngắn ngủi khí tức trên người đại hồn anh đạt tới tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Mà quanh thân đại hồn anh đã có 6 đạo linh hồn phân thân ngưng tụ.
Bản thể cần phải bảo vệ Huyền Hạo, nhìn thấy Tiểu Long bị vây công, lúc này Lục Lâm Thiên chỉ có thể xuất động đại hồn anh tương trợ mà thôi. Thiên linh diệt hồn chỉ. Chỉ trong sát na, đại hồn anh cùng với 6 đạo linh hồn phân thân đồng thời có động tác. 7 đạo thân ảnh tạo thành thế thất giác xuất hiện ở sau lưng Tam trưởng lão, cùng lúc ra tay. 7 cỗ linh hồn lực bàng bạc tuôn ra, 7 đạo chỉ ấn phá không đánh ra. Siêu siêu. 7 đạo chỉ ấn lập tức đánh xuống, khí tức khiến cho linh hồn chấn động làm cho không gian phong vân biến sắc, lắc lư không ngừng. 7 đạo chỉ ấn mang theo năng lượng cực đoan tràn ngập, khiến cho linh hồn người ta trực tiếp run rẩy. Nơi chỉ ấn đi qua, gợn sóng văng tung tóe. Lực lượng công kích linh hồn đáng sợ không hề giữ lại mà tuôn ra. Đáng chết. Tam trưởng lão cũng nhanh chóng phát hiện ra linh hồn chấn động, ngay khi quay về sau thì càng thêm chấn động. Rõ ràng hắn nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang ở bên cạnh Huyền Hạo, thế nhưng trước mắt hắn cũng là Lục Lâm Thiên, lại còn có 7 Lục Lâm Thiên. Trong sát na này hắn không kịp phản ứng, bởi vì còn tưởng rằng mình đang hoa mắt. Đại bộ phận mọi người lúc này đều đang phủ phục, không dám nhìn lên không trung. Thế nhưng ánh mắt có thể liếc được đôi chút, nhìn thấy biến hóa đại hồn anh của Lục Lâm Thiên, cả đám cực kỳ khiếp sợ. Linh hồn phân thân sao? Nhìn đại hồn anh, cường giả như Tam trưởng lão lập tức có phản ứng. Lục Lâm Thiên này không thể nào là đế cấp, cho nên không phải là phân thân, vậy cũng chỉ có thể là linh hồn phân thân. Nếu là công kích vật chất thì hắn có thể hoàn toàn không quan tâm. Lục Lâm Thiên này thực lực cường hãn, thế nhưng đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ là lực phòng ngự có cường hãn tới đâu hắn cũng không dám khinh thường công kích linh hồn. Lực phòng ngự của hắn cho dù mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào bỏ qua công kích linh hồn. Công kích linh hồn kinh khủng phóng tới trước mặt, Tam trưởng lão không có cách nào tránh đi, không thể không thu hồi công kích với Tiểu Long. Thủ ấn biến hóa, một đạo quang mang ngập trời bao phủ thân thể, năng lượng thiên địa chấn động. Ngao! Tiểu Long rít gào, bí văn trên huyền vũ thần sát quanh quản. Thân thể khổng lồ hung hăng va chạm, thế nhưng vẫn không có cách nào đánh vỡ không gian màu xanh lam của đại trưởng lão. Giờ phút này sắc mặt đại trưởng lão ngày càng trắng bệch. Vốn hắn đã bị trọng thương, dưới tình huống bình thường, đối phó với Tiểu Long đã đủ. Nhưng mà hiện tại trên người Tiểu Long có yêu hoàng khí thiên cấp khiến cho hắn vô cùng khó chịu, linh hồn run rẩy, huyết dịch như muốn đông cứng lại. Thực lực có thể thúc dục ra thậm chí càng ngày càng yếu. Siêu! 7 đạo chỉ ấn trong nháy mắt đánh vào quang mang xanh lam chung quanh thân thể Tam trưởng lão. Trong chớp mắt, quang mang màu xanh lam quanh thân Tam trưởng lão run lên, ngay sau đó lại khôi phục lại như cũ. Khóe miệng Tam trưởng lão nở nụ cười lạnh lẽo. Trong quang mang, một đạo quang trụ màu xanh bắn ra, hung hăng đánh về phía đại hồn anh của Lục Lâm Thiên. Không tạo thành bao nhiêu uy hiếp, đại hồn anh có chút kinh ngạc. 7 đạo công kích linh hồn không ngờ lại không có bao nhiêu tác dụng. 7 đạo công kích linh hồn của hắn, cho dù là tôn cấp bát trọng cũng chịu ảnh hưởng. Thế nhưng thực lực Tam trưởng lão này dù sao cũng không dưới nhị lão Tạ Thiên Tạ Địa. Công kích linh hồn tuy rằng lợi hại, thế nhưng khoảng cách tu vi còn đó, không có cách nào đối phó với một cường giả như Tam trưởng lão này. Siêu! Trong nháy mắt, đạo quang trụ của Tam trưởng lão lập tức lướt tới. Ánh mắt đại hồn anh nhảy lên, linh hồn phân thân cùng đại hồn anh đều hóa thành sương mù rồi tiêu tán. Lục Lâm Thiên tự biết đại hồn anh của mình không có cách nào chống lại công kích của Tam trưởng lão. Một khi bị trúng công kích của Tam trưởng lão sẽ tán loạn, cho dù đó là linh hồn phân thân thì ít nhiều cũng khiến cho linh hồn của hắn bị thương. Cho nên không bằng nương theo sự đặc thù của đại hồn anh mà tránh né công kích của người này. Oanh! Đạo quang trụ của Tam trưởng lão đánh tới, thế nhưng cũng chỉ đánh vào trong hư không mà thôi. Bởi vì đại hồn anh cùng với linh hồn phân thân đã sớm biến mất không thấy đâu. Tiếp sau đó, đại hồn anh lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Tam trưởng lão, một đạo chỉ ấn lần nữa được đánh xuống. Đáng chết! Tam trưởng lão lập tức quay đầu lại, chỉ tiếc đại hồn anh này lại lần nữa biến mất không thấy. Nhiệt xúc, người dẫy dụa không được đâu. Huyền phạt quát lên một tiếng, yêu nguyên phô thiên cái địa hội tụ. Thân thể Tiểu Long bị áp chế không thể dẫy dụa, không gian mấy ngàn thước chung quanh đều bị quang mang màu xanh lam của huyền phạt bao phủ. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Ngươi chính là đầu sỏ gây ra chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Tiểu Long phẫn nộ rít lên một tiếng, tiếng gầm gừ khàn khàn. Đột nhiên phía trên huyền vũ thần sắc cửu giai bắn ra quang mang nồng đậm. Cỗ quang mang này vô cùng chói mắt,
giống như ánh sáng của ngày mới. Đám rùa đen các ngươi, yêu hoàng khí huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cho má ở trước mặt ta không là cái gì cả. Các ngươi căn bản không hiểu rõ cái gì mới gọi là yêu hoàng khí. Tiểu Long rít gào, hai mắt dữ tợn vì giận dữ mà đỏ rực. Giờ phút này không ngờ Tiểu Long lại cười lớn nói. Vậy thì để cho ta nói cho các ngươi biết, cái gì mới thực sự được gọi là yêu hoàng khí đi. Tiểu Long dứt lời, trên huyền vũ thần sắc có quang mang chói mắt lan tràn ra. Đột nhiên chung quanh thân thể có vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Yêu hoàng khí chính thức không tới từ linh hồn, không tới từ huyết mạch, chỉ tiếc các ngươi vĩnh viễn không hiểu được điều này. Tiểu Long giống lên, khí tức trên người hắn cũng tăng tới cực hạn. Trước thân thể khổng lồ, không gian giống như bắt đầu sụp đổ. Đột nhiên thân thể trực tiếp xuyên qua không gian màu xanh lam của đại trưởng lão huyền phạt. Thân thể cuồn cuộn, lực lượng ngập trời lan tràn, khiến cho không gian màu xanh lam kia bị phá hủy. Không gian màu xanh lam rạn nứt rồi bị nghiền nát từng khúc. Ngao! Đại trưởng lão huyền phạt giống lên một tiếng trầm thấp, khí tức trên người Tiểu Long lúc này khiến cho hắn rốt cuộc cũng không có cách nào chống lại. Khí tức trên người Tiểu Long so với trước đó còn mạnh hơn không ít. Cho dù có tu vi một chân bước vào cấp độ cửu giai. Thế nhưng ở trước mặt cỗ khí tức kia, hắn cũng phải hóa thành bản thể, hư ảnh quy xà tương giao luân chuyển, giống như vật còn sống. Siêu! Tiếp đó một cái đuôi lớn màu vàng giống như lưu quang trực tiếp đập vào phía trên mai rùa của huyền phạt. Dưới cái đuôi khổng lồ, không gian trực tiếp bị đánh vỡ. Nếu như lúc này có người nhìn kỹ thì không khó phát hiện ra, công kích của Tiểu Long lúc này dường như đã có biến hóa về chất. Phanh! Cái đuôi lớn đánh vào mai rùa của đại trưởng lão, trong nháy mắt quang mang mạnh mẽ bắn ra. Một thanh âm trầm thấp vang vọng, hư ảnh quy xà tương giao trên mai rùa của đại trưởng lão bị nghiền nát. Mai rùa cũng bị rạn nứt, cái miệng lớn phun ra máu tươi, thân thể khổng lồ rơi xuống mặt đất phía dưới. Ầm ầm! Đất núi rung chuyển, thân thể khổng lồ của huyền hạp rơi vào một chỗ trên hạp gốc, hoàn toàn không có cách nào chống lại một kích của Tiểu Long. Cảnh này khiến cho Tử Hiên lão tổ ở phía xa ngây dại. Vốn là người đồng tộc thế nhưng lại tới bước này. Không biết là vận may của huyền vũ nhất tộc hay là đại nạn đây. Ai? Tử Hiên lão tổ thì thào nói, ánh mắt nhìn qua không trung, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ. Ngao ngao! Giờ phút này khí tức trên người Tiểu Long lần nữa biến hóa, trong không trung xa xa, đám người nhị trưởng lão, huyền kình, huyền doanh. Huyền vũ cùng với tam trưởng lão đang giận dữ đuổi theo đại hồn ảnh của Lục Lâm Thiên lập tức hóa thành bản thể. Hoàn toàn bị khí tức kia áp chế. Cỗ khí tức này khiến cho linh hồn bọn họ e ngại, huyết dịch theo đó mà cứng lại, căn bản không thể chống lại. Nhìn cả không gian, lúc này người có kiên trì chống đỡ ở trạng thái hình người cũng chỉ có một mình huyền cốt mà thôi. Thế nhưng lúc này huyền cốt cũng sững sờ. Không biết là vì Tiểu Long vừa mới đánh bay huyền phạt rơi xuống đất hay là khí tức quanh người Tiểu Long lúc này. Là vận may hay là đại nạn. Sắc mặt huyền cốt rung động, sững sờ đứng giữa không trung. Một đám rùa đen rút đầu, các ngươi có thấy không? Yêu hoàng khí chân chính không tới từ huyết mạch, cũng không tới từ linh hồn. Tất cả những gì mà các ngươi đối với ta, ngày hôm nay ta sẽ trả lại gấp bội. Tiểu Long phẫn nộ rít gào, thanh âm vừa dứt. Thân thể khổng lồ trực tiếp phóng về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão bị áp chế, thế nhưng dường như còn có thể giãy giụa. Thân thể khổng lồ toàn lực giãy giụa, thế nhưng tốc độ trước mặt Tiểu Long hiện tại chỉ là trẻ con mà thôi. Phanh! Một cái đuôi lớn mang theo lực lượng ngập trời đánh xuống. Dưới một kích này, không gian trực tiếp xuất hiện vết nứt đen kịt, lực lượng mạnh mẽ hung hăng chút xuống lưng tam trưởng lão kia. Phốc phốc! Đường đường là tam trưởng lão của huyền vũ nhất tộc, tu vi không dưới nhị lão tạ thiên, tạ địa. Luận thực lực sợ rằng so với bất luận người nào trong nhị lão tạ thiên, tạ địa còn khó nhằn hơn một chút. Thế nhưng lúc này lại trực tiếp phun ra máu tươi, mai rùa khổng lồ bắt đầu xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện. Tiếp đó, thân thể lập tức rơi xuống phía dưới, đập vào mặt đất. Cảnh này xảy ra ngay trước mặt đại hồn anh, cảm nhận khí tức trên người Tiểu Long lúc này. Ngay cả đại hồn anh cũng có chút e ngại. Mà thứ khiến cho Lục Lâm Thiên khiếp sợ nhất chính là công kích của Tiểu Long lúc này cực kỳ cường hãn, giống như có thể phá hủy tất cả vậy. Là vận may hay đại nạn? Huyền cốt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, thân ảnh lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiểu Long. Tiểu Long, chẳng lẽ còn định diệt tộc huyền vũ hoàng tộc chúng ta sao?
Đừng quên trên người con cũng có huyết mạch huyền vũ. Tới lúc này mà còn nói chuyện huyết mạch với ta sao? Ta đã sớm nói qua, ta và đám rùa đen các người đã không còn một chút quan hệ nào nữa. Cho dù diệt tộc thì thế nào? Tiểu Long tức giận nói, sự giận dữ không những không giảm bớt mà ngược lại còn tăng lên. Tiểu Long, mau dừng tay. Huyền Hạo cố gắng hét lớn, thanh âm cực kỳ suy yếu. Máu tươi trong miệng lần nữa tràn ra. Nhìn thấy Tiểu Long không để ý tới mình, hắn lập tức nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nhanh, dẫn ta đi qua đó. Mắt nhìn Huyền Hạo, tuy rằng Huyền Hạo đã tự phế yêu đan trở thành phế nhân. Thế nhưng trong ánh mắt kia vẫn còn một cỗ uy nghiêm khiến cho người khác sợ hãi, Lục Lâm Thiên không có cách nào cự tuyệt được. Tiểu Long, đủ rồi. Tất cả mọi chuyện không giống như tưởng tượng của con đâu. Huyền Cốt nhìn Tiểu Long, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tất cả mọi chuyện tới nước này đã vượt quá dự đoán của hắn, sợ rằng cũng vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Ngao! Tiểu Long không để ý tới. Lúc này trong mắt của Tiểu Long chỉ có sát ý, thân thể khổng lồ cuồn cuộn, sắp bắt đầu công kích. Tiểu Long, nếu con tiếp tục làm vậy đừng trách đại bá ra tay với con. Huyền Cốt bất đắc dĩ thở dài, yêu nguyên quanh người tràn ra. Cả không gian giờ phút này run rẩy. Đại bá sao, ngươi không xứng. Tiểu Long phẫn nộ quát lên một tiếng quát khàn khàn, hai mắt tràn ngập sự giận dữ. Thân thể khổng lồ cuồn cuộn mang theo lực lượng mạnh mẽ xông tới. Tiểu Long, dừng tay. Lục Lâm Thiên dắt Huyền Hạo, trong nháy mắt xuất hiện trước người Huyền Cốt, ngăn cản trước mặt Tiểu Long. Phụ thân. Thân thể khổng lồ của Tiểu Long trực tiếp xông tới trước mặt Lục Lâm Thiên cùng Huyền Hạo, khi khoảng cách còn chừng trăm thước hắn mới dừng lại. Tiểu Long, là phụ thân sai. Con dừng tay được không? Phụ thân cầu xin con. Huyền Hạo quát, ánh mắt mang theo sự bất đắc dĩ. Tất cả chuyện này không phải là thứ mà hắn muốn thấy. Bất kể như thế nào hắn cũng là người trong tộc, coi như là tu vi lúc này mất sạch thì hắn vẫn là người của Huyền Vũ Hoàng tộc. Không, con muốn giết sạch bọn họ chút giận cho người. Phụ thân, người mau tránh ra. Tiểu Long phẫn nộ. Trong tộc phụ thân không bị khinh bỉ, tất cả chuyện này là phụ thân tự mình nhận lấy. Nghe phụ thân một lần đi, dừng tay được không? Chẳng lẽ con muốn phụ thân quỳ xuống cầu xin con sao? Phốc! Huyền Hạo nói xong, máu tươi trong miệng lần nữa tràn ra, khí tức càng thêm suy yếu. Bá phụ! Lục Lâm Thiên biến sắc, đại hồn anh được thu vào trong cơ thể. Tình huống của Huyền Hạo lúc này bắt đầu khiến cho Lục Lâm Thiên không kịp trở tay. Phụ thân! Mắt nhìn phụ thân, Tiểu Long hét lớn một tiếng, khuôn mặt trắng bệch rất đáng sợ, mà bản thể Tiểu Long thu liễm, lực lượng áp chế trên người tộc nhân Huyền Vũ nhất tộc mới được giải trừ. Tiểu Long, đồng ý với phụ thân, không nên động thủ nữa. Cùng phụ thân đi tìm mẫu thân con, có được không? Huyền Hạo nhìn Tiểu Long, giống như một người cha đang dụ dỗ đứa con bé bỏng 3 tuổi của mình. Thế nhưng đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất hiện tại có thể ngăn cản Tiểu Long. Nhìn bộ dáng suy yếu của phụ thân, Tiểu Long gật đầu nói. Được, con sẽ thả bọn họ, chúng ta đi tìm mẫu thân. Hảo hài tử. Huyền Hạo nhìn thấy Tiểu Long đáp ứng, sau khi yêu đan tự vỡ, giờ phút này hắn rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà tiếp tục phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Phụ thân. Tiểu Long hét lớn, từng đạo thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên đánh xuống người Huyền Hạo. Tiểu Long, cha đệ cần thời gian khôi phục, chúng ta đi trước đi. Lục Lâm Thiên nói, tay đem mấy viên đan dược có tác dụng nhét vào miệng Huyền Hạo. Vâng. Tiểu Long gật đầu, ngẩng đầu nhìn Huyền Cốt nói. Lần này ta nể mặt cha ta. Ta lặp lại lần nữa, từ nay về sau ta cùng cha ta sẽ không có một chút quan hệ nào với các ngươi. Nếu như sau này các ngươi còn dám tới gây chuyện với ta, ta gặp một sẽ giết một. Thanh âm quanh quẩn giữa không trung, hai mắt Tiểu Long đỏ rực. Thanh âm khàn khàn, ánh mắt nhìn hạp cốc phía dưới. Cười lạnh nói. Nhưng mà hiện tại có một ít đồ thuộc về ta phải mang đi. Ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chiếm tiện nghi. Nhìn hạp cốc phía dưới, Tiểu Long kết thủ ấn, quanh thân có một cỗ năng lượng vô hình lan tràn. Ầm ầm, đột nhiên cả sơn mạch có hình quy xà tương giao trong mạch cốc vang lên tiếng nổ. Cả tòa sơn mạch lung lay giống như sắp đổ. Đột nhiên, từ dưới hạp cốc xuất hiện một khe hở năng lượng cực lớn. Tất cả mọi người đều có thể thấy được năng lượng bên trong khe hở này dường như hô ứng với khí tức vô hình quanh thân Tiểu Long, có vẻ cực kỳ huyền ảo. Trên hạp cốc,
gợn sóng trong không gian bị nghiền nát. Một cỗ khí tức cổ xưa lặng lẽ lan tràn. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, sơn mạch hình huyền vũ phía dưới được một vòng quang mang kỳ dị bao phủ, giống như che khuất bầu trời. Một cỗ yêu hoàng khí từ bên trong quang mang tuôn ra. Cả thiên địa đều bị khí tức này bao phủ. Trong khoảnh khắc, cơ hồ ánh mắt tất cả tộc nhân huyền vũ nhất tộc trong lúc bất chi bất giác đều đỏ lên. Yêu hoàng khí. Cơ hồ tất cả mọi người đều run rẩy, phủ phục. Cỗ yêu hoàng khí này so với khí thế kinh khủng vừa rồi của Tiểu Long còn mạnh hơn. Sơn mạch hình huyền vũ phía dưới đột nhiên xuất hiện chấn động rất nhỏ. Khí tức bàng bạc từ bên trong tràn ra. Loại khí tức này trong nháy mắt bộc phát, giống như núi lửa bị đè nén rất lâu, lập tức phun trào. Đất đá bị nghiền nát, từng vách núi vạn trượng trong hạp cốc bị rạn nứt rồi phá hủy. Phanh phanh. Khí tức bộc phát, sơn băng địa liệt, phong vân biến sắc. Cả mặt đất huyền vũ nhất tộc run rẩy, không trung lay động. Cảnh tượng này khiến cho Tử Hiên lão tổ cũng phải sợ hãi. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, phía trên sơn mạch hình huyền vũ có một cung điện khổng lồ dưới mặt đất trồi lên. Quang mang bắn ra bốn phía, bao phủ cung điện khổng lồ. Toàn thân cung điện khổng lồ này u ám, màu xanh đen. Đây chính là bộ dáng của một đầu quy xà tương giao. Ầm ầm. Trong lúc đất rung núi chuyển, cung điện khổng lồ xuất hiện, khí tức hùng hậu bắt đầu lan tràn ra. Kiến trúc cực lớn này cứ lẳng lặng huyền phù trên không trung. Thế nhưng lại khiến cho tất cả tộc nhân huyền vũ nhất tộc run rẩy. Đây là huyền vũ điện sao? Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào cung điện trước mặt, trong mắt không có bao nhiêu kinh ngạc. Ở trong huyền vũ điện Lục Lâm Thiên đã biết được Tiểu Long hiện tại có thể khống chế huyền vũ điện. Nhưng mà huyền vũ điện thoạt nhìn cổ xưa này trong lúc vô hình có thể khiến cho trong lòng hắn sinh ra áp lực. Đại điện khổng lồ như vậy cũng không biết đúc thành như thế nào. Huyền vũ điện xuất thế. Huyền cốt nhìn chăm chú vào huyền vũ điện trên không trung. Toàn thân run rẩy, vốn hắn đã nghĩ tới một ít chuyện, thế nhưng không ngờ mọi chuyện lại thực sự là như vậy. Huyền vũ điện, đây là huyền vũ điện trong thánh địa bổn tộc A. Huyền vũ điện xuất thế. Huyền vũ lão tổ có lưu lại một câu, ai có thể thông qua khảo nghiệm của huyền vũ điện là có thể nhận được truyền thừa của lão tổ, đồng thời cũng có thể khống chế huyền vũ điện. Nhìn qua huyền vũ điện, nhìn quang mang xanh đen, ánh mắt vô số người lặng lẽ đỏ lên, hô hấp thậm chí còn trở nên dồn dập. Trong tộc từ xưa tới nay đều lưu truyền một câu của lão tổ. Ai có thể thông qua huyền vũ điện sẽ nhận được truyền thừa của lão tổ, đồng thời có thể khống chế được huyền vũ điện. Huyền vũ lão tổ chính là lão tổ khai sáng ra huyền vũ hoàng tộc. Đồn rằng ở thời xa xưa, lão tổ chính là một trong những người mạnh nhất trong thiên địa này. Chỉ đáng tiếc, từ xưa tới nay, mỗi một tộc nhân trong huyền vũ điện không thể mở ra truyền thừa của lão tổ, cũng không có ai có thể nắm giữ huyền vũ điện. Vận may, đại nạn, là nghiệt A. Tử Hiên lão tổ đánh ra quang mang bao phủ đám người Bạch Linh, Lục Tâm Đồng. Bằng không mọi người đã sớm thuần phục dưới cỗ khí tức khiến cho phong vân biến sắc kia rồi. Ha ha! Tiểu Long cười cuồng tiếu, nhìn huyền vũ điện lẳng lặng huyền phù trên không trung nói. Hiện tại ta là chủ nhân của huyền vũ điện sẽ do ta mang đi, tuyệt đối sẽ không để lại cho đám rùa đen các người. Dòng chính huyền vũ hoàng tộc sao? Ha ha! Nực cười tới cực điểm. Thanh âm lạnh lẽo vừa dứt, thủ ấn trong tay Tiểu Long biến hóa. Tâm thần khẽ động. Huyền vũ điện được quang mang bao phủ lập tức co rút lại, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người lập tức hóa thành một đạo quang mang màu xanh đen tiến vào trong mi tâm Tiểu Long rồi biến mất không thấy. Hít! Uy áp trên không trung biến mất, cả không gian yên tĩnh, tất cả mọi người đều rung động không nói nên lời. Tiểu Long không để ý tới mọi người chung quanh, thủ ấn trong tay được kết. Một giọt máu tươi rơi ra, một đạo thủ ấn quỷ dị được đánh ra. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái khe trong gợn sóng. Phụ thân, chúng ta đi. Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn quan hệ với huyền vũ nhất tộc nữa. Tiểu Long tiếp nhận phụ thân trong tay Lục Lâm Thiên, ngẩng đầu nhìn qua đám người Lục Tâm Đồng, Bạch Linh nói. Bạch Linh tỷ, Tâm Đồng, Đại Trung Tử, chúng ta đi thôi. Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long và mọi người nghe vậy lập tức đi lên không trung. Bạch Linh có chút do dự. Tử Hiên lão tổ gật đầu nói. Ngươi cũng đi đi, đến lúc đó ta sẽ đi tìm các ngươi. Lão đại, chúng ta đi thôi. Thanh âm vừa dứt, Tiểu Long bước ra một bước, thân thể ôm phụ thân lập tức tiến vào trong cái khe gợn sóng.
Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua không trung, lập tức cùng đám người Bạch Linh, Lục Tâm đồng tiến vào trong cái khe gợn sóng. Vô số ánh mắt trong không trung nhìn vào, cũng không có ai dám ngăn cản. Mọi người đều biết rõ thực lực của Tiểu Long hiện tại cho nên vô cùng im lặng. Huyền Cốt ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt lại quét qua không trung, thanh âm trong miệng quanh quẩn không trung. Từ giờ trở đi ta sẽ không đảm nhiệm chức vị tộc trưởng nữa. Đồng thời ta sẽ bế tử quan tiềm tu, không ai được quấy rầy. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh Huyền Cốt biến mất tại chỗ không thấy. Huyền Vũ Điện xuất thế. Tiểu Long nhận được truyền thừa của Huyền Vũ lão tổ. Huyền Vũ Điện bị Tiểu Long mang đi. Giữa không trung, một lát sau từng tiếng sợ hãi thán phục vang lên. Tất cả mọi người giống như kẻ mất hồn, mắt nhìn lên không trung, đám người Tiểu Long đã sớm rời khỏi Huyền Vũ hoàng tộc. Huyền Vũ Điện bị mang đi, tương đương với việc từ nay về sau tộc nhân Huyền Vũ tộc sẽ không có cách nào tiến vào trong Huyền Vũ Điện tiếp nhận truyền thừa nữa. Huyền Vũ Điện chính là căn bản của tộc ta, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Từng tiếng sợ hãi than vang lên, đồng thời cũng có không ít người nghĩ tới một chuyện phiền toái. Đây chính là căn cơ của tộc, lúc này Huyền Vũ Điện bị Tiểu Long mang đi. Về sau đám người trẻ tuổi trong tộc sẽ không có cách nào tiếp nhận truyền thừa nữa. Siêu! Ngoài không gian của Huyền Vũ nhất tộc, gợn sóng trong không gian chớp động, từng đạo thân ảnh nhảy ra, đúng là đám người Tiểu Long, Lục Lâm Thiên. Phốc phốc! Thân thể vừa mới bước ra không gian của Huyền Vũ nhất tộc, Tiểu Long đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Lão đại, để có một chút phiền toái nhỏ, huynh mau trông chừng phụ thân đệ. Tiểu Long nói xong, cười khổ một tiếng. Vừa rồi hắn vẫn cố gắng chống đỡ, lúc này rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cảnh vật trước mắt tối sầm. Trên một ngọn núi cao vút trong mây, một đạo thân ảnh già nua đứng đó, lẳng lặng đứng trên ngọn núi, không có một chút khí tức nào chấn động. Đột nhiên có một đạo thân ảnh đáp xuống, thân ảnh già nua kia lúc này mới than nhẹ một tiếng. Tất cả chuyện này chính là thứ mà ngươi muốn nhìn thấy sao? Tử Hiên lão tổ nói, ánh mắt nhìn vào bóng lưng già nua kia. Không muốn nhìn thấy đồng thời lại muốn nhìn thấy. Tất cả đều là nghiệt, để ngươi chế giễu rồi. Thân ảnh già nua chắp tay đứng im, người này không quay đầu lại, thanh âm cực kỳ bình thản. Vì sao không xuất hiện ngăn cản? Tử Hiên lão tổ nói. Ngăn cản thế nào, không để cho nó phát tiết sự tức giận trong nội tâm thì nó sẽ bỏ qua sao? Nếu không nó sẽ ngày càng oán hận, ta có thể ngăn cản nó lần này, thế nhưng lại không thể làm tiêu tan oán hận trong lòng nó. Nó lại nhận được truyền thừa của lão tổ Huyền Vũ hoàng tộc, một ý niệm a. Vận may cùng đại nạn song hành. Thân ảnh già nua nói nhỏ. Huyền Hạo thì sao, ngươi cũng nhẫn tâm sao? Hắn đã bước vào cấp độ chuẩn đế, dùng thiên phú của Huyền Hạo, một ngày nào đó rất có khả năng sẽ bước vào đế cấp chân chính. Huyền Hạo tự hủy tu vi, đối với tộc của ngươi cũng là một tổn thất không nhỏ. Tử Hiên lão tổ nói. Nó quá cuồng ngạo, thế nhưng lại thân bất do kỷ. Vì trong tộc mà nó đã bị trói buộc quá nhiều, lần này đối với nó mà nói có lẽ là một loại giải thoát. Thứ mà ta nợ nó quá nhiều. Thân ảnh già nua nói. Nợ gì thì trả đó, ta thấy các ngươi vô cùng phiền phức. Còn có Huyền Cốt cũng giống vậy, thiên phú không tệ, không ngờ cũng đã đi tới bước kia rồi. Tử Hiên lão tổ nói. Huyền Cốt biết rõ nó nên làm cái gì, cho nên mới phải bế quan. Cũng thiệt thòi cho nó. Thân ảnh già nua nói. Ta không muốn nói cùng các ngươi, nói ra chỉ thêm phiền. Tử Hiên lão tổ nhìn không trung nói. Ai, đám lão bất tử các ngươi, chuyện đáng cao hứng như vậy còn không buông xuống được sao? Thanh âm vừa dứt, Tử Hiên lão tổ thầm nói tiếp. Ta cũng không nói nhiều, dù sao ta cũng chỉ là người ngoài, quan tâm làm cái rắm. Ta đi đây, không có việc gì đừng tìm ta, có việc cũng đừng tìm ta. Lão Hồ Ly, quả thực ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Thân ảnh già nua này quay đầu, thân ảnh này giống như dung nhập vào trong không gian. Ánh mắt nhìn Tử Hiên lão tổ vô cùng bình thản, không nhìn ra một tia khí tức nào trên người hắn. Ta vừa mới nói ngươi cho dù có việc cũng không nên tới tìm ta a. Ánh mắt Tử Hiên lão tổ khẽ đảo nói. Ngươi muốn ta đi tìm Tiểu Long đúng không? Chuyện này ngươi đừng nhờ ta. Các ngươi cũng thấy rồi đấy, oán hận của tiểu gia hỏa kia với các ngươi có thừa a. Cũng đúng, ai. Lão giả này than nhẹ, thân thể to lớn giờ phút này giống như có chút vô lực giống như vừa mới ốm dậy.
Bên trong sự vô lực là bất đắc dĩ. Ta nói này lão rùa già, ta đi đây, ngươi phải mở không gian cho ta ra ngoài chứ. Chẳng lẽ ngươi định để ta phá cửa đi ra sao? Tử Hiên lão tổ nhìn lão giả này rồi nói. Đi đi, chuyện Huyền Vũ Điện. Trong lúc nói chuyện, cánh tay lão giả kia vung lên, trên không xuất hiện một khe hở, một cỗ khí tức xuất hiện. Chuyện của Huyền Vũ nhất tộc các ngươi không có quan hệ tới ta. Chuyện gì ta cũng không biết, bất quá cho dù ta không nói sợ rằng chuyện này cũng sẽ truyền ra bên ngoài. Thân ảnh Tử Hiên lão tổ lóe lên, biến mất trong gợn sóng, thanh âm từ bên trong gợn sóng vang lên. Các ngươi có thể suy nghĩ một chút ở quan hệ của tiểu gia hỏa kia và Lục Lâm Thiên. Nếu như nghĩ thông suốt có thể bám vào Lục Lâm Thiên. Còn muốn cứu vãn từ chỗ tiểu gia hỏa, đừng nói là ta, cho dù là Huyền Hạo cũng khó có thể làm được. Người làm được duy chỉ có Lục Lâm Thiên kia. Thanh âm quanh quẩn, gợn sóng cũng biến mất không thấy gì nữa, không gian lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Một ngày sau, trong một sơn động, trên hai cái giường đá, phụ tử Tiểu Long, Huyền Hạo đều hôn mê bất tỉnh, khiến cho mọi người lo lắng không thôi. Lâm Thiên, Tiểu Long sao rồi? Bạch Linh hỏi. Hẳn Tiểu Long đã cưỡng ép thúc giục thực lực, thân thể không chịu nổi cho nên mới ngất đi. Thế nhưng có lẽ cũng không có vấn đề quá lớn, chỉ là ta cũng không biết bao giờ Tiểu Long mới có thể tỉnh lại. Lục Lâm Thiên đã sớm kiểm tra qua tình huống của Tiểu Long. Tiểu Long thúc giục thực lực cường hãn như vậy trong Huyền Vũ nhất tộc, thực lực đó đã vượt quá tu vi của Tiểu Long rất nhiều. Giống như hắn cưỡng ép thúc giục Chu Tước Quyết biến dị ở trên đại hội Tam Tông Tứ Môn vậy. Kết quả là hôn mê vài ngày mới khôi phục. Không có việc gì là tốt rồi. Vậy còn phụ thân của Tiểu Long thì sao? Bạch Linh thở dài một hơi. Ta không sao. Ngay khi Bạch Linh vừa mới dứt lời, Huyền Hạo đang hôn mê đột nhiên nói, thân thể đã gượng dậy, nhanh chóng hỏi. Ta hôn mê bao lâu rồi? Tiền bối đã hôn mê một ngày rồi. Lục Lâm Thiên tiến lên phía trước rồi nói. Không cần gọi ta là tiền bối, dựa theo cách gọi của nhân loại mà nói, ngươi cứ gọi ta một tiếng bá phụ là được. Chúng ta đang ở đâu đây? Huyền Hạo liếc nhìn chung quanh, sau khi nói xong với Lục Lâm Thiên lập tức đứng dậy đi tới bên cạnh Tiểu Long rồi bắt đầu kiểm tra. Bá phụ, hiện tại chúng ta đang ở cách Huyền Vũ nhất tộc mấy vạn dặm. Tạm thời đặt chân ở nơi này, thân thể Tiểu Long tiêu hao quá nhiều, tổn thương tới một chút nguyên khí, phiền phức không lớn, thế nhưng sợ rằng cần phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Lục Lâm Thiên nói. Không chỉ đơn thuần là tiêu hao quá nhiều mà là do nó vận dụng lực lượng mà nó không có cách nào khống chế được. Huyền Hạo nói. Bá phụ, vậy Tiểu Long không có việc gì lớn chứ? Lục Lâm Thiên hỏi, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nhìn bộ dáng khẩn trương của Lục Lâm Thiên, Huyền Hạo nói. Nó không xảy ra chuyện gì quá lớn, nhưng lại có chút phiền toái nhỏ mà thôi. Chỉ cần một chút thời gian tĩnh dưỡng là được. Vậy là tốt rồi. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng cũng yên tâm, lần này coi như Tiểu Long gặp một lần đại nạn, cơ hồ là cửu tử nhất sinh, thế nhưng ngược lại cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Ít nhất thực lực cũng có không ít tiến bộ. Lâm Thiên, nói ta những chuyện mà Tiểu Long trải qua những năm này đi. Nhìn Tiểu Long nằm trên giường đá, Huyền Hạo ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên. Vâng, Lục Lâm Thiên gật đầu. Hắn biết Huyền Hạo muốn hiểu rõ tình huống mấy năm nay của Tiểu Long cho nên hắn lập tức đem chuyện khi trước làm sao mình gặp được Tiểu Long, cuối cùng lại nói tới thời điểm hắn và Tiểu Long cùng ở trong Sơn Mạch Vũ Đô, rồi Sơn Mạch Vũ Hải, trên Vân Dương Tông, xông vào Vũ Tinh Hải đạt được Huyền Vũ Thần Sắc cùng với Mật Địa Thiên Đảo. Tất cả mọi chuyện đều kể rõ. Huyền Hạo nhìn Tiểu Long, nghe vô cùng chăm chú. Nghe Lục Lâm Thiên nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đa tạ ngươi. Những năm này may mắn là có ngươi ở bên cạnh nó. Là ta may mắn có được Tiểu Long bên cạnh, nếu không có Tiểu Long không biết ta đã chết mấy lần rồi. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Ngươi cũng không phải nhân loại bình thường. Huyền Hạo khẽ nói, lại nhìn Tiểu Long nói. Ta thiếu nợ Tiểu Long quá nhiều. Trong lòng Tiểu Long cũng hiểu rõ, nếu không phải có chuyện đặc biệt thì sẽ không có ai lại đi rời bỏ cốt nhục của mình. Cho nên đệ ấy chưa từng trách bá phụ cùng bá mẫu. Lục Lâm Thiên nói. Đều là ta sai. Huyền Hạo khẽ thở dài. Lục Lâm Thiên nói. Bá phụ, tình huống của bá phụ như thế nào rồi? Ta không sao, yêu đan tự phá, tu vi mất sạch, thế nhưng cũng không có nguy hiểm tới tính mạng.
chỉ là sau này chỉ là nửa phế nhân mà thôi. Huyền Hạo khẽ mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày, yêu đan tự phá, cũng không phải là yêu đan tự bạo, tính mạng không mất thế nhưng lại mất sạch tu vi. Đối với một tu luyện giả mà nói, Lục Lâm Thiên hiểu rõ chuyện này đại biểu cho việc gì. Tu vi không thể tiến thêm đối với tu luyện giả đã là một đả kích cực lớn, huống hồ là chuyện mất sạch tu vi. Mà Huyền Hạo trước đó lại là một siêu cấp cường giả chuẩn đế, là tồn tại mà cơ hồ tất cả yêu thú, linh thú, tôn cấp bát giai phải nhìn lên. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng không khỏi thở dài. Bá phụ, thứ cho tiểu tử nói thẳng, bá phụ có thể không cần tự phá yêu đan của mình. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi nhìn Huyền Hạo nói. Lúc này Huyền Hạo tuy rằng mất đi tu vi, thế nhưng trong đôi mắt kia vẫn có thứ làm cho Lục Lâm Thiên run sợ. Nhìn vào đôi mắt kia Lục Lâm Thiên có cảm giác mình đang nhìn vào trong một cái động sâu trong không gian. Ngươi cảm thấy ta có thể mang Tiểu Long rời đi sao? Huyền Hạo khẽ mỉm cười nói. Lục Lâm Thiên khẽ lắc đầu nói. Đương nhiên không phải, nếu như bá phụ muốn đi sợ rằng đã sớm đi rồi. Chuyện trong Huyền Vũ Hoàng tộc ta cũng không hiểu quá nhiều. Nhưng mà chuyện lần này cũng không nên làm như vậy. Mong bá phụ thứ lỗi cho ta nhiều lời. Sợ rằng bá phụ không để Tiểu Long lại trong Huyền Vũ Hoàng tộc là có nguyên nhân khác. Khó trách tam đệ Huyền Vũ của ta nói ngươi có chút bất phàm. Nhìn Lục Lâm Thiên, Huyền Hạo ngưng trọng, khóe miệng mỉm cười nói. Chuyện đã như vậy cũng tốt, đối với ta mà nói có lẽ cũng là một loại giải thoát. Ít nhất hiện tại trong lòng ta vô cùng thoải mái. Chỉ mong có thể kết thúc như vậy. Lục Lâm Thiên thầm nói, thế nhưng việc này sợ rằng khó có thể kết thúc như vậy. Ồ, có người tới, dường như là Tử Hiên tiền bối, mở cấm chế ra đi. Ánh mắt Huyền Hạo khẽ đổi, nhìn qua sơn động rồi nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc, bên ngoài cấm chế có người, hắn còn chưa phát giác ra thế nhưng người bị mất sạch tu vi như Huyền Hạo lại biết trước hắn. Một lát sau, trong sơn động, Tử Hiên lão tổ kiểm tra Tiểu Long một chút, trong lúc vô tình lại nói tới chuyện của Huyền Vũ Điện khiến cho Huyền Hạo khiếp sợ không thôi. Huyền Vũ Điện đối với toàn bộ Huyền Vũ Hoàng tộc có tầm quan trọng ra sao hắn đương nhiên là người hiểu rõ. Tiểu Long nắm trong tay Huyền Vũ Điện, hắn không thể không suy nghĩ lại một lần nữa. Nhớ tới lời đồn lưu truyền trong tộc từ trước tới nay, ánh mắt nhìn qua Tiểu Long có thêm một chút rung động. Huyền Hạo, lúc này ngươi đã quá khinh suất. Tử Hiên lão tổ nhìn Huyền Hạo rồi nói. Huyền Hạo không nói gì, khóe miệng mỉm cười. Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Tử Hiên lão tổ nhìn Huyền Hạo rồi nói. Chẳng lẽ ngươi định đi tới Linh Hoàng Nhai? Đúng vậy, ta muốn cùng Tiểu Long đi tới Linh Hoàng Nhai. Huyền Hạo nói. Tử Hiên lão tổ nhìn Huyền Hạo nói tiếp. Nếu như thực lực của ngươi vẫn còn, đi Linh Hoàng Nhai cũng đã không ổn, huống chi hiện tại. Đừng quên, Tiểu Long ở bên trong Huyền Vũ nhất tộc đã tạo thành phong ba lớn như vậy, huống chi còn ở trong Thanh Long nhất tộc. Bất kể như thế nào ta cũng không thể để cho một mình Tiểu Long đi. Tuy rằng ta không có thực lực, thế nhưng bộ xương này vẫn còn dùng được. Huyền Hạo nói, lúc này hắn đã không còn thực lực. Thế nhưng không vì thế mà hắn để cho hài tử của mình đi một mình. Tính cánh của hai cha con ngươi lại vô cùng giống nhau, tự lo cho bản thân mình đi. Ta cũng nên đi rồi, có một ít chuyện cần phải xử lý. Tử Hiên lão tổ nhìn Bạch Linh nói. Ngươi cũng nên theo ta trở về, trên người của ngươi có huyết độc, có lẽ cũng sắp bộc phát, ta giúp ngươi hỏi một người, có lẽ người này sẽ có biện pháp giúp ngươi giải quyết huyết độc. Lão tổ, huyết độc đã không sao rồi. Bạch Linh nói, không sao, không sao như thế nào, chẳng lẽ cưỡng ép loại trừ. Tử Hiên lão tổ lập tức khẩn trương, nếu như làm tổn thương tới linh hồn, từ nay về sau tu vi của Bạch Linh khó mà tiến thêm được nữa. Là bình yên giải trừ, lão tổ không cần lo lắng. Bạch Linh nói, ai lại có loại bổn sự như vậy? Tử Hiên lão tổ nghi hoặc, huyết độc kia muốn hoàn toàn loại trừ nó vô cùng khó khăn. Ngay cả bản thân hắn cũng không có loại bản lĩnh đó. Nếu như chuyện mà ngay cả hắn cũng không dám nắm chắc, trên đại lục này cũng không có bao nhiêu người có bổn sự này. Chuyện này, Tử Hiên lão tổ hỏi kỹ khiến cho khuôn mặt Bạch Linh đỏ ửng, phương pháp rời độc này nàng sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra cơ chứ? Lục Lâm Thiên nghe vậy sắc mặt khẽ biến đổi, phương pháp rời độc này hắn cũng không có cách nào nói ra. Lão tổ! Là ta vừa vặn có một ít biện pháp cho nên mới giải độc cho Bạch Linh tỷ.
Lén lút nhìn qua Bạch Linh tỷ cùng ca ca, Lục Tâm Đồng lập tức tiến lên nói với Tử Hiên lão tổ. Nàng biết rõ phương pháp giải độc, có lẽ Bạch Linh tỷ cùng ca ca ngại nói ra. Sau khi nói với Tử Hiên lão tổ, nàng vụng trộm nháy mắt với Lục Lâm Thiên và Bạch Linh mấy cái. Ồ, không ngờ nha đầu ngươi còn có bổn sự như vậy, cửu vĩ yêu hồ nhất tộc ta đã thiếu ngươi một ân tình. Nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ, có cơ hội cứ tìm tới lão đầu tử ta đòi là được. Tử Hiên lão tổ nói với Lục Tâm Đồng. Vậy thì đa tạ lão tổ. Lục Tâm Đồng mỉm cười, Tử Hiên lão tổ đã đáp ứng phần nhân tình này, đương nhiên không hề tầm thường. Bạch Linh, huyết độc đã được giải quyết thì ngươi cũng phải theo ta trở về tu luyện một thời gian ngắn. Bọn họ đi Linh Hoàng Nhai, ngươi đi theo cũng không giúp được gì cho nên không cần đi. Tử Hiên lão tổ nói. Vâng. Bạch Linh gật đầu nói, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Bạch Linh phải đi, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này xuất hiện cảm giác không nỡ. Thế nhưng hiện tại Bạch Linh chính là tộc trưởng của cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, sợ rằng chuyện trong tộc cũng không ít. Lại nói Tử Hiên lão tổ cũng muốn chỉ đạo một ít chuyện trên phương diện tu luyện cho nàng, chuyện này đối với Bạch Linh mà nói rõ ràng là cơ hội khó cầu. Bên ngoài sơn động, Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng cáo biệt với Bạch Linh. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng rồi nói. Trên đường đi các ngươi phải cẩn thận một chút. Bạch Linh tỷ, nếu tỷ rảnh thì đi tới cổ vực tìm muội nha. Lục Tâm Đồng kéo tay Bạch Linh nói. Đi thôi. Tử Hiên lão tổ thả người nhảy lên không trung. Sau khi liếc nhìn Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt lạnh lẽo như băng của Bạch Linh hiện lên một loại tình cảm không nói nên lời. Nàng lập tức theo Tử Hiên lão tổ biến mất trên không trung. Lục Lâm Thiên nhìn qua đạo thân ảnh kia, trong lòng có chút thất lạc. Thế nhưng cũng không phải hắn cũng không biết được cảm giác này là gì. Ca ca, hai người họ đi xa rồi. Nhìn thân ảnh Bạch Linh biến mất trên không trung, Lục Tâm Đồng nhìn thấy ánh mắt thất lạc của ca ca, trong mắt hiện lên sự giảo hoạt. Tiểu nha đầu này. Lục Lâm Thiên bóp mũi Lục Tâm Đồng. Hừ. Lục Tâm Đồng hừ lên một tiếng với Lục Lâm Thiên, muốn báo thù thế nhưng lại phát hiện ra Lục Lâm Thiên đã sớm vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Bá phụ. Hiện tại chúng ta tiến về Linh Hoàng Nhai hay là đợi sau khi Tiểu Long khôi phục rồi mới đi? Lục Lâm Thiên đi tới bên người Huyền Hạo, mắt nhìn thân ảnh màu tím kia, không biết là bởi vì rung động ban đầu ở trong Huyền Vũ Hoàng tộc hay không mà Lục Lâm Thiên vẫn có một loại cảm giác run sợ vô hình. Trên người đạo thân ảnh màu tím này không có một chút khí tức chấn động nào, thế nhưng khí thế uy áp trên người vẫn còn tồn tại. Đợi Tiểu Long tỉnh lại rồi đi cũng không muộn, cũng chỉ mất vài ngày mà thôi. Huyền Hạo nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Ngươi quyết định đi cùng chúng ta tới Linh Hoàng Nhai sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, Linh Hoàng Nhai không phải nơi tầm thường, đi vào trong đó không chừng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tiểu tử đã đáp ứng với Tiểu Long đi cùng đệ ấy. Chuyện của Tiểu Long cũng chính là chuyện của tiểu tử. Coi như là không giúp được thì tiểu tử cũng phải đi theo mới yên tâm được. Lục Lâm Thiên nói. Thực lực ngươi không kém. Dùng tuổi tác của ngươi hiện tại có thể đạt tới mức này đã là hiếm thấy. Coi như là một ít đệ tử trẻ tuổi trải qua truyền thừa trong lục đại nhân hoàng tộc tu vi sợ rằng cũng không cao hơn ngươi. Về phần thực lực ngươi cũng có thể chống lại bọn họ. Thứ duy nhất phải lo lắng chính là hoàng khí thuộc tính thiên phú của bọn họ. Huyền Hạo nhìn Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc, chỉ chừng ấy tuổi mà có thể tu luyện tới tình trạng này tuyệt đối là hiếm thấy. Tu vi nhân loại nếu so với yêu thú, linh thú thì tu luyện nhanh hơn không ít. Thế nhưng tu luyện được như Lục Lâm Thiên tuyệt đối chính là lông phượng sừng lân trong đám nhân loại. Bá phụ, lục đại nhân hoàng tộc này tại sao lại có hoàng khí thuộc tính thiên phú từ nhỏ vậy? Lục Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi, đây vẫn là điều khiến cho Lục Lâm Thiên có chút tò mò. Xem ra đối với rất nhiều chuyện ngươi không hiểu rõ ràng. Huyền Hạo nói, cũng được, tìm một nơi đi, dù sao hiện tại cũng có thời gian. Ta cũng nói một ít chuyện cho ngươi nghe. Dùng thiên phú của ngươi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với lục đại hoàng tộc kia. Nói trước tránh cho sau này ngươi chịu thiệt với bọn chúng. Mong bá phụ chỉ giáo. Lục Lâm Thiên nói, đối mặt với lục đại nhân hoàng tộc, Lục Lâm Thiên mỉm cười, hắn đã sớm phải đối mặt với Độc Cô gia tộc rồi. Sắc trời vào đêm, cảnh đêm bao phủ trời xanh, một vòng trăng sáng nhô cao trên vòng trời, ánh sao lập lòe. Trong sơn mạch, rừng cây cùng quần sơn thi thoảng lóe lên ánh trăng. Trên một tảng đá ngoài sơn động, Huyền Hạo khoanh chân mà ngồi,
nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Ngươi cũng ngồi xuống đi, tứ đại thú hoàng tộc ngươi có biết là những tộc nào không? Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi bên cạnh Huyền Hạo, tứ đại thú hoàng tộc này hắn đã sớm biết rõ. Vậy thì ngươi có biết lục đại nhân hoàng tộc hay không? Huyền Hạo khoanh chân mà ngồi, trường bào màu tím phủ đầu gối, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên mỉm cười hỏi. Lục Lâm Thiên lắc đầu nói. Tiểu tử đã biết thần hoàng khí của Độc Cô gia, Bắc Cung gia có mộc hoàng khí, những thứ khác cũng không biết. Độc Cô gia có thần hoàng khí, Bắc Cung gia có mộc hoàng khí. Huyền Hạo nói. Mặt khác còn có Thác Bạt gia, Hiên Viên gia, Thái Công gia, Thụy Tôn gia, bốn đại nhân hoàng tộc. Thác Bạt gia có thổ hoàng khí, Hiên Viên gia có phong hoàng khí, Thái Công gia có thủy hoàng khí, Thụy Tôn gia có hỏa hoàng khí. Thác Bạt, Hiên Viên, Thái Công, Thụy Tôn. Lục Lâm Thiên thì thào, đem tên bốn đại gia tộc này đọc qua một lần. Biết rõ là hoàng khí thuộc tính nào không? Huyền Hạo nhìn Lục Lâm Thiên hỏi. Tiểu tử đã tiếp xúc qua tộc nhân của Bắc Cung gia, mộc hoàng khí có thể trực tiếp ảnh hưởng tới chân khí thuộc tính mộc. Vũ giả thuộc tính mộc sẽ bị áp chế tuyệt đối. Nếu như là vũ giả thuộc tính mộc gặp phải người Bắc Cung gia thì sẽ không có bao nhiêu sức phản kháng. Lục Lâm Thiên nói, ban đầu ở trên Vân Dương Tông, hắn đã gặp qua mộc hoàng khí của Bắc Cung gia. Ha ha! Huyền Hạo cười ha hả, ánh mắt nhảy lên, nói. Bọn họ đâu chỉ làm ảnh hưởng tới chân khí thuộc tính mộc, mà ngay cả năng lượng thuộc tính mộc cũng có thể khống chế. Năm loại hoàng khí thuộc tính đều như vậy, có thể khống chế năm loại thuộc tính cho nên mới được gọi là hoàng khí. Cái này coi như là thiên phú có từ nhỏ của những gia tộc này, kỳ thực nói trắng ra chỉ là thứ mà tổ tiên lưu lại mà thôi. Có liên quan tới tổ tiên, chẳng lẽ là huyết mạch sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Cũng không thể tính là vậy. Thế nhưng cũng có thể nói là vậy. Huyền Hạo nói. Dù sao đều liên quan tới tiền bối, giống như là yêu hoàng khí của Huyền Vũ hoàng tộc chúng ta. Đều có liên quan tới các tiền bối, cho nên thân là hoàng tộc, chúng ta ngay từ nhỏ đã có ưu thế hơn so với những người khác. Tu luyện cũng nhanh hơn không ít. Dựa vào hơi ấm của tiền bối, từ nhỏ đã cường hãn hơn so với người khác, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút khiếp sợ. Chuyện này quả thực không công bằng a. Ánh mắt chớp động, Lục Lâm Thiên lại hỏi. Tiền bối các tộc chẳng lẽ từ nhỏ đã có thiên phú như vậy sao? Ngươi chỉ nói đúng một nửa. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tiền bối của tứ đại thú hoàng tộc từ nhỏ đã có thiên phú như thế. Huyền Hạo nhìn Lục Lâm Thiên nói. Mà nhân loại các ngươi đều dựa vào lĩnh ngộ của bản thân mà ra. Tiền bối của tứ đại thú hoàng tộc trời sinh đã có thiên phú như vậy sao? Lục Lâm Thiên lập tức có hứng thú, ông trời quả thực rất chiếu cố đến bốn tộc này. Theo ta được biết là như vậy, tổ tiên tứ đại thú hoàng tộc từ xa xưa đã được thượng thiên chiếu cố cho nên hậu bối tứ đại thú hoàng tộc chúng ta từ nhỏ đã có yêu hoàng, linh hoàng khí. Đồn rằng từ thời xa xưa, trên phiến đại lục này đều là thiên hạ của thú tộc. Khi đó nhân loại chỉ xen lẫn sống ở trên đại lục mà thôi. Tứ đại thú hoàng tộc, yêu hoàng, linh hoàng khí của các tộc đều không giống nhau. Thiên phú cũng khác nhau. Nhưng mà những hậu bối như chúng ta tuy rằng sau này có yêu hoàng, linh hoàng khí, thế nhưng lại không thể so sánh được với tổ tiên khi trước. Huyền Hạo nói. Bá phụ, vậy lục đại nhân hoàng tộc thì sao? Người vừa mới nói thiên phú của bọn họ đều là do bản thân lĩnh ngộ mà ra đúng không? Lục Lâm Thiên đối với lục đại nhân hoàng tộc này còn có hứng thú hơn tứ đại thú hoàng tộc. Đừng nóng vội, cứ từ từ nghe ta nói. Huyền Hạo mỉm cười, nói. Đồn rằng ở thời xa xưa, trên đại lục này chỉ có bốn loại thuộc tính theo thứ tự là thổ, thủy, hỏa, phong, có lẽ ngươi cũng biết điểm này chứ? Chỉ có bốn loại thuộc tính, thế thuộc tính mộc là từ nơi nào tới? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, thế nhưng lại không tự chủ được mà nhớ lại trong ba quyển vô tự thiên thư trong tay hắn, trong không gian mà vô tự thiên thư dẫn hắn vào cũng chỉ có bốn loại thuộc tính thủy, thổ, hỏa, phong. Vốn bản thân hắn vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ chuyện này có chút quan hệ gì đó sao? Có một ít chuyện ta cũng chỉ nghe một ít lời đồn trong tộc mà thôi. Mặc dù chỉ là một ít lời đồn, thế nhưng phải dùng thân phận nhị hoàng tử Huyền Vũ hoàng tộc như ta mới biết được. Người bên ngoài, sợ rằng không có ai rõ ràng. Dù sao thời gian cũng đã lâu, đều là chuyện từ xa xưa, cũng không thể nào kiểm chứng. Người tạm thời nghe một chút là được rồi.
Huyền Hạo nói. Nghe nói lúc trước thú tộc tung hoành đại lục đã lâu, nhân loại chỉ sống xen kẽ. Mà khi đó trong thiên địa này yêu thú, linh thú cũng là vô số. Thậm chí diện tích đại lục cũng vô cùng lớn. Rồi sau đó trong nhân loại mới xuất hiện bốn tộc Thác Bạt, Thủy Tôn, Hiên Viên, Thái Công. Bốn tộc này theo thứ tự lĩnh ngộ cùng khống chế bốn loại thuộc tính thổ, hỏa, thủy, phong trong thiên địa. Nhân loại rốt cuộc cũng bắt đầu quật khởi, phát sinh đại chiến với tứ đại thú tộc khi đó. Tứ đại nhân hoàng tộc đại chiến với tứ đại thú hoàng tộc sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, có thể là rung động, nói. Vậy sau đó thì sao? Đại chiến kéo dài, chung quy mà nói tứ đại thú hoàng tộc chiếm một chút thượng phong. Thú tộc so với nhân loại dù sao vẫn nhiều hơn, thế nhưng về sau trong nhân loại lại xuất hiện nhân hoàng tộc thứ 5. Độc Cô gia tộc lĩnh ngộ ra phương pháp tăng cường linh hồn lực, linh lực, dùng năng lượng linh hồn đặt chân vào hàng ngũ nhân hoàng tộc. Sau khi tăng thêm Độc Cô gia, nhân loại rốt cuộc cũng có thể chống lại tứ đại thú hoàng tộc. Nhân tộc cùng thú tộc giằng co, không ai làm gì được ai. Đại chiến không ngừng, tổn thất thảm trọng, thậm chí rất nhiều thú tộc đã gặp phải tai ương diệt tộc. Từ đó về sau tuyệt tích. Huyền Hạo nói. Vậy trận đại chiến kia có lẽ cực kỳ thảm thiết ha. Lục Lâm Thiên khiếp sợ, nghe mà rung động. Đại chiến giữa thú tộc và han tộc, có thể tưởng tượng ra trận chiến đó kinh khủng ra sao. Trình độ thảm thiết không cần phải nói, truyền rằng những lần đại chiến xảy ra, thi thể rơi vãi khắp nơi. Huyền Hạo trầm giọng nói. Mà bây giờ cừu hận của thú tộc cùng nhân loại đã sớm bị chôn vùi ở thời viễn cổ. Lục Lâm Thiên khiếp sợ, không ngờ dị giới này lại có bí mật như vậy. Sau đại chiến thú tộc và nhân loại rất lâu, trong Bắc Cung gia tộc của nhân loại có một vị kỳ tài ngang trời xuất thế, lĩnh ngộ ra thuộc tính mộc khiến cho Bắc Cung gia đặt chân vào trong nhân hoàng tộc thứ 6. Trước kia trong nhân loại chỉ có vũ giả bốn loại thuộc tính là thổ, hỏa, thủy, phong mà thôi. Nhưng sau khi gia tộc Bắc Cung cùng với gia tộc Độc Cô, lục đại nhân hoàng tộc liên thủ khiến cho tứ đại thú hoàng tộc liên tiếp thất bại mà lui lại. Thế nhưng cũng có thể làm cho cá chết lưới rách, nhân tộc không biết làm gì thú tộc, cũng không thể làm gì được thú tộc. Huyền Hạo, vậy thì cuối cùng thế nào? Lục Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi. Cuối cùng hai tộc Bạch Hổ, Huyền Vũ giữ tổ yêu lâm. Thanh Long, Chu Tước lui về giữ linh hoàng nhai, mà nhân loại chiếm Đông Hải, cổ vực, đại lục linh vũ. Về phần lục đại nhân hoàng tộc đều chiếm một địa phương bị phong ấn độc lập với thế giới bên ngoài làm nơi lập tộc. Huyền Hạo nói. Tất cả những chuyện này nghe nói là vì lúc trước xảy ra biến cố cực lớn. Mà đoạn biến cố này lại không có ai biết được, giống như là bị người ta xóa đi. Tam đại thú hoàng tộc khác và lục đại nhân hoàng tộc cũng không thể biết được. Còn có chuyện như vậy sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm nói, sợ rằng lúc trước đã xảy ra biến cố không nhỏ. Dường như ta đã nói với ngươi hơi nhiều, thế nhưng tất cả chỉ là lời đồn mà thôi. Bất quá đối với ngươi cũng không có chỗ xấu. Tóm lại nếu như ngươi gặp phải người của lục đại nhân hoàng tộc thì phải cẩn thận một chút. Một khi ra tay sẽ chịu sự khống chế linh hồn lực cùng với năng lượng thuộc tính. Tuy rằng hiện tại hậu nhân lục đại nhân hoàng tộc không bằng tiền bối của mình, thế nhưng từ nhỏ đã có hơi ấm tiền bối ban cho, bọn họ không phải là người bình thường có thể chống lại. Huyền Hạo nói. Dùng thiên phú cùng tu vi của ngươi sớm muốn gì cũng sẽ gặp phải tộc nhân của lục đại nhân hoàng tộc. Lục Lâm Thiên gật đầu, lúc này trong lòng vô cùng rung động. Theo như lời Huyền Hạo nói, Bắc Cung gia lĩnh ngộ thuộc tính mộc, thời điểm xa xưa chỉ có vũ giả bốn loại thuộc tính là thổ, hỏa, thủy, phong mà thôi. Chuyện này thực sự rất rung động, sợ rằng vị lão tổ khi trước của Bắc Cung gia tuyệt đối là một nhân vật phong hoa tuyệt đại. Hít! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Bí mật trên thế giới này xem ra cũng không ít. Thế nào, có cảm thấy sợ hãi với lục đại nhân hoàng tộc hay không? Nhìn Lục Lâm Thiên, Huyền Hạo hỏi. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói. Sợ thì chưa tới mức, dù sao tiểu tử cũng đã gặp mấy người. Cũng chỉ bình thường mà thôi. Ánh mắt Huyền Hạo run lên, có chút vui vẻ nói. Cũng có ngạo khí, rất hợp khẩu vị của ta. Bá phụ, yêu đan của người bị nghiền nát. Tu vi mất sạch, có cơ hội khôi phục hay không? Theo Lục Lâm Thiên được biết, yêu đan bị nghiền nát, tu vi mất sạch, giống như là vũ giả mất đi đan điền, tuyệt đối khó có thể khôi phục. Thế nhưng hắn vẫn hy vọng có một biện pháp nào đó. Một vị cường giả chuẩn đế như vậy lại mất sạch tu vi, quả thực rất đáng tiếc. Theo ta được biết,
tuyệt đối không có cách nào. Huyền Hạo mỉm cười, nói. Tu vi mất sạch cũng không sao, chỉ cần sống tốt là được, cũng không có gì là không tốt. Nhìn qua thân ảnh màu tím bên cạnh, ngạo khí trên người, đã từng là cường giả đỉnh cấp tuyệt đối, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể khiến cho cường giả tôn cấp mất mạng. Tuy rằng mất sạch tu vi thế nhưng vẫn có thể bình tĩnh như vậy, có lẽ trên đời này không có bao nhiêu người có thể làm được như vậy. Bá phụ, yêu đan tự bảo, sao người có thể bảo trì hình dáng nhân loại? Nhìn Huyền Hạo, Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc hỏi. Huyền Hạo ngẩng đầu nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Yêu đan tự nát, yêu thú dưới thất giai sẽ giống như yêu thú bình thường. Ngoài thất giai, đã được tố thể ngưng tụ thú hồn, yêu nguyên mất sạch, thú hồn cũng bị ảnh hưởng lớn. Nhưng có thể bảo trì hình dáng nhân loại, thế nhưng sau khi khôi phục bản thể, sợ rằng khó có năng lực hóa thành hình người. Thì ra là vậy. Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng, yêu thú thất giai đã trải qua tố thể, không khác nhân loại là bao. Yêu nguyên bị mất sạch, chỉ là không có thực lực mà thôi chứ không phải bị đánh về nguyên hình. Sáng sớm, phương đông bừng sáng. Khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, cả sơn mạch yên tĩnh như ngủ một đêm rốt cuộc cũng bừng tỉnh. Trong bầu trời xuất hiện những đỉnh núi xanh ngắt, sương mù bốc lên, từ xa nhìn lại phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, nhìn qua có chút thoải mái. Phía trước có dòng suối róc rách chảy, phát ra thanh âm không ngừng. Gió sớm thổi qua y phục của Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra đã qua một đêm. Không ngờ hắn cùng Huyền Hạo trò chuyện suốt một đêm, hai người trò chuyện không ít, cuối cùng lại nói tới Tiểu Long cho nên mới không tu luyện. Cũng bởi vì như vậy cho nên Lục Lâm Thiên nghe được không ít chuyện mình không biết, xem như nhận được chỗ tốt không nhỏ. Mà Huyền Hạo dường như đã lâu không nói nhiều như vậy cho nên cũng tận hứng. Có lẽ là bởi vì liên quan tới Tiểu Long cho nên hắn cũng coi Lục Lâm Thiên giống như Tiểu Long vậy. Hít! Huyền Hạo duỗi lưng, lúc này bên trong sơn mạch có một cơn gió khiến cho hắn khoan khoái thổi qua. Phía chân trời xa xa còn có những ngôi sao lờ mờ. Sắc trời đã gần sáng, Huyền Hạo hít sâu một hơi. Rất lâu đã không thoải mái như vậy, nếu như mỗi ngày đều có thể như vậy thì cũng là một chuyện tốt ha. Huyền Hạo đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước. Tìm tới bờ suối phát ra tiếng chảy róc rách, hắn ngồi xổm xuống, vốc một vốc nước lên rửa mặt. Ngày càng cảm thấy vui vẻ hơn, đã lâu rồi hắn không cảm nhận được cảm giác như vậy. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi theo cường giả đã từng là chuẩn đế này, thế nhưng cũng không nói gì. Lâm Thiên, có cảm nhận được cái gì không? Nhìn không ít hoa cỏ không biết tên chung quanh, lặng lặng cảm nhận hương hoa, Huyền Hạo nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử ngu dốt. Không phát hiện ra điều gì. Lục Lâm Thiên nói. Đừng chỉ lo tu luyện không. Về sau có thời gian thì yên tĩnh đi chu du khắp nơi một chút. Ngươi sẽ phát hiện ra được điều không tưởng. Huyền Hạo vui vẻ nói, có chút cao thâm. Chủ nhân. Một thanh âm dồn dập vang lên, thiên sĩ tuyết sư vội vàng đi tới. Sao vậy? Lục Lâm Thiên nhẹ giọng hỏi. Chủ nhân, Tiểu Long tỉnh rồi. Thiên sĩ tuyết sư kích động nói. Tiểu Long vừa mới tỉnh thì hắn lập tức chạy tới đây thông báo. Tiểu Long tỉnh rồi sao? Huyền Hạo nghe vậy, thân thể không ngờ lại nhảy lên. Ồ! Mắt nhìn bóng lưng Huyền Hạo, Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Không phải Huyền Hạo mất đi tu vi sao? Thế nhưng bộ dáng này cũng không giống như mất sạch tu vi sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy về sơn động. Tiểu Long sao rồi? Khi Lục Lâm Thiên đến sơn động, đám người Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long cùng mọi người đã tới bên cạnh Tiểu Long. Lúc này Huyền Hạo cũng tới bên cạnh Tiểu Long, ân cần hỏi. Con không sao. Tiểu Long lắc đầu, nói với Huyền Hạo. Phụ thân, người không sao chứ? Phụ thân có thể có chuyện gì được chứ? Con mau điều tức đi, mọi chuyện đợi khôi phục rồi nói tiếp. Huyền Hạo nói. Vâng. Tiểu Long gật đầu nói. Dường như sau khi hôn mê từ trong miệng Thiên Độc Yêu Long và Lục Tâm Đồng nó cũng biết chuyện cho nên cũng không hỏi nhiều. Tiểu Long, hay là tới Thiên Trụ Giới điều tức đi. Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh Tiểu Long, bộ dáng của Tiểu Long lúc này thoạt nhìn cũng không có chuyện gì quá lớn, chỉ cần điều tức khôi phục là được rồi. Cũng tốt, đệ phải mau chóng khôi phục, sau đó đi tìm mẫu thân đệ. Tiểu Long nói. Một lát sau, mọi người thương nghị về chuyện tiến về Linh Hoàng Nhai. Từ trong miệng Huyền Hạo mọi người cũng biết được từ nơi này tới Linh Hoàng Nhai cũng không xa.
có lẽ dùng tốc độ của thiên sĩ tuyết sư bát giai hiện tại chỉ cần 10 ngày là tới. Đột phá tới bát giai, tốc độ của thiên sĩ tuyết sư so với lúc còn là thất giai hậu kỳ sợ rằng còn nhanh hơn gấp mấy lần. Nếu còn là thất giai hậu kỳ thì muốn tới linh hoàng nhai phải mất mấy tháng. Mọi người tiến vào thiên trụ giới giấu ở dưới cánh cái trắng của thiên sĩ tuyết sư. Khi Huyền Hạo tiến vào trong thiên trụ giới, mắt nhìn thấy không gian thác loạn cùng với khí tức cổ xưa khiến cho Huyền Hạo kinh ngạc không thôi. Mà sau khi từ trong miệng Tiểu Long biết được tác dụng của thiên trụ giới, Huyền Hạo càng thêm kinh ngạc. Đây quả thực là trọng bảo, hắn kinh ngạc nhìn qua Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long nói. Khó trách dùng tuổi của các ngươi hiện tại lại có tu vi mạnh như vậy. Thì ra là như vậy. Phụ thân, tu vi của chúng con mạnh đó là bởi vì thiên phú của chúng con cường hãn a. Tiểu Long nói. Con không biết khiêm tốn một chút sao? Huyền Hạo vỗ đầu Tiểu Long, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, trọng bảo như thiên trụ giới ngươi cần phải giữ cho tốt, không để cho người khác biết được. Bảo vật như vậy nếu như bị Lục Đại Nhân Hoàng tộc cùng với Tứ Đại Thú Hoàng tộc biết được, nói không chừng sẽ không ngại thân phận mà ra tay cướp đoạt. Phụ thân, không phải người cũng muốn đó chứ? Đó là lão đại của con nha. Tiểu Long nói. Đứa nhỏ này, phụ thân con là loại người như vậy sao? Huyền Hạo cười khổ nhìn Tiểu Long rồi nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, đương nhiên hắn tin được Huyền Hạo. Huống chi thiên trụ giới này của hắn không phải ai cũng có thể mạnh mẽ cướp đi được. Một lát sau, Tiểu Long điều tức, mọi người cũng tu luyện. Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi, trong đầu suy nghĩ một lát rồi bắt đầu tiến vào trong lĩnh ngộ. Thời gian 10 ngày đi tới Linh Hoàng Nhai, thời gian bên trong tầng thứ 2 thiên trụ giới cũng là nửa năm. Lục Lâm Thiên đang lĩnh ngộ thời không lao ngục cùng Linh Vũ Quyết. Lần này thi triển thời không lao ngục cùng Linh Vũ Quyết. Hiệu quả của nó khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. Thời không lao ngục dưới sự dung hợp của 4 loại thuộc tính thì uy năng tăng lên 8 lần. Lục Lâm Thiên thậm chí còn có cảm giác uy lực này so với lúc hắn thi triển Tam Thần Quyết bình thường còn mạnh hơn không ít. Thậm chí so với Tam Thần Quyết biến dị chỉ kém hơn một chút mà thôi. Về phần Linh Vũ Quyết, cấp độ uy năng tuy rằng không thể đạt tới mức như thời không lao ngục dung hợp 4 loại thuộc tính. Thế nhưng uy năng bên trong cũng không thể khinh thường. Huống chi bên trong công kích vật chất lại đột nhiên có công kích linh hồn, tuyệt đối khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Một lát sau Lục Lâm Thiên cũng tiến vào trong lĩnh ngộ. Phía xa, Huyền Hạo nhìn về phía Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc. Tu vi của hắn không còn, thế nhưng nhãn lực vẫn phải có. Trình độ lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính của Lục Lâm Thiên hiện tại không tương xứng với tu vi, bởi vì trình độ lĩnh ngộ của Lục Lâm Thiên còn lớn hơn tu vi. Nhìn chăm chú một lát. Huyền Hạo nhắm đôi mắt lại, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một cỗ khí thức cổ xưa lan tràn trong không gian. Trong một thạch thất lúc này có một cỗ năng lượng bàng bạc quanh quẩn cùng với tiếng rít, khắp nơi tràn ngập khí thức khủng bố. Trên không, một cỗ quang mang quanh quẩn. Bên trong quang mang này liên tục vang lên tiếng nổ giống như tiếng sấm, khiến cho người khác nhìn vào tim không khỏi đập nhanh hơn. Siêu! Mà lúc này quang mang bên trên thạch thất được thu liếm. Một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện. Thanh trường kiếm này vô cùng kỳ quái, trường kiếm bình thường chỉ rộng chừng 2 đốt ngón tay thế nhưng trường kiếm này lại rộng bằng một bàn tay. Trường kiếm bình thường thân kiếm càng linh hoạt càng tốt, thế nhưng thanh trường kiếm này lại dày. Thân kiếm so với trường kiếm bình thâu phinh còn dài hơn 1/3. Chuôi kiếm cực kỳ thô ráp, cồng kềnh, chuôi kiếm màu ngăm đen, càng thêm quỷ dị chính là độ rộng 4 phía không thua kém mũi kiếm một chút nào. Tổng thể mà nói, thanh kiếm này giống như một phôi kiếm thô vừa mới rèn ra. Trừ màu vàng khiến cho người ta chú ý ra cơ hồ có vứt trong đống rác sợ rằng cũng không có ai nhặt lên. Ông! Thế nhưng lúc này trong thanh trường kiếm dày rộng này lại có tiếng sấm rền vang lên không ngừng. Năng lượng quanh thân cuồn cuộn, gợn sóng trong không gian giống như nước sôi cuồn cuộn. Khí thế cực kỳ kinh người. Phanh! Thân thể Dương Quá run lên, trong đan điền có một thanh âm trầm thấp vang vọng. Khí tức lập tức kéo lên, đột nhiên khí tức bước vào một cấp độ mới, hoàn toàn khác trước. Ngoài thạch thất, một đạo thân ảnh đứng đó, trên người mặc một hoàng bào, thân ảnh cao ngất khiến cho người ta có một loại cảm giác nặng nề, toàn thân không có một chút khí tức chấn động nào. Cứ như vậy mà đứng ở bên ngoài, thân ảnh này giống như dung nhập vào làm một thể với không gian. Nếu như nhìn vào còn có cảm giác như ẩn như hiện, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Chủ nhân rốt cuộc cũng có truyền thừa.
ba vạn năm, rốt cuộc cũng đợi đến lúc. Thân ảnh màu vàng thì thào nói, ánh mắt rung động và kích động. Phù! Trong thạch thất, một lát sau Dương Quá mới thở ra một ngụm chọc khí thật dài. Gợn sóng trong không gian trước mặt hắn bị đẩy về phía trước. Đôi mắt nhắm chặt từ bao giờ đột nhiên mở ra. Một cỗ khí thế cường hãn, phô thiên cái địa từ trong cơ thể tuôn ra, khiến cho gợn sóng trong không gian trực tiếp lắc lư. Khí thế đã tới tình trạng tuyệt đối cường hãn. Cảm nhận khí tức trong cơ thể, Dương Quá mỉm cười, tâm thần khẽ động, trên đỉnh đầu, thanh trường kiếm dày rộng tức thì xuất hiện trong tay hắn. Trường kiếm nằm trong tay Dương Quá, sau đó hóa thành một đạo quang mang tiến vào trong tay Dương Quá rồi biến mất không thấy. Thời gian dài như vậy, nhị đệ cùng với tam muội có lẽ rất lo lắng, ta cũng nên ra ngoài rồi. Dương Quá thì thào nói, trường bào run lên, thân thể đứng dậy. Mái tóc dài có chút mất trật tự, cánh tay khẽ phất, cánh cửa đá mở ra, Dương Quá bước ra khỏi thạch thất. Kim Huyền bái kiến thiếu chủ. Ngoài thạch thất, một đạo thân ảnh màu vàng quỳ gối trước mặt Dương Quá rồi hành lễ. Kim Huyền thúc, đệ tử không dám. Dương Quá lập tức đỡ thân ảnh màu vàng này đứng lên. Thiếu chủ, đây là lời nhắn lại của chủ nhân. Trước khi chủ nhân vẫn lạc đã bố trí tất cả, người muốn tìm truyền nhân tiếp nhận truyền thừa, cũng để ta ở lại phụ trợ thiếu chủ. Ai có thể nhận được truyền thừa của chủ nhân thì đương nhiên chính là chủ nhân mới chủ ta. Thiếu chủ chính là người duy nhất vô số năm qua thông qua khảo hạch của chủ nhân. Cho nên hiện tại cũng là chủ nhân của Kim Huyền. Lão giả áo vàng ngẩng đầu, tuổi chừng 50, ngũ quan góc cạnh khiến cho người ta có cảm giác sắc bén, đồng thời lại mang theo một cỗ uy áp nặng nề. Đặc biệt là cặp mắt kia tuy rằng bình thản thế nhưng lại khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Kim Huyền thúc, người là tòa kỵ của sư phụ, đệ tử không dám. Người không nghe lời ta mà vẫn gọi ta là thiếu chủ cũng không sao. Thế nhưng lễ này ta cũng không thể nhận được. Dương Quá nói với Kim Huyền, đây chính là tòa kỵ của sư phụ hắn, lại là một vị siêu cấp cường giả, hắn cũng không dám làm cao. Thiếu chủ, sao lại như vậy được? Kim Huyền không chịu. Kim Huyền thúc, cứ quyết định như vậy đi, trước tiên chúng ta đem hài cốt của sư phụ nhập thổ. Dương Quá nói, trên một ngọn núi khổng lồ, sừng sững. Ngọn núi này cao vút trong mây, chung quanh có vô số cây cối trồng chất giống như biển cả, vô cùng hùng vĩ cùng tráng lệ. Trên ngọn núi cực lớn này có mây mù lượn lờ, mà ở chính giữa ngọn núi lại có một khối thạch bích cực lớn. Nơi này mới có tư cách làm mộ địa cho sư phụ. Dương Quá nói, quang mang dưới chân lóe lên, thân thể lập tức nhảy lên không trung. Nhìn thạch bích trước mắt, mấy đạo chảo ấn được ngưng tụ, đột nhiên đánh về phía thạch bích. Ken két. Một thanh âm ken két vang lên, thạch bích to lớn như vậy lập tức bị móc ra một khối thạch bích hoàn chỉnh, to chừng mấy chục thước. Thạch bích được móc ra, trên vạch núi xuất hiện một thạch động. Phanh! Thạch bích hơn 100 mét bị Dương Quá ném xuống đất, mặt đất run lên. Trong tay Dương Quá xuất hiện thanh trường kiếm dày rộng màu vàng. Siêu! Trong kiếm rộng màu vàng có một đạo quang mang lóe lên, một thân thể mặc trường bào màu trắng xuất hiện trong sơn động. Thân thể ngày nguyên vẹn không chút sức mẻ, tóc dài xõa vai, chỉ lạ là làn da lúc này lại dán chặt lấy khung xương. Thế nhưng khi thân thể này xuất hiện, cả không trung đột nhiên run lên, ngọn núi khổng lồ trong khoảnh khắc khẽ lay động, giống như địa chấn. Chung quanh ngọn núi, mặt đất bắt đầu rạn nứt, ngay cả ánh sáng trên không trung cũng bắt đầu lờ mờ. Một cỗ năng lượng còn sót lại trên thân thể này cũng đủ để khiến cho năng lượng biến hóa, đủ thấy được chỗ khủng bố của hắn. Nếu như người này còn tại thế, không biết sẽ cường hãn tới bực nào. Kim Huyền tiễn biệt chủ nhân. Kim Huyền lăng không đứng đó, ánh mắt run lên, nước mắt rơi xuống, hành lễ với thân thể màu trắng kia. Khi trước chủ nhân hắn cầm trong tay Chấn Thiên dùng thực lực tuyệt đỉnh khiêu chiến quần hùng, chưa từng một lần bại qua. Khi đó chủ nhân hắn cường hãn nhường nào, phong hoa tuyệt đại nhường nào. Thế nhưng hiện tại lại hóa thành một đống xương trắng ở trước mặt hắn. Đệ tử Dương Quá tiễn biệt sư phụ. Giờ phút này Dương Quá cũng cung kính quỳ gối dập đầu trên không trung. Ông! Trong thạch động, thanh kiếm màu vàng giống như có linh tính, phát ra tiếng kiếm minh như rên rỉ, xoay quanh thân thể màu trắng mãi lâu không chịu rời đi. Dương Quá nhìn vào thanh kiếm trước mặt, thanh kiếm này chính là binh khí Chấn Thiên của sư phụ hắn. Không ngờ Chấn Thiên này đã thông linh, không nỡ rời xa sư phụ. Chấn Thiên, để cho sư phụ nghỉ ngơi đi. Dương Quá khẽ nói,
cánh tay nhấc lên rồi duỗi ra. Ông! Thanh kiếm màu vàng xoay quanh thân thể màu trắng một vòng, tiếng nổ vang vọng không ngừng, lúc này nó mới rơi vào trong tay Dương Quá. Sư phụ, người nghỉ ngơi đi. Dương Quá nói, chảo ấn lần nữa run lên, cự thạch trên mặt đất lần nữa được nhấc lên không trung, vừa vặn nhét vào thạch động vừa rồi. Một đạo quang mang trong tay Dương Quá được đánh ra, thạch bích lại khôi phục bộ dáng như lúc ban đầu, không chút sứt mẻ. Kim Huyền Thúc, ta muốn làm một khối bia mộ cho sư phụ, người thấy thế nào? Dương Quá nhìn Kim Huyền rồi hỏi. Cả đời lão chủ nhân phong hoa tuyệt đại, lúc này tuy rằng nghỉ ngơi thế nhưng cũng phải lưu lại danh tính. Kim Huyền gật đầu nói. Dương Quá gật đầu, nhìn thanh kiếm màu vàng trong tay nói. Trấn Thiên, ta đành nhờ ngươi khắc danh hào của sư phụ vậy. Thanh âm vừa dứt, cánh tay Dương Quá run lên, trong thanh kiếm rộng màu vàng lập tức có một đạo kiếm quang bắn ra. Ông! Một thanh âm sắc bén vang lên giữa không trung, lập tức có một cỗ năng lượng cuồn cuộn khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động giống như nước sôi. Một tia năng lượng màu vàng từ trong trường kiếm bắn ra. Từng đạo kiếm quang hư ảo trong nháy mắt bắn về phía trước. Siêu, siêu! Kiếm quang bắn ra, từng đạo kiếm quang giống như thiểm điện đánh vào trên thạch bích. Đá vụn bắn tứ tung, kiếm quang không ngừng tạo nên thanh âm siêu siêu trên thạch bích. Cả ngọn núi lặng lẽ run rẩy. Ngọn núi run rẩy, đất rung núi chuyển, tiếng kiếm minh vang lên không ngừng, hội tụ thành tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc quanh quẩn trên không trung. Siêu! Khi một đạo kiếm quang cuối cùng đánh xuống, thanh kiếm màu vàng kia run lên, kiếm khí sắc bén bàng bạc khiến cho cả ngọn núi ầm ầm lay động. Khí thế kinh người tràn ngập thiên địa. Trấn Thiên, sư phụ đã nghỉ ngơi, về sau sẽ có ta giúp ngươi. Dương Quá tay trái cầm kiếm, tay phải mơn trớn thân kiếm. Lúc này thanh kiếm màu vàng kia mới ngừng chấn động. Thiếu chủ đạt được truyền thừa của chủ nhân, tin rằng không cần bao lâu nữa chắc chắn thiếu chủ sẽ làm chấn động cả đại lục. Kim Huyền nói. Dương Quá mỉm cười, thu thanh kiếm màu vàng vào trong cơ thể rồi nói. Kim Huyền thúc, chúng ta đi thôi. Đi thôi, 3 vạn năm rồi. Đã 3 vạn năm ta không có đi ra ngoài. Kim Huyền khẽ thở dài, mặc dù hắn có một chút thủ đoạn thiên phú, có thể đem chính bản thân phong ấn vào bên trong. Bằng không thời gian 3 vạn năm cho dù là hắn cũng khó có thể trèo chống tới bây giờ. Đúng rồi, không gian này cũng nên phong ấn triệt để. Tránh cho người khác quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi. Đúng vậy. Dương Quá gật đầu, quay đầu nhìn bia mộ phía sau. Trên bia có mấy dòng chữ to do chính tay hắn khắc bất bại kiếm đế ân sư chi mộ. Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên dừng tu luyện, tính toán thời gian hắn cũng đã lĩnh ngộ 2 tháng. Lúc này tiến bộ không lớn, trước đó thời gian lĩnh ngộ của hắn dài như vậy, cho nên 2 tháng lĩnh ngộ này cũng sẽ không có quá nhiều tiến bộ. Lục Lâm Thiên cũng không có ý định tiếp tục lĩnh ngộ, dù sao cũng cần phải có thời gian tiêu hóa, làm những việc khác. Cần tu luyện một chút linh kỹ. Sau khi trầm tư một lát, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Đoạn thời gian gần đây hắn không tu luyện vũ kỹ và linh kỹ. Toàn bộ thời gian đều đặt vào việc sáng tạo vũ kỹ. Vũ kỹ mà hắn sáng tạo ra cũng là thứ thích hợp nhất với hắn. Trên phương diện sáng tạo vũ kỹ cũng có tiến bộ không kém. Đặc biệt là sau khi linh vũ dung hợp, đối với việc tu luyện linh kỹ cùng vũ kỹ bình thường Lục Lâm Thiên cũng không có bao nhiêu hứng thú. Về phần trong đầu còn có một bộ linh kỹ thiên cấp, thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên cũng không có năng lực tu luyện. Một lát sau, trong tay Lục Lâm Thiên xuất hiện một khối ngọc giản. Đây chính là vật ở trong nhẫn chữ vật của sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Ngọc giản này Lục Lâm Thiên đã dò xét qua, chính là một bộ linh kỹ địa cấp cao giai. Về phần vũ kỹ, Lục Lâm Thiên lại cũng không vội. Linh vũ quyết mà hắn lĩnh ngộ sẽ không yếu hơn vũ kỹ địa cấp cao giai bình thường. Nhưng trên phương diện linh kỹ, đại hồn anh thúc dục ám ma phân thân cùng bí pháp linh hồn phân thân không có bao nhiêu linh kỹ thúc dục. Cũng chỉ có một bộ thiên linh diệt hồn chỉ mà thôi. Thừa dịp hiện tại có chút thời gian, Lục Lâm Thiên cũng có ý định tu luyện một chút linh kỹ. Dù sao trên người hắn hiện tại cũng có không ít vũ kỹ cùng linh kỹ. Nắm ngọc giản trên tay, Lục Lâm Thiên nhỏ một giọt máu tươi vào trên bề mặt ngọc giản. Phía trên ngọc giản bắt đầu có một tia quang mang lan tràn ra chung quanh. Lập tức tâm thần Lục Lâm Thiên rót vào bên trong ngọc giản. Siêu siêu! Tâm thần Lục Lâm Thiên rót vào, phía trên ngọc giản lập tức có một đám quang mang màu trắng mạnh mẽ bắn ra.
Quang mang màu trắng mang theo một cỗ linh hồn khổng lồ cùng với khí tức linh lực chấn động. Dường như bên trong còn có một cỗ năng lượng cực lớn. Đạo quang mang màu trắng này cũng trực tiếp chui vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên, mang theo một cỗ tin tức khổng lồ, không có chút trở ngại nào mà xông vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Chỉ trong mấy tức ngắn ngủi, trong đầu Lục Lâm Thiên xuất hiện một cỗ tin tức khổng lồ. Sau khi ghi nhớ cỗ tin tức khổng lồ này, đôi mắt khép hờ của Lục Lâm Thiên mở ra. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt. Toái hồn sư tử hống, linh kỹ địa cấp cao giai, ngưng tụ sóng âm chuyên môn công kích linh hồn, uy lực đủ sức xuyên thấu não đối phương, đánh nát hồn anh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trên khuôn mặt hiện lên sự kinh ngạc. Linh kỹ chuyên môn công kích linh hồn vô cùng hiếm thấy, thế nhưng cũng không phải là không có. Thiên linh diệt hồn chỉ của hắn chính là linh kỹ chuyên môn công kích linh hồn. Nhưng loại công kích linh hồn bằng âm ba này vô cùng khó gặp. Tu luyện linh kỹ địa cấp cao giai, Lục Lâm Thiên không biết hiện tại mình có thể tu luyện thành công hay không, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Hắn đoán, có lẽ hắn muốn tu luyện thành công linh kỹ này cũng không thành vấn đề. Siêu! Trên không trung yên tĩnh, thiên sĩ tuyết sư hóa thành một đạo lưu quang màu trắng xẹt qua trên không trung rồi biến mất không thấy gì nữa. Trong một sơn mạch cực kỳ yên tĩnh, khắp nơi trắng phau. Lúc này đã tới hoàng hôn, mặt trời ngả về phía tây. Cả đình viện tinh xảo trong sơn mạch này bị nhuộm thành màu dáng đỏ của buổi chiều. Đình viện này không nhỏ, thế nhưng cực kỳ tinh xảo. Lúc này có một đạo thân ảnh nho khua một thanh đoản kiếm trong tay, khí thế coi như bất phàm. Mà tiểu đồng này dường như mới chỉ có 4 tuổi. Mà lúc này trong đình viện có một nữ tử tuyệt mỹ đang đứng bên cạnh, khuôn mặt không chút trang điểm, trên đầu là mái tóc đen nhánh, có chút mất trật tự. Cái eo nhỏ, nhìn qua có vài phần giống như tiên tử hạ phàm. Khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, nhìn qua nhu nhược mà yêu nhã. Lúc này nhìn đứa bé gái trước mặt, trong mắt nữ tử này hiện lên sự ôn nhu. Thiếu chủ, vừa mới nhận được tin tức quan trọng từ trong giới. Một bóng đen đáp xuống, sau khi đi tới trước mặt thân ảnh xinh đẹp này lập tức hành lễ. Nói đi, có chuyện gì? Ánh mắt của nữ tử xinh đẹp này thu hồi. Ánh mắt ôn nhu khi nhìn đứa bé kia trong lúc vô hình đã chuyển thành lạnh lùng cùng với uy nghiêm khiến cho người khác nhìn vào không khỏi phát lạnh. Mà người này chính là Lăng Thanh Tuyền. Hắc y nhân kia sau khi hành lễ lập tức nói. Thiếu chủ, trong giới truyền tới tin tức, có một chút chuyện cần thiếu chủ đi làm. Ta biết rồi, người đi xuống trước đi. Lăng Thanh Tuyền trầm giọng nói. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Mẫu thân, người lại phải ra ngoài sao? Bé gái kia đi tới, hai mắt đen nhánh giống như bảo thạch có chút không nỡ cùng với thất vọng nhìn về phía Lăng Thanh Truyền. Mẫu thân đi xử lý một chút chuyện, rất nhanh sẽ trở lại. Lăng Thanh Truyền xoay người, lập tức ôm bé gái này vào trong lòng. Vậy người phải mau chóng trở lại nha, Du Thược Nhất nhớ mẫu thân. Được được, mẫu thân nhất định sẽ mau chóng trở lại. Linh Hoàng Nhai ở cực Bắc, trên đại lục này có đại lục Linh Vũ, còn có Đông Hải. Phía tây là cổ vực, nam là tổ yêu lâm. Mà Linh Hoàng Nhai này chính là nằm ở phía bắc, thế nhưng lại cực kỳ gần tổ yêu lâm, và nơi này toàn bộ đều là linh thú. Bắc đảo chưa từng có ai nói tới, đó là bởi vì người bình thường đều biết tới Linh Hoàng Nhai. Mà trên Linh Hoàng Nhai chính là bắc đảo lớn nhất lục địa. Đôn Răng, Thanh Long, Chu Tước, hai đạo thú hoàng tộc này ở trong Linh Hoàng Nhai, danh khí của Linh Hoàng Nhai còn áp chế danh tiếng của bắc đảo. Thiên sĩ tuyết sư vỗ cánh bay đi, mang theo một cơn gió cực lớn, một đường phá không bay đi. Trước không trung dần dần xuất hiện không ít hải đảo sừng sững. Một lát sau, trên lưng thiên sĩ tuyết sư, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Đám người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long rời khỏi thiên trụ giới. Ánh mắt mọi người nhìn về phía trước, ở trong thiên trụ giới thời gian dài như vậy rốt cuộc Tiểu Long cũng khôi phục. Đây là Linh Hoàng Nhai sao? Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, phía xa là một vùng biển khổng lồ, so với Đông Hải cũng không thua kém bao nhiêu. Trưởng môn, đây vẫn chỉ làm phạm vi của Bắc Đảo, muốn tới Linh Hoàng Nhai, dùng tốc độ của thiên sĩ tuyết sư, hẳn phải còn 2 ngày nữa. Thiên Độc Yêu Long nói, còn lâu như vậy sao? Lục Lâm Thiên hỏi, dùng tu vi hiện tại của thiên sĩ tuyết sư, thời gian 2 ngày không phải là xa bình thường. Phụ thân! Người có thể nói qua chuyện về mẫu thân cho con nghe có được không? Tiểu Long hỏi Huyền Hạo, muốn đến Linh Hoàng Nhai, trong lòng Tiểu Long vô cùng chờ mong với người mẫu thân mà hắn luôn tưởng nhớ trong lòng.
mẫu thân con là đại công chúa của Thanh Long nhất tộc, là nữ tử xinh đẹp nhất trên đời này. Ban đầu trên đại hội bốn tộc, ngay lần đầu tiên phụ thân nhìn thấy mẫu thân của con đã bị mẫu thân con hấp dẫn. Tay trái Huyền Hạo đặt lên vai Tiểu Long, tay phải chắp đằng sau, mắt nhìn hải vực khổng lồ, ánh mắt tràn ngập cảm xúc. Lập tức cúi đầu nhìn qua Tiểu Long nói. Mẫu thân con là đại công chúa của Thanh Long Hoàng tộc, cũng là người có thiên phú mạnh nhất trong Thanh Long Hoàng tộc vài vạn năm trở lại đây. Từ nhỏ đã có yêu hoàng khí thiên cấp, sau khi trải qua truyền thừa trong tộc đã đạt tới thiên cấp đỉnh phong. Tộc quy của Thanh Long Hoàng tộc cũng giống như Huyền Vũ Hoàng tộc, không được thông hôn cùng ngoại tộc. Đặc biệt là đệ tử dòng chính càng không thể thông hôn với ngoại tộc. Nếu như ta đoán không sai, thiên độc yêu long cũng không được Thanh Long nhất tộc công nhận. Đúng vậy, phụ thân ta chính là dòng chính Thanh Long Hoàng tộc, mẫu thân ta chỉ là giao long cho nên ta vừa ra đời đã được nhận định là yêu thú, cũng chỉ có thể tồn tại với tư cách nô bộc. Thiên độc yêu long nói, lần này tiến về Linh Hoàng Nhai cũng khiến cho hắn có vô số cảm xúc. Giao long nói như thế nào cũng là chi thứ, mà việc Thanh Long nhất tộc thông hôn với ngoại tộc đều bị xử lý vô cùng nghiêm khắc. Huyền Hạo cúi đầu nhìn Tiểu Long, ánh mắt chớp động nói. Ta và mẫu thân con sau khi ở cùng một chỗ vẫn bị tộc mình phản bối. Khi con còn chưa được sinh ra, hai tộc đều phản đối mãnh liệt đối với chúng ta, thậm chí còn gần như đại chiến tới mức gần như kéo theo hai đại thú tộc còn lại. Hai tộc vất vả lắm mới dừng lại chiến hỏa, tăng thêm trong tộc có một ít nguyên nhân khác. Cho nên ta và mẫu thân con sau khi rơi vào đường cùng, ta cam tâm tình nguyện bị giam lại trong tộc, mà mẫu thân con cũng giống như vậy. Thanh âm vừa dứt, Huyền Hạo than nhẹ một tiếng. Phụ thân, vậy mẫu thân hiện tại có bị nguy hiểm hay không? Tiểu Long nhẹ giọng hỏi, ánh mắt run run. Không biết. Huyền Hạo nói. Dùng địa vị của mẫu thân con trong tộc có lẽ không có việc gì. Thế nhưng những năm này nhất định mẫu thân con cũng không sống tốt. Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm mẫu thân con, nàng nhìn thấy con lớn như vậy nhất định sẽ cao hứng giống ta. Bá phụ, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi vào trong Thanh Long nhất tộc có phải là có chút không ổn hay không? Lục Lâm Thiên nói, Thanh Long Hoàng tộc đã phái người tới bắt Tiểu Long, cũng đã xảy ra xô xát với hắn. Sợ rằng lần này đi vào không hề dễ dàng chút nào. Chẳng lẽ ngươi còn muốn vụng trộm tiến vào sao? Muốn tiến vào trong Thanh Long nhất tộc căn bản không có cơ hội lén lút. Dù sao chuyện đã ở đó cũng phải đối mặt với nó. Nếu đã vậy sao không đường đường chính chính, quang mang chính đại đối mặt. Huyền Hạo nói, tuy rằng hắn không còn tu vi, thế nhưng trong lúc vô hình vẫn có một cỗ ngạo khí. Lén lút đi vào cũng không phải là tác phong của hắn. Vậy thì trực tiếp xông vào, không cho con gặp mẫu thân con sẽ giết cho đến khi bọn họ cho con gặp mới thôi. Tinh quang trong mắt Tiểu Long mãnh liệt bắn ra. Có tu vi như hiện tại Tiểu Long cũng có thêm mấy phần tự tin. Tiểu Long, không phải tới đường cùng thì không thể làm như vậy. Mẫu thân con tuyệt đối không muốn con làm như vậy. Huyền Hạo vỗ bả vai Tiểu Long, quay người nhìn Lục Lâm Thiên, nghiêm túc nói. Lâm Thiên, ta nghe Tam Thúc Tiểu Long nói về chuyện Phi Linh Môn. Việc này không ngờ cũng liên lụy tới ngươi. Ta đoán một khi ngươi xuất hiện trong Thanh Long Hoàng tộc sẽ có một chút phiền toái. Cho nên hiện tại ngươi rời đi còn kịp. Phụ thân, ngươi nhìn nhầm lão đại rồi. Nếu như lão đại sợ Thanh Long Hoàng tộc thì đã không đi cùng chúng ta. Tiểu Long nói. Ha ha, Thanh Long Hoàng tộc, lần trước tiểu tử đã gặp qua. Lục Lâm Thiên cười ha hả, Thanh Long Hoàng tộc tuy rằng cường hãn vô cùng, thế nhưng hắn cũng không phải loại người gặp khó quay đầu đi. Linh hoàng khí của Thanh Long Hoàng tộc và công kích linh hồn của bọn họ hắn không sợ. Lão đại, lần này nếu như bọn họ dám làm khó xử chúng ta sẽ náo loạn long trời lở đất. Tiểu Long nhìn qua Lục Lâm Thiên, dùng thực lực của bản thân và lão đại, so với khi vừa mới tới Tổ Yên Lâm còn mạnh hơn. Huyền Hạo nhìn Tiểu Long và Lục Lâm Thiên, không khỏi mỉm cười. Trên không trung, hai ngày rốt cuộc cũng trôi qua, Lục Lâm Thiên cũng không tiếp tục tiến vào trong thiên trụ giới. Ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Huyền Hạo giảng giải không ít vấn đề trên phương diện tu luyện cho Tiểu Long và Lục Lâm Thiên. Khiến cho Lục Lâm Thiên ở bên cạnh nghe cũng ngộ ra không ít thứ. Lướt qua sơn mạch phía dưới, trên đường đi, linh thú bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Ở trên không trung cũng có thể nhìn thấy không ít, Tiểu Long cố ý tiết khí tức ra ngoài khiến cho đám linh thú không dám tới gần. Dưới sơn mạch, trong rừng cây xanh ngắt có không ít kiến trúc. Có một ít kiến trúc cực kỳ to lớn,
trong lúc mơ hồ nhìn lại có đôi khi còn có thể thấy được không ít đại thành của linh thú. Từ phía trên nhìn xuống, trên đường phố có không ít người qua lại, cực kỳ phồn hoa. Tất cả chuyện này Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu, trong khu vực Bắc đảo này có vô số linh thú. Bởi vì trong tổ yêu lâm Lục Lâm Thiên đã từng nhìn thấy vô số yêu thú cho nên cũng cảm thấy bình thường. Thiên độc yêu long ngẫu nhiên sẽ giới thiệu thoáng qua cho Lục Lâm Thiên một chút, nói chung, yêu thú và linh thú trong tổ yêu lâm và linh hoàng nhai đều có thực lực không kém bao nhiêu. Yêu thú, linh khí đôi khi rảnh rỗi sẽ có chút va chạm, thế nhưng dù sao đều là thú tộc, cho nên chung sống vô cùng tốt. Trong sơn mạch có vô số quần sơn, bốn phía xanh biếc. Từng ngọn núi cao tới vạn dặm, từ bên trên nhìn xuống mây mù lượn lờ, có cảm giác vô cùng mờ ảo. Tại một hạp cốc trong ngọn núi, lúc này có mấy đạo thân ảnh đang bao vây một thân ảnh mềm mại. Tổng cộng có 6 người, khí tức tràn ra, dường như cũng là nhân loại, 6 người này tuổi chừng 40, 50. Mà lúc này ánh mắt 6 người đều tập trung nhìn vào thân ảnh xinh đẹp màu đỏ kia. Đây là một nữ tử 18-19 tuổi, có một điều kỳ lạ là mái tóc của nữ tử này màu đỏ, đỏ như hỏa diễm. Ngũ quan tinh xảo, kiều diễm, trẻ trung, mái tóc đỏ như lửa bị gió thổi tung bay, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Lúc này nữ tử kia cũng đánh giá 6 đạo thân ảnh chung quanh, da thịt trắng nõn như ngọc mang theo vẻ óng ánh nhàn nhạt, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ, cùng với giảo hoạt. Khóe miệng nhếch lên, nụ cười đáng yêu mang theo sự châm chọc. Nữ tử này bị 6 đại nam nhân nhìn chằm chằm, thế nhưng lại không cảm thấy có vấn đề gì, cực kỳ bình tĩnh, giống như ngây thơ, đôi mắt đen nhanh chớp chớp. 6 người chung quanh lúc này đã có chút khó chịu, nữ tử trước mặt này thực sự quá hấp dẫn, dung nhan tuyệt mỹ mang theo sự trẻ trung, thế nhưng thân thể lại mang theo đường cong tuyệt mỹ. Thân mặt một bộ trang phục màu đỏ, bộ y phục này có màu đỏ giống như hỏa diễm. Cặp đùi ngọc trắng nõn hiện ra trước mắt 6 người. 6 đôi mắt nhìn qua cặp đùi ngọc trắng nõn, mềm mại, bên trên là bờ mông vểnh, cao vút. Tăng thêm đôi ngọc thỏ đầy đặn, quả thực chính là hấp dẫn chí mạng. Hô hấp của 6 người này bắt đầu dồn dập, mái tóc màu đỏ, còn có đường cong linh lung, chí mạng, tất cả hợp lại một chỗ quả thực vô cùng hoàn mỹ, không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn với tất cả các nam nhân. Trẻ trung mà lại nóng bỏng, không có một ai có thể tự kiềm chế được. Trong 6 người, một đại hán chừng 50 tuổi không nhịn được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt, mấy người còn lại lập tức trừng mắt nhìn hắn. Triệu Hồ, người có một chút tiền đồ có được không? Nữ nhân này chính là linh thú. Một lão giả mặc y phục màu vàng chừng 50 tuổi nói với đại hán này. Đừng có nói ta, các ngươi không phải đều như vậy sao? Đại hán này cười tà, ánh mắt tham lam nhìn về phía nữ tử áo đỏ nói. Ta nói huynh đệ hỏa môn. Loại yêu tinh như vậy sau khi bắt nhất định phải nếm thử qua. Con mẹ nó quá mê người, nhìn qua lập tức có phản ứng a. Triệu Hồ nói không sai, sau khi bắt được phải nếm thử một chút. Nếu như là nhân loại thì tốt hơn. Một nam tử trung niên áo lam cũng cười tà nói, đôi mắt phát sáng không ngừng quét tới quét lui trên người nữ tử áo đỏ. Ta thấy là linh thú mới có một chút hương vị, một khi tố thể thành công thì yêu thú cũng không khác gì nhân loại chúng ta. Không biết yêu tinh thuộc tộc nào, là xà tộc hay hồ tộc, quả thực quá mê người. Một lão giả đầu chọc nửa nói, ánh mắt bắt đầu có chút dâm uế. Các ngươi là nhân loại sao? Nữ tử trẻ trung nói, mắt nhìn 6 người này vẫn hiện lên sự vui vẻ. Ánh mắt ngây thơ, trong suốt, tăng thêm trang phục hấp dẫn, đường cong khiến cho người ta sôi trào khiến cho máu tươi trong cơ thể 6 người này sôi trào lên. Đúng vậy, hãy ngoan ngoãn đi theo chúng ta. Đừng để chúng ta phải động thủ, làm tổn thương tới ngươi. Đại hán trung niên gọi là Triệu Hồ kia nở nụ cười tà, dường như không chịu nổi sự hấp dẫn này, cũng muốn đi trước người khác một bước cho nên chậm rãi tiến lên. Vậy các ngươi sẽ chơi với ta sao? Nữ tử áo đỏ cười tươi nhìn Triệu Hồ nói, nụ cười vô cùng động lòng người. Thấy nữ tử áo đỏ cười với mình, Triệu Hồ có cảm giác xương cốt mình mềm đi, hắn lập tức nói. Đương nhiên. Ngươi muốn chơi như thế nào cũng không thành vấn đề. Vậy thì tốt rồi, chính ngươi nói đó nha. Nữ tử áo đỏ mỉm cười, chậm rãi tới gần Triệu Hồ. Triệu Hồ, ngươi cẩn thận công kích linh hồn của nàng ta. Lão giả nhắc nhở đầu tiên có chút cố kỵ, hắn có một loại cảm giác, nữ tử áo đỏ này có một chút bất phàm. Hắc hắc, công kích linh hồn, nếu như nàng ta là linh thú bát giai thì mới phải cẩn thận.
Triệu Hồ quay đầu lại mỉm cười. Dùng thực lực của hắn, linh thú bình thường đương nhiên hắn không quan tâm. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời thì sắc mặt tức thì đại biến. Trong nháy mắt này hắn đã cảm giác được có một cỗ lực lượng không gian đang bao phủ quanh thân mình, cả không gian dường như đều bị cứng lại. Là ngươi nói muốn chơi với ta đó nha. Một thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai Triệu Hồ, thân ảnh nữ tử áo đỏ như quỷ mị lập tức hiện lên trước người hắn. Trong đôi mắt đen nhánh vẫn hiện lên sự ngây thơ, trong suốt. Tiếp đó, ánh mắt Triệu Hồ kinh hãi, nữ tử tuyệt mỹ này không ngờ lại vô thanh vô tức đi tới bên cạnh hắn. Cả không gian đột nhiên cứng lại, rốt cuộc hắn cũng nhận ra được cái gì đó. Cùng lúc đó, Triệu Hồ này dường như muốn lớn tiếng kêu cứu, thế nhưng thanh âm còn chưa phát ra, trong không gian bị đông cứng quanh thân hắn xuất hiện hỏa diễm nóng bỏng. Hỏa diễm đốt cháy gợn sóng trong không gian. Dưới hỏa diễm, bằng mắt thường cũng có thể thấy được hộ thân cương khí của hắn trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, hoàn toàn không có lực chống lại. A hát! Trong không gian tràn ngập hỏa diễm, Triệu Hồ kêu lên một tiếng dữ tợn, chỉ trong nháy mắt thân thể dưới hỏa diễm trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi. Linh thú bát giai, đây là linh thú bát giai. Năm đạo thân ảnh còn lại vốn đang định lao thẳng tới nữ tử áo đỏ này, thế nhưng trong nháy mắt cả đám ngừng lại. Triệu Hồ kia chính là Vũ Vương thất trọng đỉnh phong a, không ngờ trong nháy mắt lại bị đối phương đốt cháy thành cho bụi. Có thể làm được như vậy sợ rằng ít nhất phải đạt tới bát giai mới được. Mà đối mặt với linh thú bát giai, trong đám người bọn họ chỉ có một tôn cấp nhất trọng, tuyệt đối không phải là đối thủ. Bọn họ thật không ngờ nữ tử thoạt nhìn còn trẻ tuổi này lại là linh thú bát giai. Cỗ tà hỏa vừa mới xuất hiện trong lòng trong sát na bị sự kinh hãi thay thế, cả đám xoay người định chạy trốn. Là các ngươi nói muốn chơi với ta nha, ta đang vô cùng nhàm chán, vừa vặn chơi trò mèo vờn chuột với các ngươi vậy. Để xem trong các ngươi ai chạy nhanh nhất. Khi thanh âm của nữ tử áo đỏ vừa dứt, cũng không thấy nàng có động tác gì. Không gian quanh thân đại hán áo lam chạy chậm nhất lập tức bị đông cứng lại, hỏa diễm ngập trời bắt đầu thiêu đốt. A! Một tiếng kêu thê thảm vang lên, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Vũ Vương này đã bị đốt cháy thành cho bụi. Còn bốn người. Nữ tử áo đỏ thả người nhảy lên không trung, ánh mắt nhìn về phía bốn người đang chạy trốn, trong mắt hiện lên sự châm chọc. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Trên lục địa bao la, trong một dãy núi liên miên không ngớt thiên sĩ tuyết sư lăng không phi hành qua. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ không thấy, giống như một đạo lưu quang màu trắng xẹt qua không trung. Trưởng môn, không lâu nữa đâu, chúng ta sắp tới rồi. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, thiên độc yêu long nhìn sơn mạch phía dưới rồi nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, lúc này không biết chuyến đi tới Thanh Long Hoàng tộc sẽ có bao nhiêu phong ba. Ồ, lúc này, ánh mắt Huyền Hạo khẽ đổi, nhìn về phía trước, lại nói với Lục Lâm Thiên và Tiểu Long bên cạnh. Phía trước có một chút động tĩnh, có một linh tôn cùng với một đầu linh thú bát giai đang chạy tới. Thế sao? Lục Lâm Thiên ngưng trọng nhìn về phía trước, tâm thần của hắn cũng không cảm giác được sự chấn động gì. Phụ thân, không có ai à? Tiểu Long cũng nghi hoặc không thôi, hắn cũng không cảm giác được có gì chấn động phía trước. Huyền Hạo mỉm cười nói. Sợ rằng các ngươi còn chưa cảm giác được, một lát nữa sẽ xuất hiện. Bá phụ, không phải người không còn tu vi sao? Tại sao? Lục Lâm Thiên không nhịn được mà hỏi. Đã mấy lần hắn ngạc nhiên về chuyện này. Huyền Hạo mất sạch tu vi có thể bảo trì bộ dáng hình người là bởi vì yêu thú, linh thú sau khi tố thể sẽ giống như nhân loại. Thế nhưng tâm thần dò xét của hắn lại kém Huyền Hạo, chuyện này không giống như Huyền Hạo bị mất sạch tu vi. Ha ha! Huyền Hạo nhìn qua Lục Lâm Thiên, khẽ mỉm cười nói. Ngươi cho rằng ta bị mất sạch tu vi thì sẽ trói gà không chặt sao? Chẳng lẽ tu vi của bá phụ không bị mất sạch sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy không khỏi vui mừng, đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Huyền Hạo. Ngươi lại hồ đồ rồi, yêu đan tự nát, tu vi đương nhiên sẽ bị mất sạch. Huyền Hạo liếc mắt nhìn mọi người nói. Yên đan tự nát, bất quá hồn anh của ta vẫn còn, tu vi của ta tuy rằng không đạt tới yêu đế cửu giai, thế nhưng cũng đã đạt tới chuẩn đế, đã vượt qua bát giai. Yêu đan tự hủy, thế nhưng lực lượng thú hồn vẫn còn, chỉ có yêu nguyên mất sạch. Thực lực cũng không phát huy ra được 2/10 như trước kia. Thế nhưng bởi vì có tu vi cùng cấp độ khi trước cho nên người có tu vi bình thường ở trước mặt ta cũng không tính là cái gì. Phụ thân,
về sau con nhất định phải nghĩ biện pháp giúp người khôi phục. Tiểu Long nói, hai tử ngốc, yêu đan tự hủy thì làm gì có biện pháp nào khôi phục. Như vậy đã là không tệ rồi. Huyền Hạo nói, thì ra là vậy. Trong lòng Lục Lâm Thiên giờ mới hiểu được tại sao Huyền Hạo lại hoàn toàn không giống như bị mất sạch tu vi. Yêu đan tự hủy, thế nhưng thú hồn anh vẫn còn tồn tại, hồn anh của chuẩn đế sợ rằng cũng cực kỳ cường hãn. Chỉ cần thực lực bằng 2 phần 10 lúc trước cũng cực kỳ cường hãn rồi. Nghĩ xong, Lục Lâm Thiên nhíu mày, nhìn chăm chú về phía trước. Trong tâm thần dò xét của hắn rốt cuộc cũng cảm nhận không trung phía trước chấn động. Trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc, Huyền Hạo đã sớm cảm nhận được chấn động. Mà linh hồn lực của hắn cũng coi như không tệ, thế nhưng nếu tính toán ra, chênh lệch cực lớn. Siêu! Trước không trung, tiếng xé gió sắc bén vang lên, một đạo thân ảnh lăng không nhanh chóng từ xa chạy tới. Lão đại, dường như người đó đang chạy trốn. Tiểu Long nhìn về phía trước rồi nói. Không cần để ý tới, đừng trêu chọc vào chúng ta là được. Lục Lâm Thiên nói. Có một số chuyện đám người bọn họ không cần thiết phải xen vào. Hi hi, một người cuối cùng. Không phải các ngươi nói muốn chơi với ta sao? Tại sao lại chạy? Chạy nhanh nữa đi, ta sắp đuổi kịp ngươi rồi. Giữa không trung, một nữ tử mặc y phục màu đỏ xuất hiện. Mỗi một bước đều bước qua không gian, nhanh chóng kéo gần khoảng cách với lão giả đang chạy trối chết phía trước. Lúc này sắc mặt lão giả có chút khó coi, đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải bởi vì nhất định phải có một đầu linh thú thất giai hậu kỳ để cứu mạng, còn không thể tùy tiện tìm kiếm linh thú thất giai hậu kỳ bình thường thì hắn cũng không tới trong linh hoàng nhai tìm kiếm. Ai biết lại gặp phải đều linh thú bát giai khủng bố như vậy, năm đồng bạn của hắn trực tiếp bị đánh chết. Tiểu thư, ta vô tình mạo phạm, tha cho ta một mạng có được không? Lão giả nhanh chóng chạy trối chết, miệng cầu khẩn. Ta chưa nói muốn mạng của ngươi a, ta chỉ đang nhàm chán, chơi với ngươi một lát thôi mà. Sao ngươi lại chạy cơ chứ? Nữ tử kia dịu dàng nói. Ồ, có yêu thú tới. Nữ tử áo đỏ vừa nói xong, ánh mắt biến đổi, nhìn về phía trước. Chư vị, cứu mạng, ta chính là Ngộ Linh tôn giả của Nguyệt Long Các, chắc chắc ta sẽ hầu tạ. Lão giả đang chạy trối chết lúc này cũng nhìn thấy một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đang bay tới, miệng tức thì hét lớn cầu cứu. Người cưỡi yêu thú phi hành hơn phân nửa là nhân loại. Bên trong linh hoàng nhai này gặp được nhân loại, hắn cũng không quan tâm là tốt hay là xấu, mở miệng ra lập tức cầu cứu. Dù sao giữ mạng vẫn quan trọng hơn. Ca ca, là người của Nguyệt Long Các. Phía trước vang lên tiếng hét lớn, ánh mắt Lục Tâm Đồng biến đổi, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Đối với Nguyệt Long Các này nàng cũng không có ấn tượng gì tốt cả. Siêu! Trong nháy mắt, Ngộ Linh tôn giả cũng đi tới trước Thiên Sĩ Tuyết Sư. Khi nhìn thấy Thiên Sĩ Tuyết Sư khổng lồ, sắc mặt hắn lập tức có chút biến hóa, không biết là vì cảm nhận được Thiên Sĩ Tuyết Sư bát giai hay là nhớ tới chuyện gì đó. Này, ta sắp đuổi tới ngươi rồi. Sau lưng lão giả lại vang lên thanh âm của nữ tử áo đỏ. Thanh âm thanh thúy cùng đáng yêu, thế nhưng thanh âm này rơi vào trong tai lão giả kia chính là thanh âm đòi mạng. Chư vị, cứu mạng. Ngộ Linh tôn giả lúc này cũng không quản được nhiều nữa. Trực tiếp phóng về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nếu dám tiến lên một bước ngươi nhất định sẽ chết. Một tiếng quát lạnh lẽo từ trong miệng Lục Tâm Đồng vang lên. Lúc này Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng dừng lại, thân thể khổng lồ xoay quanh không trung. Siêu! Ngộ Linh tôn giả quả nhiên dừng lại, thanh âm này khiến cho toàn thân hắn run lên. Hắn cũng là tôn cấp cho nên không khó phát hiện ra, lúc này có một cỗ khí tức mạnh mẽ hơn hắn nhiều đang bao phủ trên người hắn. Cho nên câu nói vừa rồi chỉ sợ không phải nói đùa. Này, ngươi chạy mau đi, nếu như không trốn ta sẽ đốt ngươi thành cho bụi. Chỉ trong chớp mắt nữ tử áo đỏ kia cũng đuổi kịp, trên người mang theo một cỗ khí tức nóng bỏng nhàn nhạt. Mái tóc màu đỏ phiêu đãng, dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt biến ảo. Thân thể linh lung, đôi chân thon dài khiến cho người khác nhìn qua cực kỳ hấp dẫn, động lòng người. Ồ, Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử áo đỏ trên không trung. Ánh mắt run lên. Nữ tử này quả thực khiến cho người ta có chút kinh diễm, thoạt nhìn 18-19 tuổi. Tuổi tác nhìn như không kém Lục Tâm Đồng bao nhiêu, cả hai đều đẹp như nhau, thế nhưng phong thái của nhị nữ lại hoàn toàn khác nhau. Nhìn nữ tử áo đỏ, dung nhan trẻ trung, khuôn mặt tuyệt mỹ, đường cong linh lung, cực kỳ hấp dẫn, còn có mái tóc màu đỏ cực kỳ đáng chú ý khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi nhớ tới Lữ Tiểu Linh.
nhưng mà thứ khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc lúc này cũng không phải là dung nhan cùng thân hình nóng bỏng của nữ tử tóc đỏ này. Luận nóng bỏng, Lữ Tiểu Linh, Vân Hồng Lăng đều cực kỳ nóng bỏng. Luận dung nhan, Bạch Linh, Cảnh Văn, Vô Song đều tuyệt đối là người tuyệt mỹ. Nếu nói nữ tử tóc đỏ này có thứ gì đó quen thuộc thì chính là cực kỳ đáng yêu, ánh mắt giảo hoạt, có chút tương tự với Lục Tâm Đồng. Bát giai trung kỳ, khí tức này có chút quen thuộc a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, khí tức của nữ tử áo đỏ kia tuy rằng đã được thu liếm, thế nhưng trong lúc vô hình có khí tức chấn động khiến cho Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận ra thực lực của nữ tử này đã tới bát giai trung kỳ. Quan trọng nhất chính là khí tức quanh thân nữ tử này khiến cho Lục Lâm Thiên có một loại cảm giác quen thuộc. Thanh âm của nữ tử áo đỏ vừa dứt, Ngộ Linh Tôn giả lập tức định tiến lên. Đứng lại, tiến lên một bước ngươi sẽ chết. Lục Tâm Đồng vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người nữ tử tóc đỏ. Đôi mắt dễ thương biến ảo, dường như cũng rung động vì nữ tử trước mặt. Vừa vặn tuổi tác của hai người cũng không chênh lệch lắm khiến cho trong lòng Lục Tâm Đồng có chút khó chịu. Ngộ Linh Tôn giả nghe vậy không dám nhúc nhích nữa. Trực giác nói cho hắn biết, hai nữ tử tuyệt mỹ này hắn không thể trêu vào. Hừ! Nữ tử tóc đỏ nhìn thấy Lục Tâm Đồng đối nghịch với mình, đôi mắt dễ thương lập tức nhìn về phía Lục Tâm Đồng, ánh mắt biến ảo, dường như cũng kinh ngạc vì dung nhan của đối phương. Cái miệng nhỏ nhắn chu lại, sau khi hừ nhẹ một tiếng lại nhìn Ngộ Linh Tôn giả nói. Nếu không tiến lên phía trước thì ngươi nhất định sẽ chết. Nếu như ngươi dám tiến lên nửa bước ngươi lập tức chết ngay. Lục Tâm Đồng không cam lòng yếu thế. Này, nhân loại nhà ngươi có ý gì? Nhất định phải đối đầu với ta sao? Nữ tử tóc đỏ rốt cuộc cũng không nhìn được, mắt nhìn Lục Tâm Đồng, hai tay chống eo, ánh mắt có chút giận dữ. Ngươi có thể lùi. Lục Tâm Đồng yêu kiều quát lên một tiếng, hoàn toàn không chịu nhượng bộ. Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long nhìn nhau. Không biết vì sao Lục Tâm Đồng lại đấu khẩu cùng nữ tử tóc đỏ kia. Còn không chịu nhượng bộ, đây dường như cũng không giống như tính cách thường ngày của Lục Tâm Đồng. Ngược lại, ánh mắt Huyền Hạo khẽ đổi, ánh mắt có chút vui vẻ nhìn vào nữ tử tóc đỏ. Hừ, ngươi tránh ra cho ta thì đúng hơn. Nữ tử tóc đỏ chống nạnh, ánh mắt chăm chú nhìn vào trên người Lục Tâm Đồng, cũng không chịu nhượng bộ. Vậy thì được rồi. Ánh mắt Lục Tâm Đồng lóe lên, thân ảnh xinh đẹp chợt nhảy lên. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước Thiên Sĩ Tuyết Sư, thân thể lăng không đứng thẳng. Y phục trên người tung bay, lúc này nàng đã không còn là một đứa trẻ khi trước. Hiện tại đã hoàn toàn trổ mã, trở thành một nữ tử xinh đẹp, duyên dáng tựa như tiên thiên. Lục Tâm Đồng nhìn Ngộ Linh Tôn giả nói. Nếu như nàng muốn giết ngươi thì ngươi cứ tới đi, ta cam đoan nàng ta không giết được ngươi. Đa tạ. Ngộ Linh Tôn giả lập tức thở dài một hơi. Tuy rằng thiếu nữ này tuổi không lớn, thế nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của thiếu nữ này mạnh hơn hắn. Cho nên khi thiếu nữ này mở miệng muốn bảo vệ hắn, hắn cảm kích không thôi. Thân ảnh lập tức đi tới bên người Lục Tâm Đồng. Này, nhà ngươi có ý gì vậy? Ta đang lấy hắn để tiêu khiển, nếu như ngươi dám nhúng tay vào, ta sẽ không khách khí với ngươi. Nữ tử tóc đỏ hầm hầm nhìn vào Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng liếc mắt nhìn nữ tử áo đỏ. Lại nhìn Ngộ Linh Tôn giả bên người nói. Ngươi vừa mới nói ngươi là người của Nguyệt Long Các. Đúng vậy, ta chính là trưởng lão Nguyệt Long Các, đa tạ tiểu thư cứu giúp, ngày khác chúng ta sẽ hầu tạ. Ngộ Linh Tôn giả nghe Lục Tâm Đồng nói vậy, còn tưởng rằng mặt mũi của Nguyệt Long Các lớn. Ngẫm lại cũng đúng, trên đại lục này ai mà không nể mặt Nguyệt Long Các vài phần. Vậy thì được. Lục Tâm Đồng lại nhìn về phía nữ tử tóc đỏ nói. Ta nói sẽ không để cho nàng ta giết ngươi thì nhất định nàng ta sẽ không giết được ngươi. Đa tạ tiểu thư. Ngộ Linh Tôn giả ôm quyền nói, trong lòng vui vẻ, cái mạng này xem như đã nhặt được về. Mà khi Ngộ Linh Tôn giả nói xong, ánh mắt Lục Tâm Đồng đột nhiên biến đổi, một cỗ sát ý tràn ra. Bởi vì ta sẽ đích thân giết ngươi, ta ghét nhất là người của Nguyệt Long Các. Siêu siêu. Nói trong, ống tay áo Lục Tâm Đồng run lên. Linh lực tuôn ra mang theo một cỗ khói độc. Trong tay áo, một tiếng chi chi kỳ quái đột nhiên vang lên. Ngươi! Sắc mặt Ngộ Linh Tôn giả đại biến, thân ảnh muốn chạy trốn thế nhưng chung quanh lại có một cỗ lực lượng không gian bao phủ khiến cho hắn không thể nào nhúc nhích. Linh hồn cũng run rẩy, một vật dữ tợn giống như ác quỷ trực tiếp hóa thành một đạo hắc mang trong nháy mắt tiến vào trong mi tâm hắn. A!
một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vật dữ tợn giống như ác quỷ kia từ trong mi tâm Ngộ Linh Tôn giả chui ra. Phanh phanh. Thân thể Ngộ Linh Tôn giả trực tiếp nổ tung, hồn anh bị cắn nuốt. Vật dữ tợn kia cũng trở về trong cơ thể Lục Tâm Đồng rồi biến mất không thấy. Ngay cả bản thân Ngộ Linh Tôn giả cũng không biết mình chết vì vật gì. Lục Lâm Thiên không cảm thấy có chuyện gì, tuy rằng hắn không biết người của Nguyệt Long Các tới Linh Hoàng Nhai làm gì, thế nhưng không ngờ lại gặp phải người này ở đây. Coi như vừa rồi Lục Tâm Đồng không ra tay đánh chết người này thì Lục Lâm Thiên cũng sẽ không bỏ qua người của Nguyệt Long Các. Dù sao giết một người của Nguyệt Long Các cũng không có thiệt. Một cái giơ tay nhấc chân đánh chết một linh tôn nhất trọng, Lục Tâm Đồng phủi tay, ánh mắt nhảy lên, nhìn nữ tử tóc đỏ phía trước rồi nói. Hiện tại ngươi không cần đuổi nữa, ta cũng có thể đi. Nữ nhân loại các ngươi thật đáng ghét, nếu như đã giết người mà ta muốn giết thì ta sẽ giết ngươi. Nữ tử tóc đỏ triệt để nổi giận, mái tóc đỏ run run, dường như có hỏa diễm sắp toát ra. Thân thể xinh đẹp lóe lên, linh nguyên trên người tràn ra. Thân thể giống như có hỏa diễm toát ra, không trung nóng bỏng. Bàn chân đạp mạnh hư không, thân thể lao thẳng về phía Lục Tâm Đồng. Hừ, thì ra là linh thú bát giai trung kỳ, xem ta thu thập ngươi thế nào. Lục Tâm Đồng yêu kiều quát lên một tiếng, đôi mắt xinh đẹp trầm xuống, không có một chút do dự nào. Cánh tay đem một đạo khói độc ngập trời đẩy về phía nữ tử tóc đỏ kia. Lục Tâm Đồng cũng không chủ quan, từ trên người nữ tử tóc đỏ kia nàng cũng cảm nhận được một cỗ khí tức uy áp không kém. Khí tức này đối với nàng tạo thành không ít ảnh hưởng. Mà nàng phải dựa vào hồn linh khí phòng ngự địa cấp cho nên mới có thể chống lại được cỗ uy áp này. Hừ, nhìn không ra nhân loại nhà ngươi có thể dùng độc. Bất quá ta không sợ độc. Nữ tử tóc đỏ quát lên một tiếng. Thủ ấn biến hóa, một đạo hỏa diễm nóng bỏng trong tay trực tiếp bắn Lục Tâm Đồng. Siêu siêu. Hai cỗ năng lượng va chạm vào một chỗ, không gian run lên, dưới hỏa diễm nóng bỏng khói độc của Lục Tâm Đồng bị đốt cháy sạch sẽ. Dường như đúng là nữ tử tóc đỏ này không e ngại khói độc của Lục Tâm Đồng. Siêu. Khói độc tán loạn, Lục Tâm Đồng hừ lạnh một tiếng, lập tức đánh ra công kích. Thân thể uyển chuyển lóe lên, khói độc nồng đậm quanh thân lập tức hội tụ tới. Linh lực tuôn ra, một mùi gay mũi khuếch tán giữa không trung. Khói độc ngập trời trực tiếp bao phủ nữ tử tóc đỏ. Hừ, ta đã sớm nói không sợ độc của ngươi rồi. Nữ tử tóc đỏ khinh thường quát lên một tiếng, thân thể hấp dẫn xoay tròn trên không trung lộ ra đường cong hoàn mỹ. Không trung trong lúc vô hình có một cỗ linh nguyên phô thiên cái địa bắt đầu khởi động, sau đó hóa thành một cỗ hỏa diễm bảo phủ không gian. Siêu! Dưới hỏa diễm ngập trời. Một đạo trưởng nóng bỏng trực tiếp chụp về phía khói độc màu đen khổng lồ kia. Khí tức nóng bỏng trong sát na tràn ngập, trực tiếp khiến cho không gian vặn vẹo. Sau đó đốt cháy toàn bộ khói độc ngập trời của Lục Tâm Đồng. Hừ! Hỏa diễm được thu lại, đôi chân thon dài của thiếu nữ tóc đỏ bước qua không trung, tay đánh ra một đạo hỏa diễm nóng bỏng bắn về phía trước. Không gian run lên, hỏa diễm trực tiếp đánh về phía Lục Tâm Đồng. Hừ! Lục Tâm Đồng yêu kiều hừ lên một tiếng, y phục trên người tung bay. Một đạo quang trụ bằng linh lực từ trong tay áo bắn ra. Lập tức va chạm với hỏa diễm của nữ tử áo đỏ. Phanh! Năng lượng cuồng bạo khuếch tán, hỏa diễm nóng bỏng khuếch tán, cả không trung vô cùng nóng bỏng, xen lẫn một mùi gay mũi. Khục khục! Thân thể mềm mại của hai người Lục Tâm Đồng và nữ tử tóc đỏ lập tức lùi về phía sau. Dường như hai người này tám lạng nửa cân. Cho dù là ai cũng không làm gì được đối phương. Thì ra là linh tôn ngũ trọng. Hừ. Thân thể mềm mại của nữ tử tóc đỏ lui về phía sau, thế nhưng dường như không chịu một chút ảnh hưởng nào, lần nữa đánh về phía Lục Tâm Đồng. Sắc mặt Lục Tâm Đồng trầm xuống, ánh mắt lóe lên, linh lực lần nữa tuôn ra. Khói độc ngập trời hội tụ, thân ảnh xinh đẹp cũng lao thẳng về phía nữ tử tóc đỏ. Phanh phanh phanh. Trên không trung. Thanh âm bạo liệt cực lớn không ngừng vang vọng. Hỏa diễm nóng bỏng khuếch tán, khói độc ngập trời không tiêu tan. Khí tức nóng bỏng cùng với mùi gay mũi trực tiếp bao phủ không trung. Lúc này ánh mắt Huyền Hạo vui vẻ nhìn về phía nhị nữ đang giao thủ, ánh mắt lóe lên, quay đầu nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Lâm Thiên, thực lực của Tâm Đồng cũng không yếu, đặc biệt là độc công vô cùng quỷ dị. Tâm Đồng có độc thể tiên thiên, thực lực cũng coi như không kém. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, lúc này hắn cũng không ngăn cản Lục Tâm Đồng mà để cho nàng ra tay.
là bởi vì đã lâu hắn chưa từng nhìn thấy Lục Tâm Đồng ra tay. Ở trong thiên trụ giới 28 năm đột phá 3 trọng, tu vi linh tôn ngũ trọng, tăng thêm một chút con bài chưa lật trên người. Hiện tại Lục Lâm Thiên cũng muốn nhìn xem rốt cuộc thực lực của tiểu nữ này đã tới bước nào rồi. Tâm Đồng không kém, thế nhưng độc công dường như không có bao nhiêu tác dụng với nữ tử tóc đỏ kia. Nha đầu này cũng rất mạnh. Huyền Hạo nói, ánh mắt đánh giá nữ tử tóc đỏ. Nữ tử này chính là... Lục Lâm Thiên nhìn qua nữ tử tóc đỏ, quay đầu nhìn về phía Huyền Hạo hỏi. Có lẽ ngươi cũng đã nhìn ra nha đầu kia có lẽ là người của nhất tộc. Thiên phú có lẽ cũng là tồn tại cao cấp bên trong tộc. Chỉ là thời gian tu luyện còn không quá dài, mới chỉ có mấy trăm năm mà thôi. Huyền Hạo nói, mấy trăm năm đối với yêu thú, linh thú mà nói chỉ là tuổi trưởng thành mà thôi. Mấy trăm năm còn không dài sao? Lục Lâm Thiên mỉm cười, ngẫm lại cũng đúng. Vân Hàm kia cũng mất 800 năm mới trưởng thành, đối với thú tộc mà nói cũng không phải thời gian quá dài. Tiểu Long, thực lực của nha đầu kia con cảm thấy thế nào? Huyền Hạo hỏi Tiểu Long. Rất dễ đối phó. Tiểu Long nhíu mày, hiện tại thực lực của hắn là bát giai hậu kỳ, nữ tử này chỉ là bát giai trung kỳ, hắn không đặt vào trong lòng. Không thể chủ quan, nữ tử này ở trong tộc có lẽ cũng có thiên phú không kém. Huyền Hạo nói. Phanh phanh. Trên không trung, từng thanh âm bạo liệt vang lên, hai đạo thân ảnh xinh đẹp giống như thiểm điện giao thủ với nhau. Năng lượng va chạm kịch liệt khiến cho không gian cuồn cuộn. Uy thế kinh người tăng thêm uy áp vô hình khiến cho một ảnh lớn linh thú ở sơn mạch phía dưới run rẩy. Thực lực Tâm Đồng ngày càng mạnh a. Thiên Độc Yêu Long nói, trong lòng âm thầm cảm thán, thực lực của Lục Tâm Đồng bây giờ tuyệt đối khiến cho người ta chấn động. Giờ phút này ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng nhìn về phía trước. Thực lực bây giờ của Lục Tâm Đồng không kém, dựa theo tuổi tác mà nói tuyệt đối khiến cho người khác rung động. Khóe miệng hắn mỉm cười, những năm gần đây tiểu nữ này phát triển cực nhanh. Vô luận là thực lực hay kỹ xảo chiến đấu đều rất mạnh. Tu vi cùng thực lực như vậy đã đặt chân vào trong hàng ngũ siêu cấp cường giả. Thế nhưng cho dù thế nào Lục Lâm Thiên cũng biết trong lòng mình vẫn không yên tâm về tiểu nha đầu này. Hắn vẫn coi tiểu nữ này là một tiểu nha đầu, cần được hắn bảo hộ. Cho nên có rất nhiều chuyện hắn không muốn nàng mạo hiểm. Tuy rằng trong lòng Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ, nếu như để cho tiểu nha đầu này đi tôi luyện một mình thì chỗ tốt càng thêm lớn, thế nhưng trong lòng của hắn chung quy vẫn không thể an tâm. Phanh! Trong thanh âm bạo liệt, mọi người dò xét, nhị nữ trên không trung đã giao thủ hơn 10 chiêu. Khục khục! Khói độc ngập trời cũng hỏa diễm bị đánh sơ xác. Gợn sóng trong không gian hóa thành mảnh vỡ bắn tứ tung, hai đạo thân ảnh xinh đẹp đều bị đẩy lui. Không ngờ nhân loại ngươi lại có chút bổn sự như vậy. Nữ tử tóc đỏ lần nữa nhìn về phía Lục Tâm Đồng, lúc này trong mắt cũng hiện lên sự ngưng trọng. Trong khoảng thời gian này người có thể chiến cùng nàng một trận không có ai. Người trong tộc mỗi ngày đều nói với nàng rằng bên ngoài cường giả như mây, nàng còn không tin. Thế nhưng hiện tại sự thật quả đúng là như vậy. Ngươi cũng không tệ. Lục Tâm Đồng nói, thực lực của nữ tử tóc đỏ này tuyệt đối rất mạnh. Hừ, lại tới thử xem. Yêu kiều quát lên một tiếng, nữ tử tóc đỏ lần nữa đạp mạnh hư không, một cỗ hỏa diễm phô thiên cái địa từ trong cơ thể nàng khuếch tán rồi bao phủ cả không trung. Hỏa diễm nóng bỏng ngập trời khiến cho cả không gian nóng bỏng. Gợn sóng đỏ thẫm lan tràn ra chung quanh. Đến thì đến, sợ ngươi sao? Lục Tâm Đồng cắn răng, thủ ấn được kết. Quanh thân lập tức biến thành màu đen khủng bố. Sau đầu, mỗi một sợi tóc đều có hắc mang quanh quẩn, y phục bay phất phới. Quanh thân có một cỗ khói độc ngập trời lan tràn, giống như ác ma đang lăng không mà đứng. Linh lực cùng linh hồn lực trong cơ thể giống như hồng thủy cuồn cuồn. Năng lượng bàng bạc tuôn ra khiến cho không gian không ngừng run lên. Hình như là 8 lạng nửa cân a. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói, bản thể nữ tử tóc đỏ kia còn chưa xuất ra. Thế nhưng Lục Tâm Đồng còn có con bài chưa lật. Dưới cỗ uy áp của nữ tử tóc đỏ, Lục Tâm Đồng cũng có hồn linh khí phòng ngự địa cấp, đoán chừng cũng có thể tạo thành một ít tác dụng. Thực lực của nhị nữ lúc này 8 lạng nửa cân. Lão đại, huynh thử nói xem nữ nhân kia cùng Tâm Đồng ai mạnh hơn một chút. Tiểu Long hỏi Lục Lâm Thiên. Có lẽ không chênh lệch nhiều lắm. Lục Lâm Thiên suy nghĩ rồi nói. Nhìn nhị nữ giao thủ, hắn cũng cảm thấy thích mắt. Siêu. Một thanh âm chấn động vang lên trong không gian, thủ ấn trong tay nữ tử tóc đỏ đánh xuống,
một đạo linh nguyên lập tức ránh ra. Cả không gian kịch liệt vặn vẹo, trước đạo linh nguyên này không gian sụp đổ, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Bắt đầu phóng về phía Lục Tâm Đồng. Thiên độc hồn quyết. Lục Tâm Đồng khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa. Một đạo quang ấn như ẩn như hiện trong đám khói độc ngập trời. Năng lượng đáng sợ chấn động, trong không gian không ngừng xuất hiện những vết nứt màu đen đáng sợ. Ông! Không gian run lên, trong quang ấn này có mấy con rết đen kịt, nhện, bò cạp, cự mãng, thiềm thư. Năm đạo thú ảnh lặng lẽ hiện lên trong quang ấn trực tiếp hội tụ thành một đạo thú ảnh dữ tợn. Uy áp cường hãn từ bên trong tràn ra, một cỗ linh hồn uy áp khổng lồ khiến cho trong đầu người khác đau đớn. Mà cùng lúc đó, đạo linh nguyên lập tức va chạm với thú ảnh màu đen. Thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng trong thiên địa. Phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, cả không trung run lên, kình khí bỗng nhiên khuếch tán trên không trung. Mà ở giữa nơi hai đạo công kích va chạm, không gian sụp đổ, một cái động xuất hiện, quang mang màu đen tràn ra khiến cho trong lòng người khác rung động. Một lát sau không gian mới gần khôi phục lại. Hừ, đón thêm một chiêu của ta. Nữ tử tóc đỏ yêu kiều quát lên một tiếng, mái tóc đỏ sau đầu giống như hỏa diễm bốc cháy. Cả thân thể lan tràn ra hỏa diễm giống như thực chất. Thủ ấn nương theo hỏa diễm lan tràn mà kết, không gian nóng bỏng, đỏ rực quanh nàng chấn động. Gri gri, thanh âm này vang lên, mấy chục đầu chim lửa giống như hỏa phượng hoàng dưới sự khống chế của nữ tử tóc đỏ vỗ cánh bay đi mang theo hỏa diễm nóng bỏng, trực tiếp phóng về phía Lục Tâm Đồng. Chi chi, trong sương mù đen của Trấn Linh Diệt Hồn Tháp, từng tiếng kêu chi chi quái dị vang lên, mấy chục đầu lệ quỷ hồn anh đen kịt, dương nanh múa vuốt bắn ra, va chạm với hỏa diễm nóng bỏng. Những hồn anh này trải qua luyện chế lúc này cũng không sợ những hỏa diễm nóng bỏng kia. Chi chi, gri gri, nhất thời cả không trung tràn ngập tiếng kêu sắc bén khiến cho sắc mặt Thiên Độc Yêu Long bắt đầu trắng bệch. Giữa không trung, nữ tử tóc đỏ lăng không đứng thẳng, mái tóc đỏ trên đầu có hỏa diễm lan tràn ra, quanh thân cũng được hỏa diễm như thực chất bao phủ. Trên đôi chân dài trắng nõn cũng là hỏa diễm, giống như ma nữ đang tức giận vậy. Mà Lục Tâm Đồng cũng không kém là bao, trên người mặc một bộ y phục màu tím, mái tóc có khói độc phiêu đãng. Quanh thần tràn ngập khói độc, tựa như ác ma đang lăng không đứng thẳng. Ầm ầm ầm. Giữa không trung, chim lửa giống như phượng hoàng cùng với lệ quỷ hồn anh đen kịt va chạm với nhau bộc phát ra quang mang chói mắt. Năng lượng cuồng bạo cùng với kình khí điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, tạo thành thanh âm trầm đục liên tiếp. Hỏa diễm nóng bỏng, linh nguyên, khói độc, linh hồn lực không ngừng lan tràn trên không trung. Nhị nữ rằng co, ai cũng không làm gì được ai, cái miệng nhỏ nhắn chu lên. Không phục. Nữ tử tóc đỏ lần này vụng trộm trốn ra ngoài một phen, không ngờ lại xảy ra chuyện bất lợi như vậy. Còn chưa chơi được vài ngày thì đã gặp cường giả nhân loại. Mà Lục Tâm Đồng lần này cũng muốn thử thực lực của mình. Bế quan 28 năm đột phá 3 cấp độ, thế nhưng không ngờ hiện tại lại không làm gì được một đầu linh thú bát giai trung kỳ. Tăng thêm nhị nữ đều nhìn thấy tuổi đối phương không kém mình bao nhiêu, cũng đều xinh đẹp, trong lòng có chút không thoải mái. Hai người đều muốn hơn đối phương một chút thì mới cảm thấy vui vẻ, cho nên trận đại chiến này không thể tránh được. Thực lực của Tâm Đồng cùng nha đầu kia dường như không kém nhau nhiều, cho dù động thủ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Huyền Hạo mở miệng cười, thu hồi ánh mắt trên không trung lại. Quay đầu về phái Tiểu Long nói. Tiểu Long, con lên thu thập nha đầu đó đi, đừng làm tổn thương nó, bằng không sẽ khó mà làm được một ít chuyện. Con biết rồi phụ thân. Tiểu Long gật đầu nói. Ken két. Giữa không trung, chim lửa bằng hỏa diễm cùng với lệ quỷ hồn anh va chạm với nhau, đều bị vỡ nát. Cơn lốc năng lượng trong chốc lát khuếch tán, thân thể mềm mại của nhị nữ đồng thời bị đẩy lùi. Tâm Đồng, người không sao chứ? Quang mang lóe lên, Tiểu Long xuất hiện bên cạnh Lục Tâm Đồng. Không có việc gì, nàng còn chưa đủ để làm tổn thương tới ta. Lục Tâm Đồng chu cái miệng nhỏ, tâm thần khẽ động. Thu Trấn Linh Diệt Hồn Tháp vào trong tay. Thân thể nữ tử tóc đỏ bị đẩy lui, không trung đỏ rực đột nhiên biến mất, ánh mắt nhìn về phía Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên nói. Sao nào, không đánh lại được tìm người giúp đỡ sao? Nực cười, ta thấy ngươi mới không chịu được đó, có cần khôi phục bản thể chu tước của ngươi rồi chúng ta lại đánh hay không? Ánh mắt Lục Tâm Đồng nhảy lên, cảm nhận khí tức trên người nữ tử tóc đỏ đúng là linh hoàng khí.
Thanh Long Hoàng tộc cùng Huyền Vũ Hoàng tộc Lục Tâm Đồng đều đã gặp qua, cho nên linh hoàng khí này Lục Tâm Đồng cũng hiểu rõ một chút. Trên người nữ tử tóc đỏ này chính là linh hoàng khí. Trừ Thanh Long Hoàng tộc ra cũng chỉ có Chu Tước nhất tộc mới có linh hoàng khí mà thôi. Mà quanh thân nữ tử tóc đỏ này chính là một cỗ linh nguyên ngưng tụ thành hỏa diễm, Lục Tâm Đồng nhanh chóng đoán ra được nữ tử này là người của Chu Tước nhất tộc. Ồ, làm sao ngươi biết được ta là người của Chu Tước hoàng tộc? Mắt nhìn Lục Tâm Đồng, nữ tử tóc đỏ có chút kinh ngạc. Chỉ bằng linh hoàng khí mà ngươi tiết ra ngoài ra, không người nào không biết. Đừng có chống đối chúng ta, bằng không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tiểu Long nhìn nữ tử tóc đỏ, ánh mắt nhìn vào thân ảnh mềm mại động lòng người, không khỏi liếc mắt nhiều thêm vài lần. Thế nhưng dường như cảm thấy có quá phận cho nên lập tức thu hồi ánh mắt. Này, tiểu đệ đệ, ngươi cũng không biết lễ phép một chút nào. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói lời như vậy. Nữ tử tóc đỏ dường như không muốn làm lộ ra thân phận của mình, lập tức nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn không khách khí với bổn tiểu thư sao? Hừ, dường như nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Long so với mình còn nhỏ hơn một chút, lúc này nữ tử áo đỏ cũng không đặt Tiểu Long vào trong mắt. Siêu, một đạo quang mang lóe lên, thân ảnh Tiểu Long đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ tử tóc đỏ. Ồ, trong nháy mắt này nữ tử tóc đỏ cũng phát hiện ra tung tích của Tiểu Long, thân thể mềm mại đột nhiên lùi lại, vẻ mặt biến đổi. Dường như nàng thật không ngờ tốc độ của Tiểu Long lại nhanh như vậy. Không ngờ tốc độ của ngươi cũng rất nhanh. Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ tốc độ của nữ tử tóc đỏ này lại nhanh như vậy. So với người có tu vi đồng cấp không chỉ nhanh hơn một chút. Một tiếng siêu vang lên, nữ tử tóc đỏ nhanh chóng lùi lại, gợn sóng trong không gian trước người lóe lên. Thân ảnh Tiểu Long lần nữa xuất hiện. Vẻ mặt nữ tử tóc đỏ lần nữa biến sắc. Nàng không ngờ tốc độ của thiếu niên này lại nhanh như vậy. Đôi mắt xinh đẹp lóe lên, linh nguyên ngưng tụ trong tay, một đạo hỏa diễm nóng bỏng lập tức xuất hiện. Hỏa diễm đánh vỡ gợn sóng trong không gian, hung hăng đánh về phía Tiểu Long. Sắc mặt Tiểu Long trầm xuống, không tránh né, trực tiếp chống lại. Bàn tay nắm lại, hỏa diễm màu vàng bắt đầu quanh quẩn trên nắm tay. Khi một quyền bằng hỏa diễm của nữ tử kia sắp nện vào trước người, thân thể Tiểu Long hơi trùng xuống. Quang mang bao phủ thân thể, trực tiếp dùng bả vai va chạm với một quyền kia. Phanh! Quyền này lập tức va chạm với bả vai của Tiểu Long, cùng lúc đó, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của nữ tử tóc đỏ, bàn tay Tiểu Long dưới sự bao phủ của hỏa diễm màu vàng trực tiếp xé nát không gian đánh về phía mặt nàng. Quyền còn chưa tới, kinh khí cường hãn đã phá vỡ không gian. Trong lúc nguy cấp, một quyền này đánh về phía mặt khiến cho nữ tử tóc đỏ bị dọa nhắm chặt mắt lại. Siêu! Ngay khi nữ tử tóc đỏ cho rằng khuôn mặt mình sẽ bị nện cho biến hình thì kình khí sau khi tới trước khuôn mặt nàng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong không gian yên tĩnh, nữ tử tóc đỏ cảm giác được quyền của Tiểu Long không nện xuống, hai con mắt run lên, mắt phải hé mở nhìn về phía trước. Chỉ thấy nắm tay của Tiểu Long hiện tại đang dừng ở trước mũi nàng. Hai con mắt đen nhanh mở ra, chớp chớp, nhìn nắm tay gần ngay chóp mũi, nàng không biết nên làm thế nào. Trong lòng bị dọa nhảy dựng lên, vừa rồi nàng thực sự đã bị hù. Trong tộc chưa từng có ai dám làm như vậy với nàng. Ngươi làm gì vậy? Ngươi hù chết ta rồi. Nhìn thấy nắm tay không đánh vào mình, nữ tử tóc đỏ chu miệng, lập tức trừng mắt nhìn Tiểu Long nói. Ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi không đi, ta sẽ không khách khí với ngươi. Tiểu Long vốn muốn lớn tiếng quát một câu, thế nhưng nhìn đôi mắt to đen nhánh. Bờ môi mềm mại khiến cho hắn không thể nặng lời, chỉ phô trương thanh thế nói một câu rồi thu hồi nắm tay. Quang mang toàn thân lóe lên, trực tiếp chấn lùi nữ tử tóc đỏ lại mấy bước. Siêu siêu, thân thể mềm mại bị Tiểu Long đẩy lùi, cánh tay tê dại, đau đớn. Đôi mắt xinh đẹp lập tức nhìn về phía Tiểu Long nói. Ngươi cũng là linh thú. Vừa mới ra tay đã khiến cho nàng nhìn ra thân phận của Tiểu Long. Ta là linh thú thì sao? Tiểu Long thu hồi nắm đấm, chắp tay mà đứng, nhìn qua cũng có chút khí thế. Tăng thêm trên người vốn đã có một cỗ khí chất hoàng giả trời sinh, lúc này nhìn qua cực kỳ bất phàm, khiến cho người khác không thể khinh thường. Ngươi là linh thú, tại sao phải giúp nhân loại đối phó với ta? Nữ tử tóc đỏ cả giận nói. Ngươi ngốc sao, ta không giúp Tâm Đồng chẳng lẽ phải giúp ngươi? Tiểu Long tức giận nhìn qua nữ tử tóc đỏ. Hừ, nữ tử tóc đỏ chu miệng. Mái tóc đỏ sau lưng run lên,
một cỗ hỏa diễm như thực chất xuất hiện trên sợi tóc. Trong khoảnh khắc, một cỗ linh hoàng khí phô thiên cái địa tuôn ra bao phủ về phía Tiểu Long. Thu về đi, chỉ bằng linh hoàng khí của Chu Tước nhất tộc các ngươi còn chưa thể làm ảnh hưởng tới ta. Tiểu Long không nhìn nữ tử tóc đỏ mà quay đầu nói tiếp với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, chúng ta đi thôi. Được. Nhìn thấy nữ tử tóc đỏ kinh ngạc, tâm tình của Lục Tâm Đồng vô cùng tốt, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, thân ảnh lóe lên, theo Tiểu Long trở lại lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Này, các ngươi không thể đi như thế được. Nhìn thấy Tiểu Long cùng với Lục Tâm Đồng không để ý tới mình, nữ tử tóc đỏ lập tức đuổi theo, ngăn cản trước mặt Thiên Sĩ Tuyết Sư. Hai tay vươn ra, ngẩng đầu ưỡn ngực làm cho bộ phận trước ngực thoạt nhìn ngạo nghễ không thôi, khiến cho Lục Tâm Đồng nhìn qua cũng phải mặc cảm. Nếu như ngươi không đi, có tin ta không khách khí với ngươi hay không? Ánh mắt Tiểu Long trầm xuống. Muốn ta đi cũng được, các phải nói cho ta biết các ngươi là ai. Vì sao lại biết ta là tộc nhân của Chu Tước Hoàng tộc? Nữ tử tóc đỏ này vô cùng nghi hoặc, những người này tạo cho nàng một loại cảm giác không nói nên lời. Ánh mắt cẩn thận đảo qua mọi người, dường như chỉ có hai người là nhân loại, những người khác đều là yêu thú, lại là yêu thú bát giai. Tiểu nha đầu, Chu Loan là gì của ngươi? Huyền Hạo nhìn nữ tử tóc đỏ cười nhạt một tiếng rồi nói. Ồ, ngươi biết đại tỷ của ta sao? Ánh mắt nữ tử tóc đỏ nhảy lên, cực kỳ nghi hoặc. Lúc này nàng mới biết mình lỡ miệng, tức thì thở phì phò nhìn đám người trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư nói. Các ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu nha đầu, một mình ngươi chạy đến đây sao? Ta có thể nói cho ngươi biết, người trong tộc các ngươi sắp đuổi tới rồi. Nếu như ngươi không chạy đi, có lẽ một lát nữa sẽ bị tóm về. Huyền Hạo chắp tay đứng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía xa. Ồ, ngươi nói thật sao? Nữ tử tóc đỏ nghe vậy tức thì có chút bối rối, nàng mới chạy ra được không bao lâu, không thể cứ như vậy mà bị bắt trở về tộc được. Chúng ta là ai cho dù nói ngươi cũng không biết. Đi đi, đừng quản tới chúng ta. Tiểu Long nói. Vậy được rồi, các ngươi nói cho ta biết các ngươi đi đâu được không? Đôi mắt đen nhánh của nữ tử tóc đỏ rốt cuộc khôi phục vẻ vô hại, ngây thơ như cũ. Nàng mỉm cười nói với mọi người, hỏa diễm chung quanh cũng biến mất. Chúng ta đi Đồ Long, ngươi có dám đi không? Tiểu Long khinh thường trừng mắt nhìn nữ tử tóc đỏ, thế nhưng lại không tự chủ mà nhìn thêm vài lần. Đồ Long. Ánh mắt nữ tử tóc đỏ biến ảo, lập tức có phản ứng nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn đi tới Thanh Long Hoàng tộc? Tiểu nha đầu, bọn họ sắp tới nơi rồi, nếu như ngươi không đi sẽ không đi được đâu. Huyền Hạo mỉm cười nhắc nhở nữ tử tóc đỏ này. Đôi mắt nữ tử tóc đỏ chuyển động, trong lòng thầm nghĩ cho dù nàng tới đâu cũng bị trưởng lão trong tộc và nhị tỷ tìm thấy. Nếu như đi tới Thanh Long Hoàng tộc thì không nhất định. Này, ta cho các ngươi đi. Thế nhưng các ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện. Nữ tử tóc đỏ chu miệng, mắt nhìn mọi người trên Thiên Sĩ Tuyết Sư rồi nói. Nói. Tiểu Long nhìn chăm chú vào nữ tử tóc đỏ rồi nói. Các ngươi dẫn ta cùng đi. Nữ tử tóc đỏ cười giảo hoạt, nhìn Tiểu Long nói. Các ngươi không có lựa chọn nào khác, bằng không ta sẽ nói cho trưởng lão trong tộc các ngươi bắt nạt ta. Đến lúc đó, khanh khách, các ngươi sẽ gặp phiền phức lớn. Nữ tử tóc đỏ cười tới mức run rẩy, đắc ý không thôi. Đến thì thế nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ sao? Tiểu Long trực tiếp dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng. Người khác kính sợ với tứ đại thú hoàng tộc thế nhưng Tiểu Long lại không đặt vào trong lòng. Tốt, các ngươi không dẫn ta đi thì ta sẽ nói cho các trưởng lão các ngươi bắt nạt ta. Dù sao vừa rồi ngươi cũng bắt nạt ta. Nữ tử tóc đỏ chu miệng nói, tăng thêm ánh mắt ngây thơ kia quả thực vô cùng động lòng người. Còn thiếu một chút nữa là lê hoa đái vũ. Vậy được rồi, ngươi đi cùng chúng ta cũng được. Thế nhưng có một chuyện ta phải nói trước, là ngươi cầu chúng ta mang theo ngươi đi chứ không phải là chúng ta muốn dẫn ngươi đi. Tiểu Long đang muốn nói thì Huyền Hạo đã đồng ý, vẻ mặt có chút cao thâm mặt chắc. Lục Lâm Thiên nhìn Huyền Hạo, chung quy hắn vẫn có cảm giác Huyền Hạo có chút không quá bình thường. Tất cả chuyện này, Lục Lâm Thiên có cảm giác giống như là một bước đi của Huyền Hạo. Càng nghĩ Lục Lâm Thiên càng cảm thấy sợ rằng tất cả chuyện này chính là một nước cờ dài mà Huyền Hạo đã định sẵn. Tốt, chỉ cần các ngươi mang ta theo, ta tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nghe thấy đối phương đổi ý, nữ tử tóc đỏ sáng mắt,
thân thể mềm mại mà nóng bỏng lóe lên, giống như trực tiếp vượt qua không gian. Đôi chân dài trắng nõn như ngọc đáp xuống bên cạnh Tiểu Long. Thân thể khiến cho người khác sôi trào đứng ở cạnh Tiểu Long, cái đầu cũng xấp xỉ với Tiểu Long, thái độ cũng không quá tốt. Sau khi đáp xuống lập tức hừ một tiếng với Tiểu Long. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, thủ đoạn kéo giãn khoảng cách trong không gian của nữ tử này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút kích động. Bởi vì phương phá này rõ ràng so với lực lượng khống chế không gian của cường giả bình thường có không ít chỗ khác. Còn nói quân tử nhất ngôn, ngươi nhưng mà một con chim mà thôi. Tiểu Long không cam lòng yếu thế, thấp giọng hừ lạnh một câu. Cái gì mà chim, ta không phải là chim, là Chu Tước hoàng tộc. Nữ tu tóc đỏ lập tức thở phì phò nhìn Tiêu Long nói. Nàng là Chu Tước hoàng tộc a, chim bình thường sao có thể so sánh được với nàng cơ chứ? Thì cũng là chim, nhiều nhất nhưng mà một con chim lửa mà thôi. Tiểu Long lạnh nhạt liếc nhìn nữ tử tóc đỏ rồi nói. Ngươi, nữ tử tóc đỏ chu cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò, quả thực tức tới nỗi muốn động thủ với Tiểu Long. Nắm tay nhỏ đã giương lên, tùy thời có khả năng nện vào thân thể Tiểu Long. Đừng quên, ngươi không làm gì được ta. Tiểu Long hoàn toàn không thèm để ý, cũng không chịu yếu thế chút nào. Chúng ta đi thôi. Mắt nhìn Tiểu Long tranh cãi gay gắt cùng nữ tử tóc đỏ, Huyền Hạo cũng không thèm để ý mà cúi đầu nói với Lục Lâm Thiên. Tâm thần Lục Lâm Thiên thông chi cho Thiên Sĩ Tuyết Sư tiếp tục. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía Huyền Hạo, chung quy hắn có cảm giác dường như tất cả đều do Huyền Hạo cố ý sắp xếp. Đồng thời linh hoàng khí trên người nữ tử tóc đỏ này không kém. Vừa rồi hắn cũng phải dựa vào kim đao màu vàng mới có thể chống lại, sợ rằng địa vị của nàng ta ở trong Chu Tước hoàng tộc cũng không tầm thường. Chẳng lẽ, Lục Lâm Thiên nhíu mày, phía trước không xa dường như là Thanh Long hoàng tộc, hiện tại mọi người định xông vào trong Thanh Long hoàng tộc, nữ tử tóc đỏ này lại là người của Chu Tước hoàng tộc, Huyền Hạo mang theo nàng nhất định là có ý riêng. Có người của Chu Tước hoàng tộc đi theo, đến lúc đó có lẽ sẽ giảm bớt một chút phiền toái. Có lẽ Thanh Long hoàng tộc cho dù như thế nào cũng sẽ không tùy tiện ra tay với người của Chu Tước hoàng tộc. Nghĩ tới đó, khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười. Xem ra phụ thân của Tiểu Long cũng không phải là người không có suy nghĩ. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, nữ tử tóc đỏ vẫn đối chọi gay gắt với Tiểu Long, tăng thêm Lục Tâm Đồng ở bên cạnh thi thoảng châm lửa thổi gió, không chiếm được một chút thượng phong nào khiến cho nữ tử tóc đỏ tức tối thở phì phò, thế nhưng cũng không có cách nào khác. Siêu siêu. Một lát sau, ngay tại nơi mà nữ tử tóc đỏ giao thủ với Lục Tâm Đồng, trên không trung có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Hơn 10 người này mang theo khí tức nóng bỏng, dẫn đầu là một nữ tử mặc váy hồng, dáng người cao gầy, đôi mắt xinh đẹp quét qua không trung, nhìn về bốn phía. Nhị công chúa, nơi này có khí tức của Tam công chúa. Có lẽ Tam công chúa vừa mới động thủ ở chỗ này. Nhà đầu này, thực sự khiến cho người khác lo lắng a. Nữ tử mặc váy hồng nói nhỏ. Hẳn là đã đi về phía trước, chúng ta đuổi theo. Tại một nơi khác. Từng dãy núi nhấp nhô, cao ngất. Cây cối xanh biếc, mơ hồ có tiếng dã thú quanh quẩn. Sợ rằng người bình thường đi vào đây sẽ rung động, thi thoảng nơi này còn có tiếng chim hót, cực kỳ thoải mái. Trong một đình viện tinh xảo tràn ngập hương hoa, một thân ảnh xinh đẹp đứng trong đình viện, thân ảnh xinh đẹp mềm mại, trên người mặc một bộ váy màu xanh biếc. Cho dù nhưng mà một bóng lưng thế nhưng cũng hiện lên đường vòng cung mê người, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý. Lúc này thân ảnh xinh đẹp kia đang tu bổ bồn hoa. Thân ảnh xinh đẹp động lòng người tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian. Tỷ tỷ. Một âm thanh dịu dàng giống như âm thanh của tự nhiên vang lên. Âm thanh vừa dứt, bên ngoài đình viện có một thân ảnh xinh đẹp bước tới, trong nháy mắt đi tới sau lưng thân ảnh xinh đẹp này. Cánh tay vươn tới phía trước hái một bông hoa, nhét vào trong miệng nói. Mùi vị của bích thủy linh hoa thật không tệ. Thân ảnh xinh đẹp này mở miệng, trong miệng tản ra mùi thơm ngát, miệng nở nụ cười nhạt, tuyệt mỹ tới mức khiến cho thiên địa động dung. Trên người mặc một bộ y phục trắng như tuyết, khoác một chiếc áo choàng màu xanh, vô cùng vũ mị và cao quý vô song. Đôi mắt như nước khiến cho người khác không thể cự tuyệt. Long Yên, ta nói bao nhiêu lần rồi, muội không được ngắt bích thủy linh hoa của ta. Ta tốn không ít thời gian mới dưỡng ra nó đó. Thân ảnh xinh đẹp màu xanh quay đầu lại. Dưới bộ váy dài màu xanh là cái eo nhỏ nhắn, tóc mai buộc thành búi. Làn da nhẵn nhụi như ngọc,
Bên má có hai sợi tóc nhu hòa khẽ phiêu động tăng thêm vài phần mê người, phong tình, hoàn mỹ không chút tì vết, tựa như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, không thua Long Yên một chút nào. Long Yên mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo nói. Tỷ tỷ, mẫu thân nhờ muội tới hỏi tỷ, bao giờ tỷ mới rời khỏi Bách Hoa Cốc? Ta nói rồi, từ lúc ta tới đây đã không có ý định đi ra. Nữ tử này cười nhạt một tiếng, âm thanh tựa như thiên nhiên, giống như một đám mây phiêu đãng, mờ ảo. Chẳng lẽ ngay cả tiểu Long tỷ cũng mặc kệ sao? Long Yên hỏi. Nghe vậy thân thể nữ tử này run lên, ánh mắt rung động, khẽ thở dài nói. Nó đang ở Phi Linh Môn, có thánh thủ linh tôn kia bảo hộ, gần đây lại xuất hiện một linh vũ đại đế, đoán chừng trong tộc lúc này cũng không có ai dám động vào Phi Linh Môn kia. Lần trước bọn họ thất bại mà về, những người trong tộc cũng biết tiểu Long có linh hoàng khí thiên cấp, những người này đã có chút dao động, lời nói đã tốt hơn không ít. Lần trước tam trưởng lão đã đề nghị đem tiểu Long nhận tổ quy tông, tuy rằng có một ít người phản đối, thế nhưng cũng không quá kịch liệt. Long Yên nói. Ai, nếu như ta đoán không sai, hiện tại trong đám người trẻ tuổi dường như không có kẻ nào có thiên phú đặc biệt. Đoán chừng bọn họ muốn để cho tiểu Long thay Thanh Long hoàng tộc tham gia đại hội bốn tộc, nữ tử này cười nhạt một tiếng, khóe miệng mang theo tiểu ý, nhìn Long Yên một lát rồi nói. Phụ thân có ý gì? Không biết. Thế nhưng gần đây dường như đã không còn tức giận là bao, lần trước còn vụng trộm hỏi muội tỷ ở nơi này thế nào. Muội có thể nhìn ra, người không nỡ để tỷ ở nơi này, nhưng mà ngại mặt mũi nên không nói mà thôi. Long Yên nói, là ta khiến phụ thân tức giận. Nữ tử kia khẽ mở môi son, thở dài nói. Tỷ tỷ, tỷ hối hận sao? Long Yên do dự một lát rồi hỏi nữ tử này. Nữ tử kia cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói. Không hối hận, chưa từng hối hận qua. Gặp Huyền Hạo, rồi có Tiểu Long, ta chưa từng hối hận. Tuy rằng hiện tại chúng ta không ở cùng một chỗ, thế nhưng ta biết rõ, bọn họ đang nghĩ tới ta, bọn họ cũng biết ta đang nghĩ tới bọn họ. Thật sao? Long Yên thất thần, ánh mắt lóe lên, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Long Yên, sao vậy? Nữ tử kia nhẹ nhàng cười nói. Không phải là trong lòng muội cũng có người ngưỡng mộ đó chứ? Không biết là người trong tộc hay là người ở đâu. Tỷ, muội không có. Long Yên phục hồi tinh thần, nói. Tỷ, muội vừa mới nhận được tin tức, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long từng xuất hiện ở trong tổ yêu lâm. Muội sợ bọn họ đang đi tới Huyền Vũ nhất tộc. Đứa nhỏ này, sao lại không nghe lời ta như vậy? Đôi mắt xinh đẹp của nữ tử kia biến đổi, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Tỷ, lần trước Huyền Vũ đối với Tiểu Long cũng không có ác ý. Chẳng lẽ thái độ của Huyền Vũ nhất tộc đã biến đổi hay sao? Long Yên suy đoán nói. Huyền Vũ nhất tộc chưa chắc đã thay đổi thái độ, có lẽ Tiểu Long sẽ gặp không ít phiền toái. Huyền Vũ có cảm tình vô cùng tốt với phụ thân của Tiểu Long. Hy vọng Tiểu Long không có chuyện gì. Nữ tử lo lắng, nhìn Long Yên nói. Giúp ta thăm dò một chút, nếu như Tiểu Long ở trong Huyền Vũ nhất tộc có chuyện thì ta cũng chỉ có thể rời khỏi Bách Hoa Cốc mà thôi. Âm thanh vừa dứt. Trong mắt nữ tử này hiện lên hàn ý. Trong khí chất cao quý lại mang theo vẻ lạnh lùng. Kỳ thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, ngươi tên là gì? Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, nữ tử tóc đỏ kia khó có thể đấu khẩu được với Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Tới cuối cùng chỉ có một mình Lục Tâm Đồng đấu khẩu với nàng, Tiểu Long đã lùi lại bên cạnh Lục Lâm Thiên, hắn không muốn kẹt ở giữa hai nữ nhân. Lục Lâm Thiên ném cho Tiểu Long một ánh mắt tán thưởng. Hai nữ nhân xinh đẹp cãi nhau. Tốt nhất nên nhường bộ lui binh, bằng không sẽ bị liên lụy. Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nhìn nữ tử tóc đỏ nói. Thực lực của ngươi cũng không tệ, còn có ngọn lửa kia nữa, rất đặc biệt. Đây là thứ mà chỉ có Chu Tước hoàng tộc của ta có. Tuy rằng chúng ta là linh thú, thế nhưng trời sinh có thể khống chế năng lượng hỏa, tuy rằng có chút không giống với thuộc tính hỏa, thế nhưng so với thuộc tính hỏa còn lợi hại hơn. Nghe Lục Tâm Đồng đang khoa trương tâng bốc mình, sắc mặt nữ tử tóc đỏ kia cũng dễ chịu hơn nhiều, nàng nói. Kỳ thật độc công của ngươi cũng không tệ, thiếu chút nữa ta cũng không chịu đựng nổi. Nếu không phải trời sinh ta có thể khống chế năng lượng hỏa thì cũng không thể làm gì được ngươi. Nhân loại bình thường đều sợ linh. Hoàng khí của ta, người có thể chống lại như ngươi quả thực rất hiếm thấy. Ngươi tên gì? Lục Tâm Đồng thấy đối phương tâng bốc mình, cũng vô cùng hưởng thụ.
trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự vui vẻ. Quên nói, ta gọi là Thần Hy, ngươi là nhân loại đầu tiên ta thấy thuận mắt. Nữ tử tóc đỏ nói, các ngươi không cãi vã nữa sao? Tiểu Long nhìn thấy nhị nữ ngừng chiến, lập tức quay sang hỏi một câu. Mắc mớ gì tới ngươi? Nhị nữ lập tức lườm Tiểu Long rồi nói. Lão đại, các nàng trở mặt quá nhanh a. Tiểu Long sững sờ, có chút ủy khuất nhìn lão đại rồi nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, vỗ vai Tiểu Long, nói. Nhớ cho kỹ, về sau nữ nhân cãi nhau, ngàn vạn lần đừng xem vào. Nói không chừng đệ sẽ trở thành cái đích ngắm, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp thì càng không thể nói lý. Tiểu Long cái hiểu cái không, khẽ gật đầu, cũng không biết có hiểu được hay không. Thiên Sí Tuyết Sư vẫn giữ nguyên tốc độ lao đi, phía trước chậm rãi xuất hiện từng dãy núi lớn. Thiên Sí Tuyết Sư kéo gần khoảng cách, từng dãy núi hiện lên trước mắt mọi người. Lúc này có một dòng sông chảy qua từng dãy núi. Trưởng môn, phía trước chính là cửa vào của Thanh Long Hoàng tộc. Âm thanh mang theo sự run rẩy của Thiên Độc Yêu Long vang lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Đến rồi sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, nhìn qua sơn mạch phía dưới. Đây là một sơn mạch to lớn, bốn phía toàn bộ đều là những dãy núi giống như cự long uốn lượn. Tiểu Long, chúng ta tới nơi rồi. Huyền Hạo nhìn xuống sơn mạch, trong ánh mắt bình tĩnh cũng có chút rung động, lẩm bẩm nói. Mích Hàm, ta tới rồi, ta đã mang Tiểu Long tới tìm nàng này. Tuyết Sư, các ngươi vào đây trước đi. Lục Lâm Thiên nói, trước đó ở trong Huyền Vũ Hoàng tộc đám người Thiên Sí Tuyết Sư, Mạc Lang đã bị chịu thiệt. Thực lực của bọn họ còn chưa thể tham dự chiến đấu cùng thú hoàng tộc. Để tránh cho bọn họ bị áp chế, Lục Lâm Thiên thu bọn họ lại, đến lúc đó cũng không phải quan tâm tới bọn họ. Gọi thiên trụ giới ra, mọi người lăng không đứng thẳng, sau khi Thiên Sí Tuyết Sư thu hồi bản thể, lập tức cùng Mạc Lang, Phi Thiên Ngô Công đều tiến vào trong thiên trụ giới. Ba người này cũng biết bằng vào thực lực của bọn họ không có cách nào giúp được cái gì, trước mặt thú hoàng tộc bọn họ chỉ có thể bị áp chế mà thôi. Ca ca, hiện tại muội đã có thực lực bảo vệ chính mình. Lục Tâm Đồng biết ca ca sợ rằng sẽ lại để cho nàng tiến vào thiên trụ giới cho nên lập tức mở miệng nói. Được rồi. Sau khi do dự Lục Lâm Thiên cũng gật đầu, về phần Thiên Độc Yêu Long vốn chính là người của Thanh Long Hoàng tộc, có thực lực như bây giờ cũng có được một ít thủ đoạn chống lại. Nhìn thiên trụ giới của Lục Lâm Thiên, mắt của nữ tử tóc đỏ không ngừng biến ảo, dường như cũng cảm nhận được sự bất phàm. Thu hồi thiên trụ giới, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua. Lúc này bên người hắn chỉ còn có Huyền Hạo, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thần Hy cùng Thiên Độc Yêu Long và hắn. Phụ thân, lão đại, con sẽ mở ra cánh cửa không gian. Tiểu Long quay đầu lại nhìn qua Lục Lâm Thiên cùng Huyền Hạo rồi nói. Được, cẩn thận một chút. Huyền Hạo gật đầu nói. Tiểu Long gật đầu, thân ảnh màu vàng tiến về phía trước một bước, lăng không đứng thẳng. Trên ngón tay, một giọt máu tươi tràn ra, giọt máu tươi này lập tức ngưng tụ thành một đạo thủ ấn quỷ dị trong tay Tiểu Long. Lục Lâm Thiên nhìn thấy thủ ấn trong tay Tiểu Long, âm thầm suy đoán trong lòng, sợ rằng đây chính là cánh cửa không gian trong tứ đại thú hoàng tộc. Phải cần người có huyết mạch trong bốn tộc mới có thể mở ra. Đi! Một tiếng quát nhẹ từ trong miệng Tiểu Long truyền ra, thủ ấn có chút quỷ dị này trực tiếp bị Tiểu Long đẩy ra, xông về phía trước. Thủ ấn mang theo năng lượng quỷ dị, lập tức nổ tung trên không trung, cả không gian chấn động kịch liệt. Phanh! Trong không gian vang lên âm thanh trầm thấp, một tiếng quát nhẹ sau đó vang lên. Người phương nào dám làm càn ở bên ngoài Thanh Long Hoàng tộc ta? Siêu siêu! Âm thanh vừa dứt, không gian khẽ run lên, một vết nứt trong không gian lặng lẽ xuất hiện. Ba đạo thân ảnh lập tức lơ lửng xuất hiện trên không trung. Ba người này nhìn sáu người trước mặt. Sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Hai nữ tử tuyệt mỹ, còn có một đại hán chừng 50 tuổi, một thiếu niên, một nam tử mặc áo bào màu xanh. Còn có trên người nam tử trung niên mặc hoàng bào kia trong lúc vô hình tỏa ra khí thế vô cùng bất phàm. Đều có tu vi thất giai. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, ba người này một người là thất giai hậu kỳ, hai thất giai trung kỳ, trên người có linh hoàng khí lan tràn. Nếu như không phải hắn có kim đao màu vàng, sợ rằng ít nhiều sẽ bị một chút ảnh hưởng. Các ngươi là người Thanh Long Hoàng tộc. Thần Hy cảm nhận khí tức của ba người, đôi mắt xinh đẹp biến đổi, cái miệng nhỏ nhắn chu lại. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Long nói đùa với nàng.
ba người các ngươi tránh ra cho ta, ta muốn đi vào. Mắt nhìn ba người của Thanh Long hoàng tộc, Tiểu Long khẽ quát một tiếng. Làm càn, không biết nơi này là nơi nào sao, ta thấy ngươi ngứa ra rồi. Một người có tu vi thất giai trung kỳ của Thanh Long hoàng tộc còn chưa nói xong, trước người hắn có quang mang lóe lên, thân ảnh Tiểu Long trực tiếp xuất hiện. Một tiếng quát nhẹ vang lên. Ta thấy ngươi mới là ngứa ra. Phanh. Cùng một lúc, hỏa diễm màu vàng xuất hiện, một đạo quyền ấn của Tiểu Long trong nháy mắt nện xuống bụng của tộc nhân có tu vi thất giai trung kỳ của Thanh Long hoàng tộc. Phốc phốc. Người có tu vi thất giai trung kỳ của Thanh Long hoàng tộc này trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể cơ hồ cùng lúc rơi xuống phía dưới, đập vào mặt đất. Muốn chết. Trong nháy mắt hai người của Thanh Long hoàng tộc này mới hồi phục tinh thần lại, người có tu vi thất giai hậu kỳ lập tức hét lớn một tiếng. Lăn xuống đi. Người có tu vi thất giai hậu kỳ của Thanh Long hoàng tộc còn chưa dứt lời, nắm tay Tiểu Long đập xuống, quyền trái trực tiếp đập vào trên người của người kia. Phanh phanh. Hai âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên, ánh mắt hai người kia trở nên kinh hãi. Đồng thời máu tươi trong miệng phun ra, thân thể không có một chút lực chống chịu nào trực tiếp đập vào mặt đất. Quả thực là đồ long sao? Nhìn thấy Tiểu Long không chút do dự ra tay với tộc nhân Thanh Long hoàng tộc, Thần Hy khiếp sợ, những người này rốt cuộc có thân phận gì, ngay cả tộc nhân của Thanh Long hoàng tộc cũng dám ra tay. Mắt nhìn cánh cửa không gian phía trước, Tiểu Long nheo mắt nhìn một chút rồi quay đầu lại nói. Phụ thân, lão đại, chúng ta vào thôi. Đi thôi. Huyền Hạo nhìn cửa vào, thu hồi ánh mắt, trường bào màu tím trên người tung bay, thân thể lăng không bước vào bên trong. Này, Tâm Đồng, rốt cuộc các ngươi là ai? Nhìn ba người của Thanh Long nhất tộc bị thương ở phía dưới, Thần Hy cũng nhanh chóng đuổi theo. Trong cánh cửa không gian, khi không gian chấn động, thân ảnh Huyền Hạo, Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, mọi người đạp không xuất hiện. Dưới không trung, một mảnh không gian bao la xuất hiện. Dưới tầm mắt mọi người chính là một mảnh xanh ngắt, từng dãy núi xuất hiện ở phía xa, vô cùng hùng vĩ. Ngọn núi tầng tầng lớp lớp, giống như rồng ngẩng đầu, sương mù lượn lờ chung quanh ngọn núi. Cây cối chung quanh sơn mạch xanh suối róc rách, cảnh tượng như vậy cũng khiến cho Lục Lâm Thiên có chút ngạc nhiên. Thanh Long hoàng tộc này quả nhiên có chút bất phàm. Trong tầm mắt hắn là những ngọn núi nhấp nhô, sơn phong cao ngất, cây cối xanh biếc, khiến cho người khác có cảm giác như tiên cảnh. Mà trong cảnh sắc tú lệ như vậy, có không ít kiến trúc chằng chịt. Nhìn qua cũng có thể thấy được có không ít kiến trúc to lớn. Người tới là người phương nào, lại dám xông vào Thanh Long hoàng tộc ta. Trong không gian, hơn 20 đệ tử Thanh Long hoàng tộc lao tới, mắt nhìn 6 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung. 6 đạo thân ảnh này xuất hiện khiến cho bọn họ trong lúc vô hình cảm nhận được sự bất phàm. Cả đám đều kinh ngạc, không ngờ có người dám xông vào Thanh Long hoàng tộc. Người dẫn đầu quát lớn với 6 người. Tiểu Long đang muốn ra tay, Huyền Hạo ngăn Tiểu Long lại, bước lên phía trước, nhìn đám người kia rồi nói. Huyền Hạo mang theo nhi tử tới chơi. Âm thanh cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Huyền Hạo, hắn là Huyền Hạo của Huyền Vũ nhất tộc. Là hắn không phải là. Mắt nhìn Huyền Hạo, 20 mấy người của Thanh Long hoàng tộc biến sắc. Huyền Hạo to gan, không ngờ lại xông đến Thanh Long hoàng tộc. Chỉ trong nháy mắt, gợn sóng trong không gian không ngừng chớp động, một đạo thân ảnh trực tiếp vượt qua gợn sóng trong không gian. Người này có một thân hình cao ngất, trên đầu là mái tóc dài màu xanh. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, không gian run lên, một cỗ uy áp cường hãn đột nhiên hàng lâm. Tổng cộng có khoảng 50 đạo thân ảnh lăng không đi tới, dẫn đầu là thân ảnh cao ngất tóc xanh kia, người này ước chừng 50 tuổi, khí tức bất phàm. Thật nhiều cường giả. Mắt nhìn từng đạo thân ảnh mang theo khí thế bất phàm đột nhiên xuất hiện, cả đám đều là bát giai, có lẽ đều là hộ pháp, trưởng lão của Thanh Long hoàng tộc. Làm cho ánh mắt đám người Lục Lâm Thiên, Thiên Độc Yêu Long, Lục Tâm Đồng, Thần Hy không khỏi biến hóa. Trong dò xét của Lục Lâm Thiên, thực lực của Thanh Long hoàng tộc tuyệt đối không dưới Huyền Vũ hoàng tộc. Dẫn đầu là lão giả tóc xanh, khí tức hẳn cũng không kém tam trưởng lão, nhị trưởng lão của Huyền Vũ hoàng tộc bao nhiêu, tuyệt đối là cường giả. Người phương nào tự tiện xông vào Thanh Long hoàng tộc? Lúc này, trong không trung lần nữa có mấy trăm đạo thân ảnh đồng thời lướt tới. Mấy trăm đạo khí tức cường hãn lan tràn tới, đều là tộc nhân có tu vi thất giai của Thanh Long hoàng tộc. Giờ phút này trong không trung có một cỗ linh hoàng khí, uy áp lan tràn.
Quyền Hạo, Tiểu Long, Lục Lâm Thiên cũng không bị ảnh hưởng. Dường như Lục Tâm Đồng cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Ánh mắt Thần Hy chuyển động, cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Chỉ có Thiên Độc Yêu Long là có sắc mặt khó coi, bị uy áp không ít. Tới cũng tới rồi, xông cũng xông vào rồi. Huyền Hạo ở đây, các ngươi muốn làm gì cũng được. Ánh mắt Huyền Hạo quét qua chúng cường giả Thanh Long nhất tộc trong không trung. Trường bào màu tím trên người tung bay, một cỗ khí tức tràn ra, khí thế tràn ngập. Cho dù một mình tiến lên cũng không kém hơn chút nào, thậm chí còn chiếm thế thượng phong một chút. Cảm nhận khí thế của Huyền Hạo, phần đông cường giả Thanh Long hoàng tộc chung quanh, trong lúc vô hình cũng bị ảnh hưởng. Cỗ khí thế nặng nề, không thể dung chuyển giống như bàn thạch, cỗ khí thế kia tuyệt đối mạnh hơn bọn họ. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo, yêu đan của Huyền Hạo đã nát, yêu nguyên mất sạch, thế nhưng ảnh giới tu vi chuẩn đế vẫn còn. Tăng thêm thú hồn lực, tuyệt đối là bất phàm, ít nhất còn có thể dọa người. Khí tức thật mạnh, không ngờ lại mạnh như vậy. Thần Hy cảm nhận khí tức trên người Huyền Hạo lúc này không khỏi biến sắc, khí tức này khiến cho nàng cũng cảm thấy bất an. Tránh ra cho ta tới tìm mẫu thân. Hôm nay kẻ nào dám ngăn cản ta sẽ không khách khí với hắn. Hoàng bào trên người Tiểu Long tung bay, lăng không tiến lên đứng bên cạnh Huyền Hạo. Phụ tử hai người đứng song song với nhau, khí thế bàng bạc càng tăng lên. Là Tiểu Long kia? Đây là Tiểu Long kia sao? Không ngờ đã lớn như vậy rồi. Là Tiểu Long có linh hoàng khí thiên cấp sao? Còn chưa trải qua truyền thừa a, từ nhỏ đã có linh hoàng khí thiên cấp của Thanh Long hoàng tộc chúng ta. Nếu như trải qua truyền thừa, sợ rằng sẽ rất cao. Đám người trưởng lão nhìn Tiểu Long, lập tức xôn xao. Lần trước hộ pháp hình đường bẩm báo, linh hoàng khí thiên cấp đối với bọn họ mà nói tuyệt đối rung động. Hiện tại trong tộc cũng chỉ có đại công chúa chỉ có linh hoàng khí thiên cấp. Đầu thuồng luồng tạp giao ngươi không ngờ vẫn dám trở lại. Còn không mau tới đây cho ta. Trong đám cường giả Thanh Long hoàng tộc cũng có người nhận ra Thiên Độc Yêu Long. Đây chính là người lần trước trà đạp mấy hộ pháp hình đường. Nhìn thấy Thiên Độc Yêu Long xuất hiện, còn có Lục Lâm Thiên, mấy hộ pháp kia lập tức giận dữ. Con trai của đại công chúa. Từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên cùng Thiên Độc Yêu Long, mấy hộ pháp kia đang thấp giọng nói gì đó với mấy trưởng lão chung quanh. Ta về thì sao nào? Cái râu của Thiên Độc Yêu Long rung lên, một khi đã trở về đây hắn cũng không có ý tứ e ngại. Lớn mật. Một đại hán tu vi bát giai sợ kỳ lần trước chịu thiệt phẫn nộ nói. Hiện tại đang ở trong địa bàn của bổn tộc đương nhiên hắn sẽ không e ngại, muốn đòi lại mặt mũi lần trước. Thế nhưng hắn cũng không dám động thủ với Tiểu Long và Lục Lâm Thiên cho nên trực tiếp đánh về phía Thiên Độc Yêu Long. Siêu! Khí thế đáng sợ trên người đại hán trung niên tu vi bát giai sơ kỳ của Thanh Long nhất tộc lan tràn ra. Một đạo quyền ấn phá không đánh về phía Thiên Độc Yêu Long. Hừ! Người tưởng ta còn giống như năm đó sao? Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, ánh mắt trầm xuống, yêu nguyên hùng hậu từ trong cơ thể tuôn ra. Một đạo quyền ấn đánh tới, khí thế cường hãn bộc phát khiến cho sắc mặt chúng cường giả Thanh Long hoàng tộc chung quanh biến hóa. Tu vi bát giai trung kỳ gần tới đỉnh phong, thực lực bực này tuyệt đối không kém. Phanh! Âm thanh trầm thấp lập tức vang vọng, tuy nói Thiên Độc Yêu Long ở dưới linh hoàng khí bị ảnh hưởng không ít. Thế nhưng linh hoàng khí trên người đại hán trung niên có tu vi bát giai sơ kỳ kia còn chưa mạnh mẽ tới mức như Tiểu Long, mặt khác trên phương diện tu vi thì Thiên Độc Yêu Long cũng cường hãn hơn không ít, cho nên cũng có thể chống lại. Khục khục, dưới âm thanh bạo liệt này, đại hán trung niên lập tức bị một trưởng của Thiên Độc Yêu Long đánh lùi. Lại, chúng cường giả Thanh Long hoàng tộc biến hóa. Một đầu thuồng luồng tạp giao cũng dám làm càn như vậy sao? Một người có tu vi bát giai trung kỳ sắc mặt trầm xuống, thân ảnh không nhịn được mà bắn ra. Một đạo linh nguyên cực lớn bắn khỏi tay, cả không gian run lên, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt hung hăng đánh về phía Thiên Độc Yêu Long. Thiên Độc Yêu Long giận, rõ ràng Tiểu Long vẫn còn ở phía trước thế nhưng những người này lại không động tới Tiểu Long trước, mà lại động thủ với hắn, rõ ràng bởi vì thấy hắn dễ bắt nạt. Con mẹ nó, ta dễ bắt nạt như vậy sao? Thiên Độc Yêu Long quát nhẹ một tiếng, yêu nguyên bàng bạc lần nữa tuôn ra, bàn chân đạp mạnh hư không đánh văng gợn sóng trong không gian, thân thể hóa thành một bóng đen từ trên đánh xuống. Một đạo trưởng ấn khổng lồ lập tức được ngưng tụ, trực tiếp đánh về phía trước. Phanh! Trưởng ấn va chạm với linh nguyên, không gian theo đó cũng run lên,
lực lượng cường hãn giống như cơn sóng khiến cho không gian lắc lư chấn động. Từng đạo gợn sóng khuếch tán, cả không trung đung đưa. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thiên độc yêu long cùng với người có tu vi bát giai trung kỳ của thanh long hoàng tộc đồng thời bị đẩy lùi, dường như hai người này tám lạng nửa cân. Lục Lâm Thiên nhìn thấy trong mắt, luận tu vi, thiên độc yêu long mạnh hơn một chút, thế nhưng dường như bởi vì sự ảnh hưởng của linh hoàng khí, cho nên thực lực của thiên độc yêu long đã bị ảnh hưởng không ít. Một đầu thuồng luồng tạp giao cũng dám hoàn thủ, phản rồi. Hai người liên tục ra tay cũng không làm gì được thiên độc yêu long, chuyện này khiến cho sắc mặt không ít người trong thanh long hoàng tộc có chút khó coi. Âm thanh vừa dứt, lại là hai cường giả tu vi bát giai trung kỳ mang theo một cỗ long uy, trực tiếp phóng về phía thiên độc yêu long. Sắc mặt thiên độc yêu long trầm xuống, huy động hai tay, yêu nguyên tuôn ra, một cỗ năng lượng bàng bạc khuếch tán, trực tiếp bao phủ không gian chung quanh, đánh văng gợn sóng trong không gian. Uy thế kinh người trong sát na lan tràn ra chung quanh, hai đạo quyền ấn theo đó trực tiếp đánh ra. Phanh phanh, hai đạo âm thanh như sấm rền vang vọng trên không trung, thân thể thiên độc yêu long bị đẩy lui, kinh khí khuếch tán, không gian rạn nứt. Thực lực của một mình hắn cũng không cách nào chống lại hai người này vây công. Hừ, hai cường giả thanh long hoàng tộc có tu vi bát giai trung kỳ một chiêu đẩy lùi thiên độc yêu long, đắc thế không buông tha người, lần nữa vung quyền lên. Thân thể bắn về phía trước, lần nữa đánh về phái thiên độc yêu long. Cùng lúc, người có tu vi bát giai sơ kỳ bị thiên độc yêu long đẩy lùi từ đầu cũng đánh tới. Bốn người vây công thiên độc yêu long vào bên trong. Ầm ầm. Công kích của bốn người cơ hồ cùng lúc đánh ra, uy thế kinh người trong sát na khuếch tán. Lấy nhiều bắt nạt ít là truyền thống của thanh long hoàng tộc sao? Coi như ta đã tận mắt chứng kiến. Lúc này một tiếng quát vang lên, một thân ảnh màu xanh nhanh như thiểm điện xuất hiện trước người thiên độc yêu long, trực tiếp đối mặt với hai người có tu vi bát giai trung kỳ. Con rắn lớn, ta tới giúp ngươi. Độc long ca ca, coi chừng. Cùng một lúc, tiểu long và lục tâm đồng cùng vọt tới. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên hàn ý nhàn nhạt, mắt nhìn hai người kia đánh tới, cánh tay vung lên, quanh thân lập tức tràn ngập năng lượng thuộc tính thổ nồng đậm. Ngay khi hai đạo quyền ấn sắp đánh tới, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, quang mang chói mắt trong tay đánh ra. Hai tay vung lên, lăng không hóa trưởng thành quyền, hai quyền trực tiếp ầm ầm va chạm với nắm tay của hai đại hán trung niên thanh long hoàng tộc. Lùi trở về cho ta. Lục Lâm Thiên quát nhẹ một tiếng, khi nắm tay sắp va chạm. Trường bào trên người tung bay, trên nắm tay có một cỗ quang mang nhàn nhạt dán vào trên quyền của hai đại hán trung niên bát giai trung kỳ của thanh long hoàng tộc. Một đám quang mang ngập trời đột nhiên bắn ra. Ngao ngao. Hai âm thanh rồng ngâm vang lên trong không trung khiến cho không trung rung động. Hai quyền ấn của hai đại hán trung niên kia trực tiếp bị rạn nứt. Một đầu hư ảnh hoàng kim cự long mang theo quang mang rít gào xuất hiện. Hư ảnh hoàng kim cự long lập tức đánh vào người hai đại hán trung niên của thanh long hoàn tộc kia. Phanh phanh. Hai người hoàn toàn không có lực phản kháng, không gian quanh thân lập tức bị nghiền nát. Thân thể hai đại hán có tu vi bát giai trung kỳ kia lập tức bị đánh bay. Sắc mặt hai người tái nhợt, khí tức hỗn loạn, miệng phun ra máu tươi. Hiển nhiên một kích này của Lục Lâm Thiên đã tạo thành một ít thương tổn cho bọn họ. Mà Lục Lâm Thiên lăng không đứng đó. Toàn thân chỉ khẽ lay động một chút. Thực lực thật mạnh. Dưới một kích này, cường giả trong thanh long hoàng tộc cũng kinh ngạc. Nhân loại này dường như chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng thế nhưng thực lực lại không giống như lẽ thường. Cùng một lúc, thân ảnh xinh đẹp của lục tâm đồng lóe lên, thủ ấn được kết, quanh thân xuất hiện khói độc ngập trời. Quang mang màu đen nồng đậm trực tiếp ngưng tụ thành một đầu độc mãng cực lớn, độc mãng hung hăng đánh về phía đạo linh nguyên của người có tu vi bát giai sơ kỳ kia. Phanh phanh, âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang lên, linh nguyên của người có tu vi bát giai sơ kỳ lập tức va chạm với độc mãng của lục tâm đồng. Khói độc ngập trời vung vãi, lực lượng mạnh mẽ chút xuống, thân thể người này trực tiếp bị đẩy lùi. Hừ, thành thật một chút cho ta. Cùng lúc đó, tiếng quát lạnh lẽo của tiểu long vang lên, không để ý tới công kích của người có tu vi bát giai trung kỳ kia, thân thể tạo thành một đạo tàn ảnh, lập tức tránh thoát khỏi công kích. Tiếp đó, thân ảnh tiểu long xuất hiện trước mặt người có tu vi bát giai trung kỳ. Một đạo chảo ấn mang theo hỏa diễm màu vàng lập tức vây khốn người có tu vi bát giai trung kỳ kia. Trực tiếp vây khốn hắn trong không gian vặn vẹo. Bốn người này vốn chỉ định đối phó với thiên độc yêu long,
nhưng không ngờ lại bị đẩy lui ba người, một người bị bắt, Thiên Độc Yêu Long cũng không bắt được. Những người này là ai? Không ngờ lại có người ngoài xông vào trong tộc. Bên trong không trung cùng với sơn mạch có không ít tộc nhân Thanh Long Hoàng tộc có tu vi thấp tụ tập lại, vô số thân ảnh rậm rạp ngẩng đầu nhìn chăm chú vào từng đạo thân ảnh trên không trung. Lục Lâm Thiên đẩy lùi hai người, ánh mắt đảo qua không trung. Lúc này chung quanh tụ tập không ít linh thú long tộc, còn có yêu thú long tộc. Liếc nhìn qua dường như có không ít giao long, thế nhưng hắn cũng nhìn ra được, địa vị của Thanh Long là cao nhất. Mắt nhìn biến hóa trên không trung, sắc mặt chúng cường giả Thanh Long nhất tộc biến ảo bất định. Mấy người này xông vào Thanh Long Hoàng tộc, đẩy lùi thế công của mấy cường giả trong tộc, mặt mũi của bọn họ đã bị mất hết. Huyền Hạo, người muốn làm gì? Đại hán tóc xanh nhìn về phía Huyền Hạo nói, dường như hắn coi Huyền Hạo là đầu lĩnh. Nhị trưởng lão, ta chỉ muốn gặp Bích Hàm mà thôi. Trường bào trên người Huyền Hạo tung bay, mắt nhìn lão. Giả tóc xanh rồi nói. Huyền Hạo, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, ngươi có biết đây là nơi nào không? Ánh mắt lão giả tóc xanh trầm xuống. Huyền Hạo không chút né tránh nói. Biết rõ cho nên ta mới tới. Ngươi cho rằng mình có thể làm càn ở trong Thanh Long Hoàng tộc ta sao? Sắc mặt lão giả tóc xanh có chút khó coi nói. Lão gia hỏa, đừng mang Thanh Long Hoàng tộc ra uy hiếp ta, ta hỏi ngươi, mẫu thân ta ở đâu? Tiểu Long phẫn nộ nói, lực đạo trong lúc vô hình lại đè nặng lên trên người có tu vi bát giai trung kỳ kia. Không gian vặn vẹo kịch liệt, khuôn mặt người có tu vi bát giai trung kỳ kia lập tức đỏ lên. Thả người trong tay ngươi ra, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Bên người lão giả tóc xanh, một lão giả có tu vi bát giai hậu kỳ lạnh lùng nói, hắn đã sớm tức giận từ trước. Uy hiếp ta sao? Ánh mắt Tiểu Long trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Trực tiếp bóp tay, không gian vặn vẹo kia lập tức cuồng bạo, xoắn lên. Ngao! Người có tu vi bát giai trung kỳ này rốt cuộc không có cách nào chống lại, ánh mắt hoảng loạn, bị ép hóa thành bản thể Thanh Long. Bản thể của hắn cực lớn, ước chừng hơn ngàn mét, toàn thân được lân phiến màu xanh bao phủ, quang mang rạng rỡ. Dưới bụng là ngũ trảo tràn ra uy áp, khí tức ngập trời tuôn ra đem theo một cỗ long uy. Biến thành long thì làm sao? Linh hoàng khí huyền cấp mà thôi. Tiểu Long bĩu môi, thân thể nhảy ra, quanh thân có một cỗ linh hoàng khí lan tràn, tập trung vào trên người có tu vi bát giai trung kỳ kia. Lập tức người có tu vi bát giai trung kỳ này không thể nhúc nhích được một chút nào. Người có tu vi bát giai trung kỳ này bản thể cuồn cuộn, long uy bàng bạc khuếch tán. Nhưng mà dưới cỗ khí tức của Tiểu Long người này không có cách nào nhúc nhích, linh hồn cùng với máu tươi bắt đầu sôi trào. Thân thể Tiểu Long lập tức lăng không đạp xuống, hoàng bào trên người tung bay, hai chân trực tiếp đứng trên đầu rồng. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, Tiểu Long đứng lên trên đầu bản thể người có tu vi bát giai trung kỳ, kim quang quỷ dị quanh thân bắt đầu bao phủ, khí tức lan tràn ra chung quanh khiến cho lòng người rung động. Mau thả hộ pháp Long dĩ ra. Chúng cường giả biến sắc, chân đạp Thanh Long, đây chính là hành động tuyệt đối bất kính cùng và vũ nhục với Thanh Long Hoàng tộc. Vô số tiếng quát của cường giả Thanh Long Hoàng tộc vang lên, khí tức bắt đầu tràn ra. Hóa ra hắn lại mạnh như vậy. Thần Hy vẫn đứng bên người Huyền Hạo, lúc này ngẩng đầu nhìn qua Tiểu Long, trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên sự sợ hãi cùng thán phục. Cho tới bây giờ nàng mới biết được thực lực của Tiểu Long còn mạnh hơn nàng nhiều. Ta không thả thì sao? Nếu như làm ta tức giận, ta sẽ rút gân, lột ra hắn. Hủy đi long cốt của hắn. Các ngươi làm gì được ta nào? Chân Tiểu Long vẫn đạp Thanh Long, quanh thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng, một cỗ khí chất hoàng giả lan tràn ra chung quanh. Phản rồi, người đâu, bắt đầu nghiệt xúc này cho ta. Sắc mặt lão giả tóc xanh khẽ đổi, tiếng quát vang lên, lập tức có từng đạo thân ảnh trực tiếp nhảy ra. Một cỗ long uy cường hãn lan tràn, từng đạo khí tức khủng bố bộc phát. Cả không gian giống như đột nhiên cứng lại. Hừ, ai dám đi lên? Ánh mắt Tiểu Long lạnh lẽo nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói. Chỉ bằng vào các ngươi mà muốn đối phó ta thì còn chưa đủ tư cách. Ngao! Âm thanh vừa dứt, Tiểu Long há mồm gầm lên một tiếng. Tiếng gầm xuyên thấu không gian, linh hoàng khí lan tràn, mang theo một cỗ uy áp cực lớn khuếch tán. Linh hoàng khí tràn ngập, Tiểu Long rít gào, âm thanh mênh mông cuồn cuộn truyền ra mang theo một cỗ khí tức mạnh mẽ khuếch tán khiến cho không gian rung động kịch liệt. Ngao ngao. Chỉ trong nháy mắt,
bên dưới không trung, dưới uy áp của linh hoàng khí thiên cấp, những yêu thú long tộc cấp thấp và thanh long lập tức bị uy áp phải hóa thành bản thể. Từng đầu thanh long thất giai cũng bị uy áp áp chế. Đồng thời ánh mắt Huyền Hạo và Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn về không trung. Linh hoàng khí thiên cấp của tiểu long lan tràn, trên không trung lập tức có mấy đạo khí tức mịt mờ xuất hiện. Đây là linh hoàng khí thiên cấp, đây là linh hoàng khí thiên cấp. Linh hoàng khí thiên cấp của thanh long nhất tộc ta. Cơ hồ tất cả các cường giả thanh long nhất tộc biến sắc, bốn mắt nhìn nhau, lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tiểu long. Linh hoàng khí thiên cấp, đương nhiên bọn họ hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Trong toàn tộc người có linh hoàng khí thiên cấp cũng chỉ có một mình đại công chúa mà thôi. Chỉ tiếc đại công chúa hiện tại đang ở Bách Hoa Cốc, đã thề không bước ra khỏi Bách Hoa Cốc nửa bước. Ngao! Một cường giả tu vi bát giai lúc này cũng bị ép hóa thành bản thể phủ phục giữa không trung, từng tiếng rồng ngâm đan vào nhau quanh quẩn trên không trung giống như sấm sét. Cả không gian, vô số tộc nhân thanh long hoàng tộc hiện ra bản thể, phủ phục run rẩy. Đáng chết! Nhìn thấy phần đông cường giả trong tộc bị ép hóa thành bản thể, thân ảnh lão giả áo xanh lập tức lao thẳng về phía tiểu long. Nhị trưởng lão, lấy lớn hiếp nhỏ là không tốt. Huyền Hạo bước ra một bước, thân ảnh lập tức xuất hiện trước người nhị trưởng lão, trường bào màu tím tung bay, tràn ngập một cỗ khí thế bá đạo. Huyền Hạo, đây chính là thanh long hoàng tộc. Sắc mặt nhị trưởng lão trầm xuống, khí tức tràn ra. Không gian sau lưng phong vân biến sắc. Nhưng mà sau khi cảm nhận được khí tức của Huyền Hạo khiến cho trong lòng hắn có chút run sợ. Ta chỉ tới tìm người mà thôi, hôm nay bất kể như thế nào ta cũng phải gặp được nàng mới thôi. Nếu không cho ta gặp, ta đành phải đắc tội vậy. Huyền Hạo nói, âm thanh quanh quẩn, khí thế kinh người. Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi coi đây là nơi nào? Một đạo âm thanh trầm thấp nhàn nhạt từ xa truyền đến. Ba đạo lưu quang xẹt qua. Khi âm thanh vừa dứt lập tức có hai đạo thân ảnh đáp xuống. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhìn vào ba người này. Trong ba người này thì có một lão giả, hai thanh niên. Hai người thanh niên này thoạt nhìn chừng 20 năm, 26 tuổi, khí chất bất phàm. Trên người đều mang theo một cỗ ngạo khí, khí tức tràn ra, đều đạt tới bát giai trung kỳ đỉnh phong, quả thực cũng có tiền vồn để kiêu ngạo. Mà lão giả kia lại khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi dò xét thêm vài lần. Lão giả kia lăng không đứng thẳng, ánh mắt cực kỳ bức người, tuổi chừng 70, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, khuôn mặt không giận mà uy. Điều khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc chính là không ngờ trên người lão giả này không có bất kỳ một chú khí tức chấn động nào, càng chứng minh thực lực của người này tuyệt đối không kém. Ba người đáp xuống, lão giả kia nhìn không trung, ánh mắt nhìn về phía tiểu long, sắc mặt không biến đổi, lạnh nhạt nói một câu, tuổi còn nhỏ mà đã làm càn như vậy. Ngươi cho rằng không có ai quản được ngươi sao? Âm thanh vừa dứt, trường bào trên người lão giả vung lên, một cỗ chấn động vô hình trong không gian dùng xu thế như sấm sét bắn về phía tiểu long. Tộc trưởng Long Mộ Lưu Tình. Thân ảnh Huyền Hạo lập tức bắn về phía trước ngăn cản, trước người có một cỗ chấn động vô hình lướt tới, trực tiếp đem gợn sóng trong không gian ngăn cản lại trước mặt. Ồ! Mắt nhìn Huyền Hạo, sắc mặt lão giả này có chút hồ nghi, lại trầm xuống nói. Còn dám làm càn trước mặt ta sao? Lão giả nhẹ nhàng quát, cánh tay khẽ vung lên, cũng không thấy có động tác gì mà gợn sóng vô hình trong không gian lập tức tăng lên, sau đó va chạm với gợn sóng trong không gian trước mặt Huyền Hạo. Phanh! Hai cỗ chấn động trong không gian va chạm vào với nhau, kình phong đáng sợ lập tức bộc phát. Trong không trung, gợn sóng bị chấn nát, mang theo chấn động cực lớn khuếch tán. Phốc! Thân thể Huyền Hạo lập tức bị đẩy lui. Miệng phun ra máu tươi. Huyền Hạo, không ngờ ngươi lại tự bảo yêu đan. Giờ phút này, lão giả kia cũng biến sắc nói. Phụ thân. Tiểu Long nhìn thấy phụ thân bị thương, sốt ruột hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt linh nguyên tuôn ra, bàn chân đạp mạnh, đầu thanh long khổng lồ dưới chân Tiểu Long bị đạp rơi xuống đất khiến cho mặt đất run rẩy rốn như sơn bằng địa liệt. Ngay lúc đó một cỗ hỏa diễm màu vàng từ trong tay Tiểu Long tràn ra, không gian lập tức bị nhuộm vàng. Một đạo chảo ấn đột ngột được đánh ra. Tiếp đó, Tiểu Long trực tiếp đánh về phía lão giả kia. Chảo ấn màu vàng bao phủ thân ảnh lão giả. Tiểu nhiệt xúc. Lão giả nhíu mày, cánh tay vung lên, một đạo chấn động vô hình bắt đầu lan tràn. Lão giả kia, ta đã nhịn ngươi từ lâu rồi. Nếu như hôm nay ngươi dám động tới ngoại tôn của ta, đừng trách ta trở mặt với ngươi.
Tiểu Long, mau dừng tay, không thể vô lễ. Lúc này trên không trung có một âm thanh vang lên, hai đạo thân ảnh đột nhiên phá không lao ra. Một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, gợn sóng vô hình nhanh chóng va chạm vào phía trên gợn sóng không gian của lão giả kia. Hai cỗ gợn sóng trong không gian va chạm thế nhưng lại không có âm thanh nào vang lên. Chỉ có thể thấy không gian chung quanh run rẩy kịch liệt, hai cỗ năng lượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc, chảo ấn màu vàng của Tiểu Long bị một bức bình chướng bằng năng lượng ngăn cản ở phía trước. Hỏa diễm màu vàng trên chảo ấn của Tiểu Long chỉ xé rách bích chướng, tạo ra năm vết rách nhỏ, không có cách nào hoàn toàn xé rách được nó. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng đi tới bên người Huyền Hạo, khi hắn muốn nâng Huyền Hạo lên, Huyền Hạo lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Ta không sao. Cùng lúc đó, ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng nhìn về phía hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Người vừa tới chính là một lão phụ nhân ước chừng 60 tuổi, trên người mặc bộ y phục màu tím, bộ dáng hiền lành, hòa ái, mái tóc bạc trắng, nhìn qua có chút già nua. Trên trán còn có nếp nhăn, thế nhưng ánh mắt lại thâm thúy giống như ngôi sao. Quanh thân có linh nguyên tràn ra mang theo năng lượng thiên địa. Khí thế lúc này vô mạnh mẽ, ngay cả nhị trưởng lão kia cũng khó có thể so sánh được với người này. Mà khi Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử đang ngăn cản Tiểu Long, ánh mắt không khỏi biến đổi, nữ tử này chính là Long Yên mà hắn từng hai lần gặp mặt. Trên người mặc y phục trắng như tuyết, tuyệt mỹ không kém gì Lục Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn và Bạch Linh. Dung nhan tuyệt mỹ cùng với khí chất cao quý, khuynh quốc khuynh thành. Tiểu Long, mau dừng tay. Trong mắt Long Yên hiện lên sự kinh ngạc và ngạc nhiên. Dường như nàng không ngờ Tiểu Long lại đến Thanh Long Hoàng tộc. Siêu. Nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ đã từng gặp mặt một lần, đồng thời cũng cảm giác được nữ tử này dường như không có ác ý với mình, trong lúc vô hình Tiểu Long cảm thấy vô cùng thân thiết với nữ tử này cho nên Tiểu Long lập tức thu lại chảo ấn. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến đại trưởng lão, nhị công chúa. Mấy đạo thân ảnh này xuất hiện, linh hoàng khí thiên cấp của Tiểu Long được thu lại, những cường giả Thanh Long hoàng tộc bị ép hóa thành bản thể lần nữa khôi phục hình dáng nhân loại. Nhưng mà ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long lúc này tràn ngập sự kiêng kỵ. Làm sao ngươi lại tới đây? Lão giả nhìn thấy lão phụ nhân này, ánh mắt lập tức biến đổi. Ngươi lúc nào cũng muốn ra tay với ngoại tôn của ta. Nếu như ta không tới, có phải ngươi sẽ giết nó đúng không? Ta thấy lão gia hỏa nhà ngươi lòng dạ độc ác, không những ép nữ nhi vào bách hoa cốc. Ngay cả thân ngoại tôn của mình cũng muốn động thủ. Ngươi có còn chút lương tâm nào không? Lão phụ nhân trực tiếp nhìn lão giả kia, cả giận nói. Vô số trưởng lão chung quanh thấy vậy cũng chỉ có thể cúi đầu không nói. Trên đại lục này, người có thể nói với tộc trưởng như vậy sợ rằng cũng chỉ có vị đại trưởng lão này. Ngươi không thấy tiểu xúc sinh này xuất thủ với ta trước sao? Ngươi còn bênh nó. Lão giả kia dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn lão phụ nhân rồi nói. Dù sao ta thấy ngươi đang ra tay với nó. Nó ra tay với ngươi. Chẳng lẽ nó có thể giết được ngươi hay sao? Lão phụ nhân không buông tha người lớn tiếng nói, chỉ thiếu mức chỉ thẳng tay vào mặt lão giả kia mà mắng. Lão phụ nhân này hừ lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long đang đứng trước người Long Yên. Khuôn mặt lập tức trở nên hiền hòa, thân thể run rẩy, bước chân sải bước trên không trung, lập tức đi tới bên cạnh Long Yên. Tiểu Long, có biết ta là ai không? Lão phụ nhân nhìn Tiểu Long, đánh giá. Lại quay đầu nói với Long Yên. Con xem tiểu gia hỏa này mà xem, giống mẫu thân nó như đúc. Tiểu Long nhìn lão phụ nhân này, từ lời nói vừa rồi kỳ thật trong lòng hắn cũng đã đoán ra được thân phận của lão phụ nhân này. Tiểu Long, đây là bà ngoại của con, mau gọi bà ngoại đi. Long Yên nhìn Tiểu Long, khẽ mỉm cười nói. Mắt nhìn lão phụ nhân này, ánh mắt Tiểu Long run lên, thế nhưng lại không có lên tiếng. Trong lòng của hắn. Bất luận là Thanh Long hoàng tộc hay là Huyền Vũ hoàng tộc nó đều không có cảm tình gì. Không gian hơi sáng lên, Huyền Hạo đi tới bên cạnh Tiểu Long, mắt nhìn lão phu nhân rồi hành lễ. Huyền Hạo bái kiến đại trưởng lão. Bước vào cảnh giới chuẩn đế, tự bạo yêu đan, ngươi là người thứ nhất dám làm như vậy. Ai? Lão phu nhân ngẩng đầu liếc nhìn Huyền Hạo, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Tiểu Long. Tiểu Long, mau gọi bà ngoại đi. Đây là mẫu thân của mẫu thân con, cũng là bà ngoại của con. Còn kia là Long Yên A Di của con. Huyền Hạo cúi đầu nói với Tiểu Long. Bà ngoại, Long Yên A Di. Tiểu Long do dự một chút rồi mở miệng nói.
đứa bé ngoan, để cho bà ngoại nhìn xem nào. Những năm này để con chịu ủy khuất rồi. Ánh mắt lão phu nhân tràn ngập sự kích động, thân ảnh lóe lên, lập tức hiện lên bên cạnh Tiểu Long. Ánh mắt hiền lành nhìn chăm chú vào Tiểu Long, trong mắt có sự kinh hỉ cùng đau lòng. Trong ánh mắt thâm thúy xuất hiện nước mắt, khẽ nói. Năm đó bà ngoại của con đang bế quan cho nên rất nhiều chuyện bà. Ngoại con cũng không biết, con có trách bà ngoại hay không?